Trưởng quỹ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, theo vung tay lên, một hồi vỡ vang lên sau đó, liền đem cả tòa rượu rau, toàn bộ lật trên đất nói, hiện tại, ăn xong rồi, có thể đi ra ngoài. Thấy một màn này, Ngũ Thiếu Khang các người bộc phát đắc ý cười, cái này trưởng quỹ ngược lại là làm được không tệ. Diệp Thần nhìn vậy đầy đất rượu rau, cặp mắt híp lại, nhưng vào lúc này, vậy xuất hiện ở trưởng quỹ bên cạnh một tên thanh niên nhưng là phát ra một tiếng thét kinh hãi nói, trời xanh võ tử Chu Uyên. Lời vừa nói ra, toàn bộ Minh Sông thực phủ các khách nhân đều là sắc mặt biến đổi, bao gồm Ngũ Thiếu Khang. Trời xanh võ tử, danh tiếng này ở thiên nhân vực quá vang dội, là lần này thiên điện khảo hạch, có thể thành công thông qua thí sinh hấp dẫn một trong à. Đừng nói là Ngũ Thiếu Khang, liền liền ngũ gia cũng chưa chắc dám đối với hắn như thế nào. Dù là đối phương chỉ là còn chân cảnh sơ kỳ, nhưng tên này vượt cấp giết người năng lực cực kỳ khủng bố à. Mà đám người theo tên thanh niên kia ánh mắt nhìn, tầm mắt nhưng là tập trung vào ngồi ở Diệp Thần bên cạnh tên kia trên người thiếu niên. Trong chốc lát, đám người hồi tưởng lại liên quan tới Chu Uyên một ít chỉ nói ngắn gọn. Ví dụ như, mặt mũi thanh tú, bộ dáng thiếu niên, quần áo tùy ý, ánh mắt trong suốt vân. Vân, cái này không một không cùng cái này thiếu niên tướng xứng đôi à. Tất cả mọi người đều là không khỏi được mặt lộ sợ hãi vẻ. Chẳng ai nghĩ tới, và Diệp Thần ngồi chung một chỗ lại là Chu Uyên. Mà trong đó, nhất là sợ hãi chính là tên kia trưởng quỹ. Hắn lật không chỉ là Diệp Thần rượu rau, cũng là Chu Uyên rượu rau à. Giờ phút này, hắn cả người đều đã bắt đầu hơi phát run, vừa nghĩ tới, vạn nhất Chu Uyên gia nhập Đông Hoàng Thiên Điện, mình kết quả, hắn thật là đều phải trực tiếp quỳ sụp xuống đất liền à. Ngay tại lúc này, Chu Uyên chậm rãi đứng lên. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, hắn đi tới Diệp Thần bên người, đem trước người của nó một ít chén đũa mảnh vỡ, thu thập sạch sẽ, vô cùng là cung kính hỏi, công tử, ngài không có sao chứ? Toàn bộ Minh Sông thực phủ, ngay tức thì yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều là trợn mắt há mồm nhìn trước mắt một màn. Nguyên bản bọn họ lấy là, Diệp Thần nhiều nhất là Chu Uyên người làm, tiểu đệ Vân. Vân, có thể hiện tại sao dường như tình huống vừa vặn ngược lại à? Gần đây không muốn cùng người sống chung, trong lòng chỉ có võ đạo, đối với người nào cũng là một bộ lãnh đạm thái độ trời xanh võ tử, bây giờ lại gọi Diệp Thần là công tử. Hơn nữa, hành động đã thực hiện, hoàn toàn chính là cầm mình coi là Diệp Thần thuộc hạ à. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong chốc lát, cái đó nguyên bản để cho bọn họ xem thường, chỉ có càn khôn cảnh tu vi tiểu tử, ở trong mắt bọn họ bộc phát thần bí, quỷ dị, ngược lại để cho đám người cảm thấy một cổ áp lực vô hình. Liền liền Ngũ Thiếu Khang đều là mặt mũi hơi có chút vặn vẹo. Vậy ngay tại lúc này, lại có mấy người tiến vào hiệu ăn bên trong. Đám người hướng mấy người kia nhìn, con người lại là co giúp một cái. Người tới, là ba người, hai nam một nữ, bất ngờ là vậy Cổ Tuyền cùng Chu gia huynh muội. Cổ Tuyền cùng không thích cùng người lui tới Chu Uyên không cùng, hắn tánh tình khoe khoang, thích nổi tiếng, có thể nói, rất ít có người không nhận biết gương mặt này. Đây là, Cổ Tuyền đột nhiên sắc mặt biến đổi, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ vẻ, hắn thấy được Diệp Thần. Hắn rõ ràng cũng tránh được Diệp Thần đường đi tiếp, lại vẫn là trùng hợp như vậy, ở chỗ này đụng phải. Lập tức đành phải mang Chu gia huynh muội hướng Diệp Thần đi tới bên này. Cổ Tuyền, ở thiên nhân vực cũng là đầu ngọn gió quá mức sức lực, đồng thời, sau lưng Cổ gia, cùng với Chu gia huynh muội sau lưng Chu gia càng là chân tránh đồ vật khổng lồ. Ngũ Thiếu Khang thấy Cổ Tuyền cũng là không khỏi được cung kính thi lễ một cái nói, gặp qua Cổ công tử. Nhưng, Cổ Tuyền nhưng hoàn toàn không có để ý Ngũ Thiếu Khang, mà là mang Chu gia huynh muội đi tới Diệp Thần trước bàn, vô cùng là thành khẩn cúi đầu khom lưng nói, đa tạ Diệp công tử hạ thủ lưu tình. Chu gia huynh muội cũng là mở miệng nói, đa tạ Diệp công tử, hạ thủ lưu tình. Cái này một tí, toàn bộ Minh Sông thực phủ thật là đều phải xôi trào à. Không ít người đều là dọn ra được một tiếng trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn Diệp Thần, thật là giống như là đang nhìn cái gì cấp sử thi cự thú vậy. Chuyện gì xảy ra? Chu Uyên biểu hiện, còn có Cổ Tuyền đám người thái độ, kết quả là chuyện gì xảy ra à? Cái này càn khôn cảnh thanh niên, rốt cuộc là người nào? Không biết có thể mang đến sợ hãi, mà lúc này, trong lòng của mọi người đối với Diệp Thần đã mơ hồ kiêng kỵ. Mà tên kia trưởng quỹ cùng với Ngũ Thiếu Khang các người cũng là một bộ ăn cứt diễn cảm, thật là cũng mau muốn sụp đổ à.
Bọn họ đây là trêu chọc phải dạng gì tồn tại? Đây là Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía trưởng quỹ kia, khẽ mỉm cười nói, người bình thường, thích trên đất ăn cơm. Trưởng quỹ kia nghe vậy, sắc mặt biến đổi, bất quá, rất nhanh, hắn chính là trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt nói ta. Ta thích, trên đất ăn cơm. Diệp Thần chỉ một cái trên đất rượu rau nói, nếu ngươi thích ăn, vậy liền đem những rượu này rau, ăn sạch sẽ. Giờ phút này, tên trưởng quỹ này, nào dám nói một cái chữ không? Chỉ có thể xem chó như nhau, nằm ở, lấy tay gẩy trước trên đất thức ăn, từng ngụm đi trong miệng đưa, có nhiều khuất nhục, có thể tưởng tượng được. Diệp Thần như cũ duy trì mỉm cười, đối với trưởng quỹ kia hỏi, ăn ngon không? Trưởng quỹ giờ phút này, một bộ mau muốn khóc lên diễn cảm, nhưng cũng đành phải gật đầu nói, ăn ngon thật. Diệp Thần trên mặt nụ cười, bỗng nhiên vừa thu lại nói, nếu ăn ngon, kiếp này, người cũng chỉ có thể như thế ăn cơm, nghe hiểu sao? Nếu không, chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Một đám thực khách nghe vậy đều là không khỏi được trong lòng run lên. Một lời, quyết định người khác nhất thế, để cho người khác cả đời đều phải xem chó như nhau ăn uống. Đây quả thực so giết một người ác hơn à. Trưởng quỹ kia nghe vậy, cả người run rẩy liền một tí, nhìn Diệp Thần, trong mắt lộ ra vẻ khẩn cầu, có thể làm hắn đối với Diệp Thần vậy đôi sâu kín con ngươi lúc đó, nhưng là không khỏi được tâm thần run lên, gật đầu nói ưng, công tử. Đây là, lại là mấy tiếng nhẹ vang, chỉ gặp, Ngũ Thiếu Khang đám người đã như vậy rối rít quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt. Bọn họ cũng không chịu nổi nữa. Diệp Thần thật là giống như là một cái sinh vật không biết vậy, làm bọn họ vô cùng mê muội, lại không có so sợ hãi. Không nói khác, chỉ cần Diệp Thần một câu nói, Chu Uyên cũng đủ để đem bọn họ tháo ra tám khối chứ. Mà Diệp Thần mới vừa một lời quyết định người một đời tàn nhẫn, càng làm cho bọn họ phát ra từ nội tâm sợ hãi. Lúc này, Diệp Thần tu vi như thế nào, thực lực như thế nào, còn có trọng yếu không? Tóm lại, liền một câu nói, Diệp Thần bọn họ không chọc nổi. Cho nên, Ngũ Thiếu Khang các người đều là toát ra mồ hôi lạnh, điên cuồng cho mình và miệng, hướng về phía Diệp Thần nói xin lỗi, cái vị công tử này, thật xin lỗi, là chúng ta có mắt không tròng. Chúng ta trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Chúng ta hèn hạ vô sỉ. Chúng ta là ếch ngồi đáy giếng. Cái này mấy người đơn giản là cầm mình làm cừu nhân vậy, điên cuồng nhục mạ, đến cuối cùng. Cái gì bẩn thỉu từ, đều đem ra hết. Diệp Thần nhàn nhạt quét bọn họ một mắt, cũng không có hứng thú để ý, hắn đứng dậy, đối với Chu Uyên nói, đi thôi, tìm một chỗ ở. Ngay tại lúc này, trước người thiếu nữ kia, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, có chút run rẩy nhìn Diệp Thần, trong tay, xách một cái hộp đựng thức ăn, đưa cho Diệp Thần nói, cái này. Cái vị công tử này, đây là, bồi cho ngài. Diệp Thần nghe vậy, khóe miệng dương lên một nụ cười, nhận lấy hộp đựng thức ăn nói, ngươi tên gọi là gì? Lâm Phỉ. Diệp Thần nhìn về phía trên đất trưởng quỹ nói, cô gái này không tệ, để cho nàng làm trưởng quỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Trưởng quỹ kia nghe vậy, trong lòng đã khổ không thể tả, nhưng, đành phải gật đầu liên tục nói, phải, rất tốt, công tử, tại hạ, ngày mai sẽ hướng thương hội chào từ giã để cử Lâm cô nương. Diệp Thần gật đầu một cái. Liền theo Chu Uyên rời đi cái này Minh Sông thực phủ, từ một đám thực khách trước mắt, biến mất. Đại đa số người cũng còn ở vào đờ đẫn bên trong, nhưng là có một đôi mắt theo dõi Diệp Thần, làm Diệp Thần đi ra Minh Sông thực phủ sau đó, một đạo thân ảnh vậy lặng lẽ từ thực phủ bên trong biến mất. Trên đường, Chu Uyên ánh mắt nhỏ tránh địa đối Diệp Thần nói, công tử, có người đi theo chúng ta. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta biết. Chu Uyên trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo nói, muốn không muốn ta. Diệp Thần lắc đầu một cái, khóe miệng lộ ra lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, ngay sau đó, thân hình chớp mắt quẹo vào một cái hẻm ngầm bên trong. Rất nhanh, một đạo thân ảnh liền theo sát tiến vào cái này hẻm ngầm. Có thể, mới vừa vào hẻm ngầm, thân ảnh kia liền ngừng lại. Chỉ gặp, hẻm ngầm bên trong, đứng hai người nam tử, chính là Diệp Thần cùng Chu Uyên. Diệp Thần mỉm cười nói, các hạ đi theo chúng ta lâu như vậy, muốn làm cái gì? Xuất hiện ở trước mặt bọn họ, là một tên mặc quần áo trắng, nhìn như có chút gầy yếu, môi đỏ răng trắng, dung mạo cực kỳ thanh tú, thậm chí có thể gọi là âm nhu thanh niên. Vậy âm nhu thanh niên, theo dõi Diệp Thần bị phát hiện sau đó,
nhưng là một bộ dửng dưng như thường mô, mỉm cười nói, tại hạ Minh Khê, gặp qua hai vị công tử, sở dĩ đi theo hai vị, chỉ là mới vừa ở thực phủ bên trong đối với hai vị khá là thưởng thức, muốn mời hai vị uống một ly rượu thôi. Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt nhưng là bộc phát cân nhắc nói, uống rượu. Một người cô gái tùy tiện mời người đàn ông uống rượu, nhưng mà rất không an toàn. Lời vừa nói ra, vậy âm nhu thanh niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ rung động. Liền liền Chu Uyên trong mắt đều là lóe lên vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, Minh Khê trong lòng lật dâng lên một hồi sóng gió kinh hoàng, nàng đúng là thân con gái, nhưng đã trải qua vô cùng là cẩn thận che giấu, bất luận là thân hình vẫn là dung mạo, thanh âm vân. Vân đều là đi qua bảo vật biến đổi. Thông thường mà nói, cho dù là còn chân cảnh hậu kỳ tồn tại cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn thân phận chân thật chứ. Có thể trước mắt tên này càn khôn cảnh thanh niên nhưng là làm được. Ban đầu, Minh Khê đối với Diệp Thần chỉ là tò mò mà thôi, muốn tìm một cơ hội dò xét một tí Diệp Thần lai lịch cùng thực lực, có thể hiện tại, nàng ngược lại thật có chút kinh sợ. Trước mắt tên này thần sắc lãnh đạm nam tử cho nàng một loại hoàn toàn không cách nào nhìn thấu cảm giác. Diệp Thần liếc Minh Khê một mắt, lấy hắn thần niệm mạnh, cộng thêm hồn thể đổi thành, cùng với hồn ấn, niệm ma thân thể, hồng mông đại tinh không, cực ma chi đồng, thông thiên minh bia vân. Vân gia trì, muốn nhìn thấu cái loại này ngụy trang dễ như trở bàn tay. Bất quá, cô gái này chân thực dung mạo, Diệp Thần nhưng không cách nào nhìn thấu. Hắn che giấu hình dáng bảo vật hiển nhiên so với cái khác mấy kiện cao mấy cái cấp bậc, dĩ nhiên, Diệp Thần vậy không có hứng thú, hắn đã gặp người đẹp quá nhiều. Hắn chậm rãi xoay người nói, không muốn đi theo ta hiện tại không có hứng thú và ngươi uống rượu. Dứt lời, liền dẫn Chu Uyên lần nữa rời đi. Minh Khê đứng tại chỗ, sửng sốt chốc lát, không có hứng thú và nàng uống rượu. Mặc dù hiện tại, nàng là nữ giả trang nam trang, hơn nữa che đậy hình dáng. Nhưng, nàng đối với mình khí chất, cử chỉ vân. Vân khắp mọi mặt, đều là vô cùng là tự tin. Nàng lớn như vậy, lần đầu tiên như vậy bị cự tuyệt. Trong chốc lát, Minh Khê nhìn Diệp Thần hình bóng có chút u oán. Bất quá, rất nhanh, nàng mắt to bên trong liền lóe lên vẻ giảo hoạt vẻ, nhẹ nhàng cười một tiếng nói, không để cho ta đi theo, lấy là ta liền không tìm được ngươi sao. Chỉ cần ngươi còn ở đây Minh Sông Thương Hội sản nghiệp bên trong. Ta muốn tìm ngươi chính là dễ như trở bàn tay. Hừ, bổn cô nương muốn mời người uống rượu, có thể không có dễ dàng như vậy cự tuyệt. Vừa nói, nàng lấy ra một tấm lệnh bài, đứng tại chỗ, yên lặng chờ. Chờ đợi cái gì? Chờ đợi Diệp Thần dừng chân. Diệp Thần cùng Chu Uyên đi tới một nhà lữ điếm ở. Hai người ở trong phòng, Diệp Thần là hắn giảng giải một phen hồn võ dung hợp tâm đắc, nếu đáp ứng Chu Uyên, hắn sẽ làm được. Chu Uyên mặc dù không có hồn ấn gia trì vân, nhưng, hắn sáng rực võ hồn bản thân chính là một loại vô cùng là cường đại hồn đạo thiên phú, đi qua Diệp Thần chỉ điểm, có thể nói thu được ích lợi hồi lâu. Không lâu sau, Chu Uyên đối với Diệp Thần thật sâu thi lễ một cái sau đó, mới từ trong phòng rời đi. Giờ phút này, màn đêm đã hoàn toàn hạ xuống, Diệp Thần đứng ở bên cửa sổ hướng Bảo Kim Thành bên ngoài từ từ hắc ám nhìn, không khỏi ánh mắt nhỏ tránh. Vậy hắc ám bên trong hôm nay đã cuốn lên từng cơn màu xanh nhạt gió lạnh, Diệp Thần thần niệm cùng cái này gió lạnh tiếp xúc dưới, mơ hồ thậm chí đều cảm giác được vậy gió lạnh thì phải xâm nhập thức hải vậy cảm giác. Một lát sau, hắn liền thu hồi thần niệm, ngồi về trên giường. Mặc dù, cái này gió lạnh đối với Diệp Thần mà nói không hề sẽ tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng, vì chống đỡ gió lạnh hắn tiến về phía trước tốc độ chỉ sợ cũng không khỏi phải hơn thật to hạ xuống. Hơn nữa hắc ám bên trong cái khác nguy hiểm, ngủ lại đúng là tốt nhất lựa chọn. Bất quá, Diệp Thần cũng không có nghỉ ngơi, mà là nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu tu luyện. Hắn muốn thử nghiệm đem cùng Chu Uyên đang so võ bên trong thu hoạch đổi thành là thật lực. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang cuồng tránh, một đêm này tu hành để cho hắn khá là hài lòng. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, Chu Uyên đã chờ ở ngoài cửa. Hai người xuống lầu, hướng quán trọ đi ra ngoài, có thể, rất nhanh, một đạo quen thuộc bóng người liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Chính là Minh Khê. Diệp Thần nhìn Minh Khê, khẽ nhíu mày nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minh Khê trong tay xách một bình rượu, ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, công tử thật đúng là đúng dịp à, ta tại sao ở chỗ này?
dĩ nhiên, là tới ở trọ, muốn không muốn uống một ly. Diệp Thần trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn rất xác định, ngày hôm qua Minh Khê không có đi theo bọn họ, mà đây Bảo Kim Thành bên trong quán trọ rất nhiều, Minh Khê là làm sao tìm được bọn họ. Bất quá, hắn cũng không có để ý, căn bản không để ý xem Minh Khê, mang Chu Uyên liền trực tiếp rời đi. Ra Bảo Kim Thành sau đó, Diệp Thần hai người một đường hướng Nam Đoan phi đột, bỗng nhiên, Diệp Thần thần sắc động một cái, tiện tay hướng về phía mặt đất oanh đánh một quyền, một cái thiêu đốt xanh ngọn lửa màu đỏ địa hỏa cái hố, xuất hiện ở trước mắt của hai người. Diệp Thần trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, xem ra bọn họ vận khí cũng không tệ lắm, lại phát hiện một chỗ hố lửa. Diệp Thần đối với Chu Uyên nói, Chu Uyên, người ta cùng nhau đem đất này hố lửa bên trong viêm chân hỏa hấp thu. Hắn nếu đem Chu Uyên coi là người mình đối đãi, tự nhiên sẽ không bạc đãi tại hắn. Bất quá, Chu Uyên nhưng là sắc mặt cổ quái nói, công tử, người muốn hấp thu đất này hố lửa bên trong viêm chân hỏa. Đây chính là một đạo tạp hố lửa. Tạp hố lửa, Diệp Thần có chút không hiểu nói, cùng tầm thường hố lửa, có cái gì khác biệt sao? Chu Uyên nói, thông thường mà nói, cái loại này mô hình nhỏ tán loạn địa hỏa cái hố, là rất ít có người sẽ đi hấp thu. Trừ trong đó viêm chân hỏa hỏa lực không đủ để bên ngoài, trọng yếu nhất chính là, cỡ lớn địa hỏa cái hố, trong đó viêm chân hỏa đã dung luyện vì một thể, hút thu nguy hiểm nhỏ hơn, mà đây chút mô hình nhỏ hố lửa, trừ cái đừng ngoài ra, đại đa số đều là tạp hố lửa, không chỉ có lợi nhuận chừng mực, hơn nữa không cùng thuộc tính viêm chân hỏa trộn chung, hỏa lực hỗn tạp, cưỡng ép hấp thu. Ngược lại có thể bị hỏa lực cắn trả, cái mất nhiều hơn cái được. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là cười. Đối với người bình thường mà nói, có thể là tạp hố lửa, nhưng, đối với hắn mà nói, lại không có bất kỳ ảnh hưởng, xem ra, dọc theo con đường này tạp hố lửa là không người gặp mặt hắn tranh đoạt. Hắn nhìn về phía Chu Uyên nói, cái này tạp hố lửa, đối với ta vô hại, ta đi đem hấp thu. Chu Uyên nghe vậy, trong mắt không khỏi được hiện lên một vẻ kinh dị. Diệp Thần mang cho hắn bất ngờ thực ra quá nhiều. Nguyên bản, hắn chỉ là lấy là... Diệp Thần võ đạo rất mạnh, để cho hắn cảm thấy rất hứng thú, có thể đoạn thời gian này xuống, Chu Uyên vậy phát hiện, Diệp Thần thực lực vậy xa xa vượt quá hắn dự đoán à. Bất luận là thần niệm vẫn là thân xác các phương diện, thật giống như cũng áp đảo mình bên trên. Hắn đã không ngừng ở trong lòng nâng cao đối với Diệp Thần đánh giá, có thể, Diệp Thần nhưng luôn là có thể mang cho ý hắn bên ngoài. Hiện tại, hắn có thể khẳng định nói, Diệp Thần rất mạnh. Rất có thể so mình mạnh hơn không thiếu, chỉ là, để cho hắn tò mò phải, Diệp Thần thực lực kết quả đạt tới hạng tầng thứ. Bất quá, giờ phút này, hắn vẫn là nhấn trong lòng nghi vấn, cung kính nói, công tử mời, ta ở một bên hộ pháp. Diệp Thần gật đầu một cái, ngay sau đó liền tung người nhảy vào liền tạp hố lửa bên trong, há miệng liền đem cuồn cuộn lửa cháy mạnh nuốt vào trong miệng, vận chuyển huyền diễm bắt đầu luyện hóa. Cái loại này vô cùng khoa trương luyện hóa phương thức. Lại là xem được Chu Uyên trợn mắt hốc mồm. Hai tiếng sau đó, Diệp Thần mở hai mắt ra, trong mắt thần mang lóng lánh, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ. Rất nhanh, hai người liền bắt đầu tiếp tục tiến về trước. Phi độn liền cả ngày, Hyuga hoàng hôn, màn đêm dần dần hạ xuống, Diệp Thần cùng Chu Uyên lần nữa tiến vào một tòa tạm thời thành trì, tên là Tuyệt Ảnh Thành. Ở trong thành ăn xong cơm tối sau đó, Diệp Thần liền cùng Chu Uyên ở trong thành lữ điếm ở. Có thể, mới vừa ở lữ điếm lễ tân xong xuôi thủ tục, Diệp Thần chính là thần sắc động một cái, chậm rãi xoay người, chỉ gặp, một tên âm nhu thanh niên đang cười khanh khách đi vào trong tiệm, nhìn về phía Diệp Thần, cố làm ngoài ý muốn nói. Ai nha, hai vị công tử, chúng ta thật đúng là quá có duyên phận, lại vừa vặn lại đang một nhà lữ điếm bên trong đụng phải. Không bằng, chúng ta ngồi xuống uống một ly, trò chuyện một chút, như thế nào? Diệp Thần đánh giá nữ giả trang nam chứa Minh Khê, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi là làm sao tìm được chúng ta? Hắn rất xác định, mình không có bị theo dõi, có thể hết lần này tới lần khác mình hành tung giống như bị cái này Minh Khê hoàn toàn nắm giữ vậy. Minh Khê giả bộ ngu nói, công tử đang nói gì nha? Diệp Thần lắc đầu một cái, vẫn không có để ý Minh Khê, liền cùng Chu Uyên đi lên lầu. Minh Khê thấy vậy, tựa hồ có chút tức giận, hơi dậm chân. Diệp Thần càng như vậy, nàng đối với Diệp Thần ngược lại càng tò mò. Ngay tại lúc này, lữ điếm ngoài cửa đột nhiên vang lên một hồi tiếng huyên náo. Các ngươi nghe nói không?
Tự Cừ nhà vị kia cũng tới tham gia thiên điện khảo hạch. Có người kinh hô, người nói đúng vị kia thiên chiến nữ thần Tự Cừ đan hạnh. Không phải nàng còn có ai, cái này Tự Cừ đan hạnh đã tới Tuyệt Ảnh thành, hơn nữa, công khai khiêu chiến trong thành tham gia khảo hạch yêu nghiệt, phỏng đoán lập tức lại muốn ồn ào ngất trời. Nghĩ đến Tự Cừ đan hạnh vậy chiến tích kinh khủng, không ít người đều là mặt lộ một chút hoảng vẻ nói, nữ nhân này sợ là cả đời cũng không tìm được đạo lữ đi. Bất quá, rất nhanh thì có người mang vẻ hưng phấn nói, nghe nói, cái này Tự Cừ đan hạnh sinh được tuyệt đẹp, ở thiên nhân vực bên trong đều là nổi danh cực phẩm. Không bằng, chúng ta vậy đi xem một chút. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt đều bắt đầu lóe lên, rối rít hướng vậy Tự Cừ đan hạnh chỗ chỗ đi. Đang hiệu ăn bên trong sinh khó chịu Minh Khê nghe được cái này một đoạn đối thoại, một đôi mắt to bên trong ngay tức thì lóe lên liền một món thần mang, lẩm bẩm hạnh tỷ lại vậy đi tới đây Tuyệt Ảnh thành. Ngay sau đó, mặt nàng trên thoáng qua một món vẻ giảo hoạt nói, cái này ngược lại là tốt cơ hội, có lẽ có thể làm cho tên kia ra tay. Một khắc sau, nàng thân hình động một cái, liền lên lầu đi, đi tới một nơi phòng trước cửa, nhẹ nhàng gõ. Đang tu luyện bên trong Diệp Thần cảm nhận được liền ngoài cửa hơi thở, khẽ cau mày, mở hai mắt ra nói, ngươi làm sao biết phòng của ta số. Minh Khê cười nói, Diệp công tử, thật là đúng dịp nha, ta ở tại bên cạnh ngươi, vốn là muốn và hàng xóm chào hỏi, không nghĩ tới đúng lúc là ngươi. Giờ phút này, Minh Khê đã đổi lại giọng nữ, thanh âm kia nghe ngược lại là vô cùng uyển chuyển động lòng người, vậy nam tử nghe được cái này thanh âm, sợ rằng cũng đã không nhịn được muốn mở cửa phòng. Nhưng, Diệp Thần hiển nhiên không phải người bình thường, hắn lãnh đạm nói, có chuyện. Minh Khê nghe vậy, trong mắt vẻ bất mãn, bộc phát đậm đà, nhưng, vẫn là cố nén tức giận cười nói, Diệp công tử, Minh Khê là muốn đến nói cho ngươi một cái tin tốt, ngươi có thể biết, thiên chiến nữ thần Tự Cừ đan hạnh đã tới Tuyệt Ảnh thành. Cái này Tự Cừ đan hạnh năm xưa quyết định một cái quy củ, nếu là có tuổi tác không cao tại hắn trăm tuổi người đem đánh bại, như vậy nàng liền sẽ lấy thân báo đáp. Diệp công tử, ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem? Cái này Tự Cừ đan hạnh nhưng là chân chính đẹp như thiên tiên à. Ngay tại Minh Khê có chút mong đợi thời điểm, Diệp Thần nhưng chỉ là lạnh lùng nói, không có hứng thú, còn nữa, không muốn quấy rầy nữa ta tu luyện. Dứt lời, liền lần nữa nhắm hai mắt lại. Trong chốc lát, Minh Khê cả người đều ngẩn ở ngoài cửa, có chút không chịu nổi. Tên này là gỗ sao? Chẳng lẽ... đối với đàn bà liền một chút hứng thú cũng không có. Minh Khê không phục. Diệp công tử, cái này Tự Cừ nhà chính là thiên nhân vực gia tộc lớn, có thể so với nhà giàu có tồn tại. Tự Cừ đan hạnh, không chỉ là người cực đẹp, hơn nữa, thiên phú võ đạo vậy cực kỳ nghịch thiên, đứng hàng thần thương bảng thứ 198. Tự Cừ đan hạnh dung mạo ở toàn bộ vực ngoại đại lục, có thể đều là trước cấp 10 đừng tồn tại. Có thể. Bất luận nàng ở ngoài cửa nói thế nào, Diệp Thần từ đầu đến cuối một chút đáp lại cũng không có. Cuối cùng, Minh Khê chỉ có thể mặt đầy vẻ không cam lòng dưới đất lầu đi, một người ngồi tại chỗ uống rượu, sinh khó chịu. Minh Khê mới vừa rời đi, liền lại có người gõ Diệp Thần cửa phòng. Đi vào. Lần này, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt là Chu Uyên. Hắn cung kính hành lễ nói, công tử, ta muốn đi khiêu chiến Tự Cừ đan hạnh. Diệp Thần nghe vậy có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới, có sáng rực võ hồn Chu Uyên, lại cũng đúng Tự Cừ đan hạnh có hứng thú. Diệp Thần cười trêu nói, xem ra, cô gái này quả thật rất đẹp, liền ngươi đều động tâm. Chu Uyên nghe vậy, quả thật lắc đầu nói, ta đối với nàng không có hứng thú, bất quá. Vừa nói, hắn trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn nói, nàng có một bộ truyền kỳ giáp chiến đấu, cùng với một môn gia truyền phòng ngự võ kỹ. Cùng giáp chiến đấu phối hợp sử dụng, có nghịch thiên lực phòng ngự, nghe nói, có thể ngăn cản còn chân cảnh hậu kỳ hết thảy công kích. Có lẽ, ta có thể thông qua thả đối chiến, ở võ đạo có chút phát hiện mới. Diệp Thần nghe vậy, cười một tiếng, quả nhiên, có thể để cho võ si cảm thấy hứng thú, chỉ có võ đạo. Hắn gật đầu một cái nói, đi đi. Giờ phút này, màn đêm đã hạ xuống, Tuyệt Ảnh bên ngoài thành, màu xanh gió lạnh gào thét. Đại đa số khảo hạch người đều tiến vào mỗi cái tạm thời thành trì ở tạm, Tuyệt Ảnh thành vậy bộc phát náo nhiệt. Mà phần lớn Tuyệt Ảnh trong thành khảo hạch người đều tụ tập đến thành nơi trung tâm. Nơi này bất ngờ xuất hiện một tòa thủy tinh đài cao. Đài cao này, trên thực tế chính là một kiện pháp khí,
tên là Trời Tinh Chiến Đài, ở Thiên Nhân Vực cũng coi là khá là nổi danh vật. Nhưng, sở dĩ nổi danh, cũng không phải là bởi vì pháp khí bản thân, mà là bởi vì pháp khí này chủ nhân. Thiên Chiến Thần Nữ Tự Cừ Đan Hạnh. Tự Cừ, cái họ này, ở toàn bộ vực ngoại đại lục đều là vô cùng là hiếm thấy, nhưng, ở Thiên Nhân Vực nhưng là cực kỳ nổi danh. Tục truyền Tự Cừ nhà người, gia phong vô cùng là dũng mãnh, người người cũng lấy hiếu chiến ra tên. Tự Cừ Đan Hạnh tuy là cô gái, hơn nữa sinh được tuyệt đẹp, nhưng đồng dạng là Tự Cừ huyết mạch người thừa kế. Vì vậy, Tự Cừ Đan Hạnh, từ nhỏ đến lớn duy nhất yêu thích, chính là chiến đấu. Có thể, chiến đấu là sẽ bị thương, Tự Cừ Đan Hạnh là Tự Cừ nhà con cưng, cha thân chính là Tự Cừ gia chủ, làm sao bỏ phải nhường con gái mình đang trong chiến đấu bị tổn thương. Mà Tự Cừ nhà, vừa vặn liền để phòng ngự mà nổi tiếng, có một môn vô cùng là cường hãn phòng ngự pháp môn. Thậm chí có thể không thua Minh Long Thần Điện Vũ Văn Cơ Thiên Thủ Chi Đạo. Chỉ bất quá, pháp môn này nhưng rất ít có người có thể luyện thành, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì là tu luyện pháp môn này cần một loại đã sớm ở vực ngoại đại lục tuyệt tích cổ đại giáp chiến đấu tiến hành phối hợp. Tự Cừ gia chủ có thể nói là hao hết tâm lực hao phí vô số giá phải trả, thậm chí, đem cái này phòng ngự pháp môn đều lấy ra dưới tình huống, cuối cùng giao đổi được một kiện thượng cổ giáp chiến đấu. Từ được cái này thượng cổ giáp chiến đấu sau đó, Tự Cừ Đan Hạnh liền bắt đầu quét ngang Thiên Nhân Vực trẻ tuổi một đời, trong chốc lát, Thiên Chiến Nữ Thần tên hoàn toàn sôi trào. Vì hấp dẫn cường giả cùng mình chiến đấu, Tự Cừ Đan Hạnh thậm chí không tiếc lập được lời thề, chỉ cần có không vượt qua hắn trăm tuổi nam tử, có thể đánh bại nàng, như vậy liền lấy thân báo đáp. Mà Tự Cừ Đan Hạnh mỗi lần xuất hành cũng sẽ mang theo người ngày này tinh chiến đài, vì chính là có thể tùy thời tùy chỗ, tùy tâm sở dục tiến hành chiến đấu. Có thể nói, cái này Tự Cừ Đan Hạnh chính là một cái triệt triệt để chiến đấu cuồng. Đây là, một đạo thướt tha bóng người xuất hiện ở thiên tinh chiến trên đài, thân ảnh này xuất hiện ngay tức thì, toàn bộ tuyệt ảnh thành tựa hồ đều yên tĩnh lại. Cơ hồ tất cả mọi người đều là ánh mắt ngây ngốc nhìn trời tinh trên chiến đài đạo thân ảnh kia, thất thần. Tự Cừ Đan Hạnh danh tiếng sở dĩ lớn như vậy, trừ hắn hiếu chiến tính cách, bối cảnh của nàng, phòng ngự của nàng kỹ thuật đánh nhau cùng với thượng cổ giáp chiến đấu, còn có điểm trọng yếu nhất, chính là nàng dung mạo. Phần lớn người sở dĩ đi tới nơi này thiên tinh chiến đài trước cũng là vì thấy Tự Cừ Đan Hạnh phong tư. Trước khi tới, bọn họ đã đối với Tự Cừ Đan Hạnh dung mạo làm ra rất nhiều tưởng tượng, ở bọn họ xem ra cho dù thật sự là tiên nữ hạ phàm, bọn họ cũng có thể nhận chịu. Thật là khi bọn hắn thấy Tự Cừ Đan Hạnh lúc đó, như cũng bị kinh diễm. Thần hồn đều phải hòa tan tươi đẹp à. Chỉ gặp, một tên mặc màu vàng nhạt váy đầm dài, vóc người vô cùng là thon dài, thướt tha đến trình độ cao nhất, mặt mũi lại là không khơi ra một chút tì vết nào cô gái. Cái này cái khuôn mặt nhất định chính là giữa trời đất hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật, đem nhu mì, đẹp lạnh lùng, thanh thuần vân. Vân khí chất cũng sáp nhập vào trong đó. Mỗi cái người cơ hồ đều có thể ở cái này tuyệt đẹp dung nhan bên trong tìm được mình nữ thần trong mộng bóng dáng. Mà giờ khắc này, hắn đứng ở thiên tinh chiến trên đài, ở ánh sáng lượn lờ bên trong, nhìn như lại là giống như trên trời hạ xuống thần nữ. Trong chốc lát, đám người xôi trào. Nguyên bản, căn bản không có lên đài khiêu chiến ý tưởng những thiên tài, đều có chút nhiệt huyết xông lên đầu à. Tu võ người đến cảnh giới này, trên thực tế, nữ sắc đã xem được rất nhạt. Có thể, Tự Cừ Đan Hạnh là ngoại lệ. Đây là một chân chính ái mộ chúng sanh tồn tại à, chỉ cần có thể được Tự Cừ Đan Hạnh, bọn họ thậm chí có thể đi chết. Tự Cừ Đan Hạnh mắt nhìn xuống kích động đám người, khẽ mỉm cười nói, các vị tài tuấn, nhưng có nguyện ý cùng Đan Hạnh đánh một trận. Đây là, một tên chàng trai tiếng hét lớn, bỗng nhiên vang lên nói, ta tới. Ngay sau đó, liền gặp một bóng người chớp mắt, xuất hiện ở thiên tinh đứng trên đài. Người này thân hình cao lớn, mặt đầy hồng quang, hơi thở hào hển, nhìn Tự Cừ Đan Hạnh, trong mắt tựa hồ cũng muốn toát ra ngọn lửa tới, vừa nghĩ tới, vạn nhất chiến thắng Tự Cừ Đan Hạnh sau đó, có thể đem người đẹp như vậy, ôm vào trong ngực, cũng cảm giác thân thể đang cháy vậy. Không cần xem, cũng là vậy nhiệt huyết xông lên đầu người. Mọi người thấy tên nam tử này tử, đều là ánh mắt chớp mắt, người này thực lực ngược lại không yếu. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người này tới, cái này lên đài người, đúng lúc là vậy cho hắn quỳ xuống Ngũ Thiếu Khang à. Ngũ Thiếu Khang hít sâu một hơi,
tận lực để cho mình lộ vẻ được lễ phép một ít, hướng về phía Tự Cừ Đan Hạnh chắp tay nói, tại hạ Ngũ gia Ngũ Thiếu Khang, gặp qua. Có thể, không đợi hắn nói xong, Tự Cừ Đan Hạnh cũng đã hướng hắn vào tới. Nàng cặp mắt bên trong giấy lên lau một cái chiến ý, đối với chiến đấu ra sự việc căn bản không có bất kỳ hứng thú. Mà nguyên bản còn mặt đầy hồng quang Ngũ Thiếu Khang, thân hình cao lớn, nhưng là chợt run run một tí. Hắn nhìn trước mắt nhào tới cô gái, con người bên trong lóe lên vẻ kinh hãi vẻ, cho tới giờ khắc này, cảm nhận được liền vậy vô cùng to lớn áp lực, cùng với gầm thét võ giả bản năng, hắn mới thanh tỉnh lại. Đối mặt mình nhưng mà có bữa chiến thần nữ danh xưng là, thần thương bảng đứng hàng 198 siêu cấp cường giả à. Tự Cừ Đan Hạnh cổ tay lộn một cái, trong tay nhiều hơn một cây chiến phủ, một chuôi vô cùng hoa mỹ, sắc bén, tản ra dâng trào sát khí chiến phủ, hướng Ngũ Thiếu Khang hung hăng chém tới. Ngũ Thiếu Khang sắc mặt biến đổi, bị vậy chiến phủ bên trong tràn ngập lực lượng ép được lui về phía sau, nhưng, hắn dầu gì cũng là một khối thiên kiêu tồn tại, tự nhiên sẽ không thật ngồi chờ chết. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơ thể linh lực ngay tức thì bùng nổ, trong tay nhiều hơn một chuôi minh in vô số minh văn xanh biếc giải xích, luyện đạo vết ấn hiện lên, cuồn cuộn quy luật lực bơm vào ở đó giải xích bên trên. Một đạo bích quang bỗng nhiên từ vậy giải xích bên trên bộc phát ra, hóa thành vạn trượng phi hồng, ra sau tới trước, đem một dìu chém tới Tự Cừ Đan Hạnh bóng người hoàn toàn chìm ngập. Mọi người thấy một màn này, đều là hơi kinh hãi, đồng thời, cảm thụ vậy xanh biếc giải xích bên trong bộc phát ra khủng bố quy luật chập chờn, không khỏi được hơi hoảng sợ, cái này Ngũ Thiếu Khang thực lực lại vẫn ở bọn họ dự liệu bên trên. Chẳng lẽ, Ngũ Thiếu Khang thật có cơ hội đánh bại Tự Cừ Đan Hạnh? Mà Ngũ Thiếu Khang thấy vậy lại là mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên, cái này giải xích là Ngũ gia gia truyền chí bảo, ở trên trời điện khảo hạch bắt đầu trước, do Ngũ gia thái thượng tự mình truyền lại, đây cũng là Ngũ Thiếu Khang lần đầu tiên sử dụng. Không nghĩ tới, cái này giải thước uy lực xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ, cả người tinh nguyên cháy, điên cuồng dung vào trong tay giải xích bên trong, vậy vạn trượng cầu vòng, hơn nữa ngưng luyện một phần. Nhưng vào lúc này, Ngũ Thiếu Khang trên mặt nụ cười, nhưng là bỗng nhiên đọng lại. Chỉ gặp, vậy xanh biếc cầu vòng bên trong, một đạo kim quang chợt tránh, rồi sau đó, nhìn như uy thế vô biên cầu vòng, liền giống như giấy dán vậy, ầm ầm nổ tung, biến thành chấm bích quang tiêu tán, một đạo kim mang ngay tức thì chém tới Ngũ Thiếu Khang trước mặt. Cảm thụ vậy kim mang ác liệt vô cùng hơi thở, Ngũ Thiếu Khang sắc mặt ngay tức thì trắng bệch, giờ phút này, hắn đành phải miễn cưỡng giơ lên trong tay giải xích hướng kim quang kia chặn lại. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, Ngũ Thiếu Khang phát ra một tiếng hét thảm, nơi ngực xương cốt bể tan tành, hiện ra một đạo máu tươi đầm đìa vết thương, cả người vậy từ thiên tinh trên chiến đài bị một oanh mà bay, trùng trùng ném xuống đất. Mà Tự Cừ Đan Hạnh, thần sắc sửng dưng lập tại chỗ, tựa như chém bể kinh khủng kia cầu vòng căn bản không phí nhiều sức. Trong chốc lát, thiên tinh chiến đài dưới tất cả mọi người là ngay tức thì yên tĩnh lại. Nhìn vậy trên đài đứng ngạo nghễ cô gái, giờ phút này, bọn họ mới có hơi rõ ràng, vì sao Tự Cừ Đan Hạnh sẽ bị gọi là quá thiên chiến thần nữ. Nháy mắt tức thì, vốn có chút đầu óc nóng lên đám người ngay tức thì bình tĩnh lại. Không có bất kỳ người còn dám lên đài khiêu chiến, Ngũ Thiếu Khang chính là bọn họ bài học thất bại à. Tự Cừ Đan Hạnh quét đám người một mắt, tựa hồ có chút không thú vị. Đang chuẩn bị thu thiên tinh chiến đài rời đi lúc đó, đám người bên trong, nhưng là đi tới một tên thiếu niên. Cái này thiếu niên quần áo tùy ý, thậm chí, nhìn như có chút lôi thôi, nhưng, một cặp tròng mắt nhưng là trong suốt vô cùng. Đang chuẩn bị xoay người Tự Cừ Đan Hạnh, chợt cảm nhận được liền một cổ áp lực, từ đáy lòng sinh ra. Nàng chợt xoay người, có chút khó có thể tin nhìn về phía vậy đi tới thiếu niên. Người này, dĩ nhiên chính là Chu Uyên. Tự Cừ Đan Hạnh có chút động dung, nàng rất trẻ tuổi, sắp xỉ 400 tuổi mà thôi, có thể Chu Uyên đâu. So nàng còn trẻ hơn, cũng đã có thể làm cho nàng cảm nhận được một chút uy hiếp. Đây quả thực khó tin. Chu Uyên thân hình động một cái, liền rơi vào thiên tinh chiến trên đài, nhàn nhạt nhìn về phía Tự Cừ Đan Hạnh nói, người ta, đánh một trận. Lúc này, dưới đài có một tên nam tử khá là khinh thường châm chọc nói. Một người còn chân cảnh sơ kỳ tiểu tử cũng xứng lên đài khiêu chiến. Tự rước lấy thôi. Có thể đây là, bên người cách đó không xa, một tên tay cầm quạt xếp thanh niên, nhưng là cười lạnh nói, tự rước lấy.
ngươi có thể biết, hắn là ai? Nói chuyện lúc này nam tử, khẽ cau mày nói, là ai? Một người còn chân cảnh sơ kỳ tiểu tử, ta làm sao sẽ biết? Vậy thanh niên quạt xếp ánh mắt nhỏ tránh nói, hắn cũng không phải là thông thường còn thật sơ kỳ, hắn là trời xanh võ tử. Lời vừa nói ra, chiến đài dưới ngay tức thì một phiến xôn xao. Trời xanh võ tử cái này bốn chữ, ở thiên nhân vực danh tiếng quá lớn. Trên thực tế, Chu Uyên sáng tạo kỳ tích rất nhiều rất nhiều. Bất quá, rất ít có người thật gặp qua hắn. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều có chút kích động. Trời xanh võ tử nhìn trời chiến nữ thần, cái này hai cái ở thần thương trên bảng, hạng gần trước yêu nghiệt đánh một trận, kết quả ai có thể tăng thêm một bậc. Tự cừ đan hạnh thần sắc cũng là ngay tức thì ngưng trọng, một khắc sau, một đạo kim quang ngay tức thì bao phủ hắn quanh thân, cuồn cuộn chiến ý, một số gần như sôi trào, hắn cả thân hơi thở vậy dần dần vươn cao, rồi sau đó, tự cừ đan hạnh phát ra một tiếng khẽ kêu, tay cầm chiến phủ, liền hướng Chu Uyên chém liên tục tới. Cuồn cuộn kim mang, ngay tức thì nối thành một phiến màu vàng kim khí hải, cơ hồ phải đem nửa bầu trời khung che đậy, hướng Chu Uyên gào thét xuống. Chu Uyên nhìn vậy vọt tới màu vàng khí hải, ánh mắt nhưng là không có một tia một hào chập chờn, ngược lại có chút không thú vị. Hắn xem trọng là tự cừ nhà phòng ngự kỹ thuật đánh nhau, còn như tự cừ đan hạnh thủ đoạn công kích, ở trong mắt không đáng giá để ra. Một khắc sau, Chu Uyên động. Trong tay, nhiều hơn một chuôi một mét đoạn kiếm, tiện tay hướng màu vàng kia khí hải một chút, trong miệng quát khẽ cổ phá một kiếm thương. Thời gian, tựa như nháy mắt ngưng trệ một cái. Đám người chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, màu vàng kia trong khí hải tim chỗ liền ngay tức thì xuất hiện một cái chỗ trống. Nói chính xác là một đạo thương màu xanh vết kiếm. Kiếm này vết, ở khí hải bên trên nhanh chóng khoách tán, thời gian đảo mắt, đúng phiến khí hải liền hóa thành hư không. Tất cả mọi người đều là hô hấp dừng lại, há hốc miệng ba, cằm đều phải rớt xuống đất. Phải biết, mới vừa tự cừ đan hạnh tiện tay một dìu liền đánh bại một tên thiên kiêu à. Mà hiện tại, hiển nhiên là toàn lực chém ra đại chiêu, nhưng là bị Chu Uyên một kiếm phá. Kiếm này đạo kết quả mạnh mẽ đến vì sao bước to như vậy. Liền liền tự cừ đan hạnh đều là mặt đẹp một trắng, nàng cùng vậy từ trên trời giáng xuống thiếu niên đối mặt, chẳng biết tại sao. Vậy trong suốt vô cùng cặp mắt đúng là làm nàng trong lòng bỗng nhiên chợt lạnh. Cũng chính là cái này nháy mắt tới giữa, vô cùng kiếm ý, ngay tức thì bùng nổ. Chu Uyên cặp mắt bên trong thiêu đốt lên liền hai đạo ngọn lửa màu xanh, vô số võ đạo lĩnh ngộ, từ hắn trong đầu thoáng qua, rối rít dung nhập vào đoạn kiếm trong tay bên trong. Thiên nghiêng vẫn thần gai. Cổ phá càn khôn loạn. Vạn dặm bay máu hóa một thần kiếm. Quy hồn chém. Chu Uyên như điên ma vậy cầm kiếm cuồng vũ, đủ loại làm người ta thần kinh gãy lìa kiếm thức, từng đạo mạnh mẽ vô cùng quy luật chập chờn, ở Chu Uyên đoạn kiếm bên trên bộc phát ra, không ngừng nổi lên, biến thành một đạo kiếm ý gió bão. Mọi người tại đây cảm thụ vậy nghịch thiên khổng lồ kiếm ý, võ ý, đạo vận, từng cái tròng mắt điên cuồng run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, đạo tâm tựa hồ cũng muốn ở nơi này có thể nói tuyệt thế công kích bên trong băng liệt à. Bọn họ không cách nào tưởng tượng một người như thế nào có thể nắm giữ như vậy nhiều loại cực hạn võ đạo. Hơn nữa, lẫn nhau tới giữa không có chút nào mâu thuẫn, ngược lại, hoàn mỹ hòa hợp lẫn nhau tinh tiến, so với nguyên bản, càng cường đại hơn vậy. Cái này đã vượt qua thiên tư phạm vi chứ. Trước mắt, vậy múa kiếm thiếu niên là chân chánh quái vật à. Một đạo thương thanh kiếm khí hóa thành bạo gió ngay tức thì hạ xuống ở ngày này tinh chiến trên đài, hướng tự cừ đan hạnh nghiền ép đi. Đối mặt cái này bàng nhiên gió bão, tự cừ đan hạnh mặt đẹp cũng có chút trắng bệch. Nàng cảm nhận được liền nguy hiểm. Ngay tại lúc này, một đạo kim quang bỗng nhiên ở tự cừ đan hạnh bề mặt bên trên hiện lên, ngay tức thì biến thành một kiện màu vàng giáp chiến đấu. Giáp chiến đấu bên trên, minh in từng đạo màu máu đường vân, tựa như trải qua vô số máu tươi tẩy rửa vậy, tản ra nồng nặc cổ ý cùng với ngưng trọng sát khí. Đây chính là vậy kiện làm tự cừ đan hạnh càn quét đồng bối thượng cổ khôi giáp. Khôi giáp ngay tức thì đem tự cừ đan hạnh đúng cái thân thể mềm mại, đều bao bọc ở liền hắn hạ, hắn vốn có chút chớp động mắt đẹp, cũng là ngay tức thì bình tĩnh lại, một loại vô cùng trầm ổn đạo vận từ tự cừ đan hạnh quanh thân khuếch tán ra, nàng trong miệng khẽ quát một tiếng nói, đế bảo vệ thần khải. Nàng một tay kết ấn, nháy mắt tức thì,
tựa như đem thần hồn cùng thân xác cũng cùng vậy cái thượng cổ khôi giáp hoàn mỹ tương dung vậy. Vậy ngay tại lúc này, kiếm khí kia gió bão hạ xuống. Ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên tinh chiến đài đang cùng vậy gió bão tiếp xúc ngay tức thì, đều là xuất hiện đạo đạo liệt ngân, có thể gặp một kích này có cường đại dường nào. Nhưng, càng làm người ta sợ hãi phải, giờ phút này thân ở trung tâm bão táp tự cừ đan hạnh nhưng là quanh thân kim quang lượn lờ, đồ sộ không nhúc nhích, tựa như bất động minh vương vậy. Vậy nhìn như có thể đem thiên địa mất đi khủng bố gió bão, cùng vậy khôi giáp va chạm ngay tức thì, lại là rối rít tiêu trừ vô hình. Cái này cùng thượng cổ khôi giáp tương hợp hộ thân kỹ thuật đánh nhau mới là tự cừ đan hạnh có thể bước lên thần thương bảng trước 200 chỗ dựa lớn nhất. Chỉ tiếc, thi triển cái này hộ thân kỹ thuật đánh nhau lúc đó, nàng không cách nào tiến hành công kích, chỉ có thể bị động phòng ngự. Chu Uyên thấy vậy, trong mắt nhưng là hiện lên vẻ hưng phấn, hắn cuồng cười một tiếng, như cũ không ngừng xuất kiếm đem võ đạo của mình thi triển đến tinh tế. Từng đạo sợ hãi kiếm quang, không ngừng rơi vào tự cừ đan hạnh khôi giáp bên trên, có thể, từ đầu đến cuối không cách nào đem công phá, mà Chu Uyên sắc mặt cũng là bộc phát trắng bệch, hiển nhiên, mạnh như vậy độ công kích, cho dù là hắn cũng không thể kéo dài. Hơn nữa, hắn võ đạo cũng phải thi triển đến cực hạn. Ngay tại lúc này, Chu Uyên chợt hít sâu một hơi, một hồi vô cùng là quỷ dị chập chờn từ trong cơ thể dâng lên, hắn đôi mắt sâu xa nói, hồn võ tương hợp. Hồn võ tương hợp. Đây chính là Diệp Thần truyền thụ cho Chu Uyên võ đạo. Không thể không nói, Chu Uyên thiên phú võ đạo quả thật tuyệt cao, hơn nữa, cái này hồn võ tương hợp thả tư chất vậy có thể nói hoàn mỹ phù hợp, cho dù là mới vừa đạt được truyền thụ, giờ phút này, Chu Uyên lại là thật đem cái này trấn cổ thước kim võ đạo thi triển ra. Phỏng đoán, toàn bộ vực ngoại đại lục có thể thi triển hồn võ tương hợp, trừ Diệp Thần, cũng chỉ có hắn. Một khắc sau, một đạo gần như trong suốt kiếm quang ở đoạn kiếm bên trên sáng lên, Chu Uyên cả người tựa như cùng đoạn kiếm kia hợp làm một thể, người kiếm hợp nhất, hướng tự cừ đan hạnh nhanh chém đi. Thoáng qua, mũi kiếm, đâm trúng khôi giáp. Rắc rắc, một tiếng vang nhỏ, vang lên bên tai mọi người. Tất cả mọi người đều là vô cùng hoảng sợ ngưng mắt nhìn vậy cái màu vàng khôi giáp, chỉ gặp, khôi giáp bên trên bỗng nhiên hiện lên từng tia vết rách. Chẳng lẽ... số này gọi có thể chống cự luyện đạo năm chuyển dưới hết thảy công kích vô địch khôi giáp, ngày hôm nay sẽ bị phá. Nhưng, mọi người ở đây sinh ra nghĩ như vậy pháp ngay tức thì, Chu Uyên nhưng là thân hình thoát một cái, liền lùi lại mấy bước, hiển nhiên, lực lượng đã dùng hết. Mà vậy khôi giáp trên vết rách vậy bắt đầu chậm rãi di hợp. Chu Uyên trùng trùng thở hào hển, nhìn như yếu ớt vô cùng, hắn lắc đầu một cái, thầm nói, mặc dù thành công thi triển hồn võ tương hợp, nhưng... từ cảnh giới của mình so với Diệp công tử nhưng là khác xa lắc xa lơ, nếu không, có lẽ chỉ có từng tia có thể kích phá cái này cái khôi giáp. Một khắc sau, cổ tay hắn lộn một cái, đem đoạn kiếm thu hồi, nhàn nhạt nói, là ta bại. Vừa nói, vừa quay người liền hướng dưới đài đi tới. Hắn đã đem võ đạo của mình thi triển đến trình độ cao nhất, còn không cách nào kích phá cái này thượng cổ khôi giáp, tiếp tục chiến đi xuống vậy không có chút ý nghĩa nào. Mặc khôi giáp tự cừ đan hạnh, nhìn Chu Uyên hình bóng, mắt đẹp nhưng có chút lóe lên không chừng. Mà dưới đài đám người, óc đã hoàn toàn hỗn loạn. Cái này viêm chân vực bên trong cũng đã tới chút quái vật gì à? Bất luận là ngày này sinh võ tử, vẫn là thiên chiến thần nữ, đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, bọn họ căn bản không cách nào so sánh à? Chu Uyên sau khi rời đi, đám người vậy lần lượt rời đi, không có ai lại lên đài khiêu chiến. Mà tự cừ đan hạnh vậy thu khôi giáp, chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tự cừ đan hạnh trước người, khẽ cười nói, hạnh tỷ, thật lâu không gặp. Tự cừ đan hạnh hơi sững sờ, nhìn về phía trước mắt một tên mặt mũi âm nhu thanh niên, không khỏi được có chút kinh ngạc vui mừng nói, khe suối mà, người cũng tới cái này viêm chân vực. Hai người hiển nhiên biết. Hơn nữa, nhìn ra được, tự cừ đan hạnh biết Minh Khê chân thực tính đừng. Minh Khê cố làm lo âu nhìn tự cừ đan hạnh nói, hạnh tỷ, ngươi quyết định cái quy củ kia, muội muội ta thật lo lắng ngươi cả đời cô độc, lãng phí cái này hoa dung nguyệt mạo à, cho nên, ta đặc biệt tới tham gia lần này thiên điện khảo hạch, chính là muốn tìm có thể xứng với ngươi thanh niên tài tuấn. Tự cừ đan hạnh tựa hồ thói quen liền Minh Khê ba hoa, cười nói, vậy ngươi tìm đã tới chưa? Minh Khê nghiêm túc nói, ta còn thật tìm được,
hơn nữa người này ở nơi này tuyệt ảnh thành bên trong. Tự Cừ Đan Hạnh nghe vậy, lấy là Minh Khê nói đúng Chu Uyên, lắc đầu nói, bữa trước sinh võ tử rất tốt, nhưng muốn kích phá ta phòng ngự còn xa xa không đủ. Minh Khê cặp mắt híp lại nói, Hạnh tỷ, ta không phải nói hắn, bất quá cũng cùng hắn có quan hệ. Có quan hệ, Tự Cừ Đan Hạnh chớp chớp mắt đẹp, tựa hồ vậy có chút tò mò đứng lên. Minh Khê ngưng tiếng nói, người nọ, tên là Diệp Thần, là trời xanh võ tử Chu Uyên chủ nhân. Tám càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu tháng nha. Trên thực tế, Minh Khê, vốn tên là Minh Nhược Khê, là Minh Sông Thương Hội hội trưởng con gái. Minh Nhược Khê trời xanh tính phản nghịch, lần này cũng là gạt trong nhà len lén tham gia thiên điện khảo hạch, vì chính là kiến thức một chút những cái kia cái gọi là yêu nghiệt. Đây cũng là tại sao Minh Nhược Khê có thể dễ dàng lấy được được Diệp Thần hành tung cùng với thân phận tin tức nguyên nhân, chỉ cần Diệp Thần ở Minh Sông Thương Hội sản nghiệp bên trong tiêu xài, dừng chân ghi danh vân. Vân, Minh Nhược Khê muốn lấy được những tin tức này, dễ như trở bàn tay. Cái gì, cái này một tí, Tự Cừ Đan Hạnh cũng không khỏi kinh hô lên tiếng. Mặc dù, nàng không nhận là Chu Uyên có thể đánh bại mình, nhưng, không thể chối. Chu Uyên tuyệt đối là thiên nhân vực trí cường yêu nghiệt. Nói thật, nếu là không có trên mình cái này kiện trí bảo thượng cổ khôi giáp nói, nàng không phải Chu Uyên đối thủ. Như vậy yêu nghiệt, lại nguyện ý khuất phục dưới người. Kết quả là dạng người gì mới có thể thu phục được hắn? Nghĩ tới đây, Tự Cừ Đan Hạnh mắt đẹp bên trong lại là dâng lên chiến ý mãnh liệt. Có người như vậy tồn tại, nàng tự nhiên chẳng muốn thả qua. Bất quá! Rất nhanh Tự Cừ Đan Hạnh chính là có chút cân nhắc nhìn về phía Minh Nhược Khê nói, khe suối mà, người cố ý tới nói cho ta những thứ này, xem ra, người đối với cái này Diệp Thần vậy cảm thấy rất hứng thú, là muốn cho tỷ tỷ vì ngươi thử một chút hắn sao. Vạn nhất, tỷ tỷ thật bị hắn đánh bại, nhưng mà được lấy thân báo đáp, người biết hay không bỏ không được. Minh Nhược Khê nghe vậy, gò má hơi có chút ửng đỏ nói, Hạnh tỷ, ta cái này hoàn toàn là vì ngươi nghĩ tới hạnh phúc à. Ngươi có thể đừng oan uổng ta. Vừa nói, vội vàng nói tránh đi, tốt lắm, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thằng nhóc kia ngủ lại lữ điếm đi, miễn được bị hắn chạy. Minh Nhược Khê hai tròng mắt bên trong, hiện lên lau một cái tựa như đùa dai được như ý giống vậy sảng khoái vẻ, nói thầm, hừ, Diệp Thần, để cho ngươi coi thường ta, ngươi càng không có hứng thú cùng Hạnh tỷ giao thủ, bổn cô nương càng cấp cho ngươi tìm chút phiền toái, cũng tốt xem ngươi rốt cuộc là cái gì nhân vật. Giờ phút này, Chu Uyên đã trở lại trong lữ điếm, đối với Diệp Thần nói, công tử, ta trở về. Tu luyện bên trong Diệp Thần, mở hai mắt ra hỏi, kết quả như thế nào? Chu Uyên lắc đầu nói, bằng ta thực lực, không cách nào đánh bại nàng, xem ra, lời đồn đãi là thật, muốn phải phá vậy giáp chiến đấu, hẳn cần cực kỳ kinh khủng lực lượng, bất quá, trận chiến này, ta có chút thu hoạch, đối với tu hành hồn võ tương hợp chắc có trợ giúp. Diệp Thần cười nói, vậy thì tốt. Hắn không cùng Chu Uyên trò chuyện nhiều, rất nhanh, liền lần nữa đắm chìm trong tu hành bên trong. Dưới lầu, Tự Cừ Đan Hạnh cùng Minh Nhược Khê vậy lấy đi tới trong lữ điếm. Hai người ngồi uống rượu, ngược lại là đưa tới không ít người chú ý. Tự Cừ Đan Hạnh đối với Minh Nhược Khê hỏi, vậy Diệp Thần ở đâu cái gian phòng, ta đi tìm hắn. Minh Nhược Khê nhưng là lắc đầu nói, Hạnh tỷ, đây chính là Minh Sông Thương Hội sản nghiệp. Ta cũng không thể mặc cho ngươi ở trong lữ điếm đối với hắn ra tay, có tổn ta thương hội uy tín. Bất quá, hắn nếu là tới tham gia khảo hạch, cần phải, sáng sớm ngày mai liền phải tiếp tục hướng Nam Đoan tiến về trước, phía chúng ta uống rượu, một bên cùng hắn đi ra chính là, muốn khiêu chiến hắn cũng không kém cái này tạm thời nửa khắc. Hai người đối thoại lúc đó, cũng không có tận lực che giấu, trong chốc lát, một cái tin truyền ra. Tự Cừ Đan Hạnh lại là muốn đặc biệt khiêu chiến một cái tên là Diệp Thần thanh niên. Trong chốc lát, tất cả mọi người bắt đầu tò mò, cái này Diệp Thần là người nào? Rất nhanh, liên quan tới Ngũ Thiếu Khang ở Minh Sông thực phủ bên trong, mạo phạm trời xanh võ tử Chu Uyên chủ nhân chuyện vậy dần dần truyền ra. Mà truyền thuyết kia bên trong, trời xanh võ tử chủ nhân, tựa hồ chính là Diệp Thần. Diệp Thần thần bí. Hiển nhiên để cho tuyệt ảnh thành bên trong đám người đối với trận đại chiến này tràn đầy mong đợi. Thậm chí, tin tức truyền ra sau đó, sáng sớm ngày thứ hai liền vùng lân cận một ít tạm thời thành trì thiên tài vậy chạy đến đây tuyệt ảnh thành, vì chính là thấy ngày này chiến thần nữ cùng thần bí kia thanh niên đánh một trận. Sáng sớm,
Lữ điếm ra cũng đã là như biển người, tụ tập hơn ngàn tên võ giả, toàn bộ đều là tới vây xem. Có thể, để cho đám người thất vọng chính là, Diệp Thần nhưng chậm chạp không có xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, ban đêm đi qua, gió lạnh đã biến mất, không có ở tiệm Cần Thiết Hà. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, thời gian đảo mắt, một ngày trôi qua, màn đêm lần nữa hạ xuống, có thể, Diệp Thần như cũ ở bên trong phòng từ đầu đến cuối không có xuống lầu một bước. Lúc này, đám người rốt cuộc có chút không nhịn được. Không ít người, bắt đầu nghị luận, tên này là Diệp Thần tiểu tử, không phải là kinh sợ chứ? Hừ, nếu như không phải là kinh sợ, tại sao không ra? Cái gì trời xanh võ tử chủ nhân, ta xem chính là con rùa đen rút đầu. Phỏng đoán, là vừa vặn bắt được Chu Uyên cái chuôi chứ? Bản thân, cũng không quá như vậy. Tự Cừ Đan Hạnh cùng Minh Nhược Khê cũng là đôi mi thanh tú hơi nhăn. Tự Cừ Đan Hạnh mắt đẹp bên trong, mang vẻ thất vọng nói, khe suối mà, thằng nhóc này sẽ không tránh cả đời chứ. Loại người này, thật giống như cũng không có cùng ta đánh một trận tư cách. Minh Nhược Khê cũng là không hiểu, nàng xem người từ trước đến giờ rất chính xác, chẳng lẽ lần này nhìn lầm. Diệp Thần trước khi như vậy thần bí, như vậy để cho nàng cũng mơ hồ kiêng kỵ khí chất đều là giả vờ. Trên thực tế căn bản không có bản lãnh gì. Bất quá, nàng vẫn lắc đầu một cái nói, Hạnh tỷ, không nóng này, hắn không thể nào thật ở chỗ này ở cả đời, hơn chờ mấy ngày cũng không sao. Mà theo tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều võ giả cũng đi tới Tuyệt Ảnh Thành, chờ đợi Diệp Thần xuất hiện. Có thể đến ngày thứ ba, Diệp Thần như cũ không gặp bóng dáng. Giờ phút này, Cổ Tuyền cùng Chu Gia huynh muội, thậm chí là Tần Tú Nguyệt cùng Lê Chân Võ cũng ở đây đám người bên trong. Cổ Tuyền gãi đầu một cái, vô cùng là nghi ngờ nói, Diệp công tử đây là thế nào? Vì sao không dưới lầu? Ở hắn xem ra, Diệp Thần là cường giả chân chính. Coi như không nhất định có thể đánh bại Tự Cừ Đan Hạnh vậy tuyệt chưa đến nỗi sợ nàng à. Dẫu sao, nói riêng về lực công kích nói, Tự Cừ Đan Hạnh mặc dù so Cổ Tuyền mạnh hơn, nhưng tuyệt đối không có đạt tới hắn cùng Diệp Thần như vậy chênh lệch. Tự Cừ Đan Hạnh khủng bố cùng với thần thương bảng hạng, rất lớn một phần chia đến từ phòng ngự khôi giáp. Không thể nghi ngờ là ra ngoài treo. Chu Liệt Bạch nghe vậy, ánh mắt lóe lên nói, Cổ công tử. Có lẽ, cái này Diệp Thần căn bản không có chúng ta tưởng tượng bên trong như vậy đáng sợ. Cổ Tuyền nhìn về phía hắn nói, có thể ngày đó Diệp công tử đúng là ngay tức thì đánh bại ta. Chu Liệt Bạch nói, vị này Diệp công tử nếu có thể đem Chu Uyên thu là dưới quyền, rất có thể đến từ cái gì thế lực lớn, người như vậy có mấy loại ẩn núp trí bảo rất bình thường, có lẽ, hắn đánh bại Cổ công tử, dựa vào căn bản không phải mình thực lực. Chu Quỳnh Yên cũng là mắt đẹp sáng lên nói, cho nên, hắn bây giờ là thật sợ, bởi vì những cái kia chí bảo rất có thể vừa lúc bị Tự Cừ Đan Hạnh thượng cổ khôi giáp khắc chế. Cổ Tuyền mặc dù vẫn là có chút khó tin, nhưng giờ phút này cũng không khỏi có chút động đung đưa nói, chẳng lẽ, cái này Diệp công tử thật không giống ta tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Lữ điếm chung quanh đối với Diệp Thần nghi ngờ, thậm chí là nhục mạ, giọng châm chọc, vậy càng ngày càng nhiều. Lê Chân Võ chính là mắng được vô cùng tàn nhẫn một người trong. Hắn bị Diệp Thần trọng thương sau đó, mặc dù, Cổ Tuyền các người không có lại để cho hắn làm người làm, có thể, thực lực đại giảm hắn ở nơi này Viêm Chân vực đơn giản là tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót, rất nhanh, liền bị khác một nhóm người coi là người làm, mấy ngày qua có thể nói nhận hết khuất nhục. Giờ phút này, hắn ước gì thấy Diệp Thần bị Tự Cừ Đan Hạnh dẫm ở dưới chân. Cho đến hiện tại, Lê Chân Võ vẫn là không muốn tiếp nhận Diệp Thần là cái cường giả sự thật. Hắn hy vọng, Diệp Thần là phế vật, mặc dù có thể đánh bại mình, bất quá là dựa vào bảo vật. Không ít người, trên thực tế đều có cùng hắn tương tự tâm lý. Dẫu sao, truyền ra không riêng gì Diệp Thần là Chu Uyên chủ nhân là một, đồng thời, còn có Diệp Thần tu vi. Một cái càn khôn cảnh nhưng áp đảo còn chân cảnh trên yêu nghiệt, quá nhiều người không cách nào tiếp nhận. Có lúc, ưu tú vượt qua một cái giới hạn nói, là sẽ gặp phải căm ghét. Tạm thời tới giữa, Lữ điếm ra chửi mắng tiếng, giống như sơn hô hải khiếu vậy. Cùng lúc đó, khách sạn một cái trong gian phòng, một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên, chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trong mắt, hiện lên vẻ vui mừng, lẩm bẩm cuối cùng thông hiểu đạo lý. Diệp Thần tại sao nhiều ngày như vậy ở bên trong phòng, đóng cửa không ra? Nguyên nhân rất đơn giản,
vậy chính là vì đem hỗn độn khí diễm thông hiểu đạo lý. Diệp Thần mặc dù có thể thi triển hỗn độn khí diễm, nhưng nguyên bản nhưng chỉ có thể phụ tại đơn giản nhất công kích bên trên, ví dụ như quyền. Mà tiến vào tuyệt ảnh thành sau đó, Diệp Thần ở lúc tu luyện, lại là bất ngờ ở hỗn độn khí diễm sử dụng trên có nơi hiểu ra. Vì thành công đem hỗn độn khí diễm thông hiểu đạo lý, không bỏ sót lần này cơ duyên, vì vậy, mới không để ý đi đường mấy ngày liên tiếp ở trong phòng khổ tu, hôm nay cuối cùng là thành công. Thực lực lại có tiến bộ không ít, nếu như đem hỗn độn khí diễm dung nhập vào tinh hồn chảm bên trong, lực công kích có thể mạnh hơn mấy phần. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt nhỏ tránh, thần niệm đảo qua cũng đã đem lữ điếm ra tình huống, đại khái nắm giữ. Bất quá, Diệp Thần thần sắc nhưng là không có chút nào thay đổi, vô cùng bình tĩnh đi ra gian phòng. Ngoài cửa, Chu Uyên đã chờ đã lâu. Giờ phút này, Chu Uyên thần sắc có chút âm trầm, lữ điếm bên ngoài những cái kia võ giả đối với Diệp Thần châm chọc tiếng, đối với hắn mà nói hết sức chói tai, hôm nay Diệp Thần là hắn chủ nhân, Diệp Thần vinh dự, thậm chí so chính hắn vinh dự, trọng yếu hơn. Nếu không phải Diệp Thần sớm đã có mệnh lệnh, nếu như không có hắn cho phép, không nên tùy tiện xuất thủ, Chu Uyên đã sớm cùng những người này đánh một trận. Nhìn Diệp Thần ra cửa, Chu Uyên trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nói, công tử. Trên thực tế, liền liền hắn đều rất nghi ngờ, là Hà công tử bế quan nhiều ngày như vậy, từ đầu đến cuối không có lộ diện. Bất quá, Chu Uyên cho tới bây giờ không có đi Diệp Thần sợ hãi tự cừ đan hạnh phương diện này trên muốn, ở hắn xem ra, tự cừ đan hạnh căn bản không có chiến thắng Diệp Thần có thể, khác biệt chỉ ở tại, Diệp Thần đánh bại nàng cần phải bao lâu thôi. Diệp Thần đối với Chu Uyên gật gật đầu nói, chúng ta đi xuống đi. Nhưng mà, Chu Uyên khẽ cau mày nói, dưới lầu. Diệp Thần tùy ý khoát tay trận lại nói, không sao, một ít tên hề nhảy nhót thôi, một hồi ngươi không cần xuất thủ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã hướng dưới lầu đi tới. Tạch tạch tạch, một loạt tiếng bước chân vang lên, nguyên bản huyên náo lữ điếm ngay tức thì yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi thang lầu, phải biết, hiện tại còn ở trên lầu, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thần cùng Chu Uyên liền à. Chẳng lẽ, Diệp Thần rốt cuộc tránh không nổi nữa? Rất nhanh, hai đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Chu Uyên cùng Diệp Thần. Minh Nhược Khê cùng tự cừ đan hạnh thấy vậy, mắt đẹp bên trong đều là hiện lên vẻ hưng phấn. Diệp Thần rốt cuộc xuất hiện, mà mới vừa còn ở chửi mắng đám người. Giờ phút này cũng không có tiếng thở, bất quá, đại đa số người trong mắt như cũ mang châm chọc, vẻ khinh thường. Diệp Thần tu vi chân thực quá thấp. Càn khôn cảnh, lại vượt cấp có thể càng đi nơi nào. Không có ai cảm thấy, hắn sẽ là tự cừ đan hạnh đối thủ. Đây là, tự cừ đan hạnh động. Nàng chậm rãi đi về phía Diệp Thần, chắn Diệp Thần trước người, ngưng mắt nhìn hắn hai mắt nói, ngươi chính là Diệp Thần. Diệp Thần tùy ý liếc nàng một mắt. Ánh mắt nhỏ tránh, nhàn nhạt nói, không sai. Tự cừ đan hạnh mắt đẹp bên trong ngay tức thì dâng lên lau một cái chiến ý nói, ta tự cừ đan hạnh, muốn cùng ngươi đánh một trận. Trong chốc lát, mọi người tại đây đều là trong mắt ánh sáng lớn thả, mong đợi, không biết Diệp Thần, cái này thu phục trời xanh võ tử, vô cùng thần bí thanh niên sẽ trả lời như thế nào. Có thể, ra tất cả người dự liệu phải, Diệp Thần nhưng chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu nói, không thời gian. Hơn nữa, ta cũng đối với cưới ngươi không có bất kỳ hứng thú, cho nên, ta khuyên ngươi một câu, không muốn cản đường. Dứt lời, liền trực tiếp từ tự cừ đan hạnh bên người, chợt lóe lên. Nói thật, tự cừ đan hạnh dung mạo đúng là cao cấp, liền Diệp Thần cũng hơi có chút tươi đẹp, nhưng, cũng chỉ như vậy mà thôi thôi, hắn đã gặp người đẹp quá nhiều, đã sớm miễn dịch. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, toàn bộ lữ điếm thật là giống như là trực tiếp tiến vào trời đông giá rét vậy. Đám người căn bản không có nghĩ tới, Diệp Thần lại sẽ không chút do dự trực tiếp cự tuyệt à. Liền liền tự cừ đan hạnh, đều là ngây ngẩn. Nàng mặt đẹp bên trên hiện lên vẻ tức giận, Diệp Thần cuối cùng câu kia không muốn cản đường kích thích nàng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là tự cừ nhà con cưng, trong mắt người khác thiên chiến thần nữ, nàng vì cùng Diệp Thần đánh một trận, đắng đợi hai ngày, không có đối với Diệp Thần có bất kỳ trách móc gì vân. Vân. Có thể Diệp Thần đi lên chính là một câu không muốn cản đường. Lấy tự cừ đan hạnh kiêu ngạo căn bản không cách nào tiếp nhận. Mà vậy một đám vây xem võ giả, giờ phút này nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng đã hoàn toàn là châm chọc,
rối rít mở miệng nói, ha ha, đây chính là cái gọi là thần bí thiên tài. Nhát gan như chuột, liền đánh một trận dũng khí cũng không có. Chỉ sẽ tránh, có thể tránh tới khi nào? Còn tưởng rằng là con rùa đen đưa đầu, nguyên lai là muốn chạy trốn à? Cổ Tuyền các người cũng là lắc đầu một cái, giờ phút này, bọn họ cơ hồ đã có thể khẳng định, Diệp Thần không có thực lực, trước chiến thắng Cổ Tuyền, phỏng đoán cũng là mượn cái gì ngoại lực. Liền liền Chu Uyên đều có chút kinh hãi, không biết công tử vì sao phải tránh đánh. Hắn trong mắt tràn đầy nghi ngờ, nói thật, Chu Uyên cũng muốn xem Diệp Thần ra tay. Bất quá, đối với Diệp Thần mà nói, đối với cái gì tự cử đan hạnh hoàn toàn không có hứng thú, dựa theo Chu Uyên nói, cái này tự cử đan hạnh thượng cổ khôi giáp có thể ngăn cản còn chân cảnh hậu kỳ công kích. Chiếu lý mà nói, mình có thể không phá được. Nhưng đừng quên, Diệp Thần có Thái Huyền Trận Hoàng. Trận chi đạo, nếu như kết hợp võ đạo của mình ý vận, lấy điểm phá mặt, tuy nói không cách nào chiến thắng còn thật hậu kỳ tồn tại, nhưng phá hỏng một cái khôi giáp, vẫn còn có cơ hội. Trọng yếu hơn chính là, cái này thượng cổ khôi giáp bên trong cũng là ẩn chứa trận pháp mới mạnh mẽ, đây đối với Thái Huyền Trận Hoàng mà nói, cũng không coi vào đâu. Tự cử đan hạnh khôi giáp cùng phòng ngự, đối với hắn mà nói đã không phải là một cái khiêu chiến, vậy còn có cái gì đánh một trận cần thiết? Lãng phí thời gian thôi. Hơn nữa, hắn thích là chiến đấu, mà không phải là tỉ võ. Còn như, ở trước mặt những người này, chứng minh mình. Diệp Thần không có cái đó hứng thú. Thân hình động một cái, liền dẫn Chu Uyên trực tiếp bước ra đại môn lữ điếm, nhưng ngay khi hắn đi ra cửa nháy mắt, một đạo vô cùng là mênh mông hơi thở nhưng ở sau lưng phun trào. Chỉ gặp, tự cử đan hạnh thân thể mềm mại bên trên, kim quang cuồng tránh, mặt đẹp một phiến hàn xương, luyện đạo vết ấn phun trào, tay trắng bên trên nắm một chuôi hoàng kim chiến phủ, vô cùng quy luật lực, lượn lờ hắn quanh thân, tựa như nháy mắt tức thì, hắn liền trở thành trong thiên địa tim vậy. Nàng ngưng mắt nhìn Diệp Thần hình bóng, lạnh lùng quát, ngày hôm nay, người chiến vậy được chiến, không chiến vậy được chiến. Tiếng nói vừa dứt, hắn vung hai tay lên, cuồn cuộn kim quang ở chiến phủ bên trên ngưng tụ, biến thành một đạo kim sắc tia chớp, hướng Diệp Thần cuồng oanh xuống. Lữ điếm ra đám người thấy vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, đặc biệt là Lê Chân Võ. Hắn thật là muốn mừng rỡ được nổi điên à. Cái này đáng chết phế vật, thích trang, rốt cuộc phải ở nhiều người như vậy bị vạch trần à. Hắn vô cùng khát vọng thấy Diệp Thần chết thảm ở tự cử đan hạnh trong tay một màn. Đáng tiếc, tự cử đan hạnh giờ phút này mặc dù tức giận, nhưng lại không có hạ tử thủ, một kích này cũng không có nhắm Diệp Thần chỗ hiểm đi. Diệp Thần cảm nhận được sau lưng đánh tới sấm sét màu vàng, sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên lau một cái không nhịn được ý. Ngươi cảm thấy ngươi thượng cổ khôi giáp đối với ta hữu dụng. Bỏ ra cái này cái thượng cổ khôi giáp, ngươi còn có tư cách ở thần thương bảng sao? Thái Huyền tiền bối, chờ lát nữa nói cho ta này khôi giáp trận pháp nhược điểm. Một khắc sau, đám người chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, Diệp Thần chính là quỷ dị chuyển hướng tự cử đan hạnh, cổ tay lột, một chuôi đen nhánh trường kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Đột nhiên, sát kiếm bên trên giấy lên một đạo vô cùng quỷ dị. Sợ hãi, tản ra mất đi chập chờn màu đen kiêu căng, chính là vậy hỗn độn khí diễm. Diệp Thần trong mắt hàn mang chớp mắt, nháy mắt tức thì một kiếm chém ra. Một đạo hắc dương hư ảnh chợt lóe lên, sáng chói ánh sao từ trên trường kiếm, bộc phát ra, hóa thành một đạo ngân hà hướng tự cử đan hạnh cuộn sạch đi, chính là vậy tinh hồn chảm. Nhưng, thời khắc này tinh hồn chảm dung hợp hỗn độn khí diễm cùng hủy diệt hắc dương lực, uy lực xa không trước đây có thể so với. Thoáng qua, tinh hà kia cùng sấm sét màu vàng ầm ầm đụng nhau. Vậy liền vào giờ khắc này, tất cả người trên mặt nụ cười châm chọc toàn bộ đọng lại. Tưởng tượng bên trong tinh hà kia mất đi, Diệp Thần bị sấm sét màu vàng trọng thương một màn cũng không có xuất hiện. Ngược lại, vừa vặn ngược lại à. Chỉ gặp, tự cử đan hạnh cái này thần thương bảng tồn tại cực kỳ nhất kích, lại là ở Diệp Thần một kiếm này trước mặt chút nào sức đề kháng không có. Cơ hồ là va chạm phát sinh ngay tức thì, liền biến thành chấm quang trần tiêu tán. Bể. Sấm sét màu vàng, hoàn toàn nghiền. Tất cả người chỉ cảm thấy óc một hồi choáng váng, thần hồn đều phải tự nhiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Kết quả này là ảo giác vẫn là thực tế. Không người nào dám tin tưởng, một tên càn khôn cảnh tồn tại lại là trực tiếp nghiền ép còn chân cảnh nhất kích à.
võ đạo thế giới quan, đều phải hoàn toàn nổ tung. Có thể, cái này còn chỉ là một bắt đầu, xa xa không có kết thúc. Tinh hà kia tựa như hóa thành viễn cổ nộ long, vẫn còn tiếp tục tiến về trước, hướng tự cừ đan hạnh gào thét đi. Minh Nhược Khê thấy vậy, không nhịn được kinh hô, hạnh tỷ, lo lắng. Nàng có thể cảm nhận được tinh hà kia bên trong lực lượng kinh khủng. Nhưng, giờ phút này không có ai so tự cừ đan hạnh càng rõ một kích này sợ hãi. Nàng mặt đẹp đã hoàn toàn mất đi màu máu, thậm chí, thân thể mềm mại cũng không nhịn được khẽ run đứng lên, có cao cấp phòng ngự kỹ thuật đánh nhau cùng với vậy thượng cổ khôi giáp hộ thân nàng, trên căn bản không có đối mặt qua chân chính uy hiếp. Có thể, giờ phút này tự cừ đan hạnh ở nơi này ngân hà trước nhưng là cảm nhận được liền chết sợ hãi. Diệp thần cũng không có đối với nàng động sát ý, nhưng may là như vậy, cái này tinh hồn chảm mang cho nàng áp lực cũng đã cơ hồ phải đem nàng thần kinh cán gãy. Cơ hồ là theo bản năng, ngón tay bắt pháp quyết, một hồi kim quang liền ở tự cừ đan hạnh thân thể mềm mại bên trên dâng lên, biến thành vậy tản ra vô tận thương cổ hơi thở chiến giáp, đem cả người bảo vệ ở hắn hạ. Gặp phải nguy hiểm liền thi triển cái này phòng ngự kỹ thuật đánh nhau, đã trở thành nàng thói quen, thậm chí, những thứ khác phản ứng, ví dụ như né tránh, phản kích vân đều bị theo bản năng bỏ quên. Thấy một màn này, Diệp thần nhỏ không thể tra lắc đầu một cái, rồi sau đó xoay người. Hắn biết, kết quả đã định trước. Đạo này tinh hồn chảm bên trong sáp nhập vào Thái Huyền trận hoàng trận pháp tinh hoa. Cơ hồ là hướng thượng cổ khôi giáp nhược điểm đi. Người khác không phá nổi, không đại biểu hắn Diệp thần không phá nổi. Ầm một tiếng vang thật lớn, tinh hà kia ánh sáng hung hăng đánh vào tự cừ đan hạnh khôi giáp bên trên. Cái này từ trước đến giờ không có bị kích phá khôi giáp, ở ánh sao bên trong lại là điên cuồng run động, ở đám người khó tin nhìn chăm chú dưới, chỉ gặp một đạo liệt ngân ở khôi giáp bên trên nhanh chóng lan truyền, giống như mạng nhện vậy ngay tức thì trải rộng đúng cái khôi giáp. Thế giới tựa như ở nơi này nháy mắt ngưng chuyển động. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhanh chóng mở to trước, con người cơ hồ đều muốn trừng ra hốc mắt. Vậy để cho tự cừ đan hạnh vô địch tại đồng bối, quét ngang một đám yêu nghiệt thượng cổ khôi giáp, lại là, cứ như vậy ở dưới con mắt mọi người bể. Toàn bộ tuyệt ảnh thành đều là một trận rung động, tự cừ đan hạnh khóe miệng tràn ra lau một cái vết máu, liền lùi mấy bước, mà hắn thân thể mềm mại bên trên, rắc rắc sát một hồi giòn vang, vậy thượng cổ khôi giáp mảnh vỡ thật nhanh rơi xuống. Nàng ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn Diệp thần rời đi hình bóng, trong chốc lát có chút bối rối. Mà lữ điếm ra đám người, chính là nghẹt thở. Triệt triệt để nghẹt thở à. Diệp thần lại là thật một kiếm đem cái này thượng cổ khôi giáp kích phá. Bất quá, không thể không nói, cái này khôi giáp cũng là một kiện chí bảo. Diệp thần tuy đem kích phá, nhưng, tinh hồn chảm lực lượng vậy đã tiêu hao hết, tự cừ đan hạnh cũng không có bị bao lớn tổn thương. Lách cách một tiếng, Lê Chân Võ trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất, cả người phát run trước, cũng không đứng lên nổi nữa, đạo tâm hoàn toàn tan vỡ. Vừa nghĩ tới mình đã từng đối mặt qua Diệp Thần như vậy kinh khủng tồn tại, hắn thật là sẽ bị hù chết à. Ở nơi này là cái gì phế vật? Đây mới thật là quái vật à. Mà Cổ Tuyền các người cũng là mặt lộ vẻ tự giễu nụ cười, là bọn họ ếch ngồi đáy giếng. Diệp thần chỉ bất quá hiện ra từng tia thực lực sẽ để cho bọn họ suy đoán có phải hay không vận dụng cái gì ngoại lực. Trên thực tế, Diệp thần thực lực xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng à. Đồng thời, mấy người cũng có chút vui mừng không có đối với Diệp thần làm ra lựa chọn sai lầm, nếu không, đã là một người chết. Mà Chu Uyên cũng là vô cùng kích động. Công tử lại là chỉ dùng nhất kích liền kích phá hắn không cách nào kích phá thượng cổ khôi giáp à. Giờ khắc này. Hắn hoàn toàn bị Diệp thần nơi thuyết phục, nếu như nói, nguyên bản hắn còn chỉ là bởi vì Diệp thần võ đạo cùng Diệp thần ước định, trở thành Diệp thần thuộc hạ nói, hiện tại, có thể nói là phát ra từ nội tâm muốn đi theo Diệp thần. Thậm chí, đem trở thành Diệp thần thuộc hạ coi là một loại quang vinh. Diệp thần chính là có lớn mạnh như vậy sức hấp dẫn, liền một lòng theo đuổi võ đạo trời xanh võ tử, cũng theo đó cúi đầu. Dĩ nhiên Chu Uyên căn bản không biết luân hồi mộ địa tồn tại. Càng không biết Diệp thần làm được chuyện này là bởi vì là có Thái Huyền trận hoàng cái loại này cao cấp trận đạo nhân vật trợ lực. Minh Nhược Khê cũng là vô cùng khiếp sợ, nàng vậy không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, nhìn vậy đầy đất khôi giáp mảnh vỡ, trong mắt cũng là hiện lên áy náy vẻ. Nói tóm lại, tự cừ đan hạnh sẽ khiêu chiến Diệp thần, là bởi vì là nàng.
có thể hiện tại, nhưng đưa đến chí bảo này bị hủy. Nàng không nhịn được hướng về phía còn ở vào đờ đẫn bên trong tự cừ Đan Hạnh mở miệng nói, Đan Hạnh tỷ, người có tốt không? Đây là, tự cừ Đan Hạnh tựa hồ mới phản ứng được, chợt đuổi theo Lữ Điếm, hướng về phía Diệp Thần hô, chờ một tí. Diệp Thần khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía nàng nói, người còn muốn làm gì? Tự cừ Đan Hạnh mặt đẹp bên trên hiện lên vẻ hốt hoảng vẻ nói, ta hiện tại mất đi thượng cổ khôi giáp. Nếu là có không vượt qua ta trăm tuổi võ giả khiêu chiến ta mà nói, ta không có bất bại chắc chắn, ngươi. Ngươi phải bảo vệ ta. Đám người nghe vậy đều là thần sắc động một cái, phải biết, tự cừ Đan Hạnh nhưng mà lập được thể ước, không vượt qua 100 tuổi võ giả đánh bại nàng, nàng nhưng là phải lấy thân báo đáp à. Trước kia, nàng có thượng cổ giáp chiến đấu cơ hồ đứng chỗ bất bại, có thể hiện tại, thượng cổ giáp chiến đấu bị Diệp Thần đánh hư. Mặc dù còn có thể sửa chữa, nhưng, ở nơi này Viêm Chân Vực bên trong nhưng là không có cơ hội. Nếu như, hiện tại có thần thương trên bảng hạng gần trước yêu nghiệt khiêu chiến nàng, làm thế nào? Trong chốc lát, tự cừ Đan Hạnh có chút luống cuống. Nàng rất rõ ràng, nàng hạng có lượng nước. Mất đi khôi giáp, nàng cái gì cũng không phải. Diệp Thần nhưng là có chút im lặng quét nàng một cái nói, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn đã cảnh cáo tự cừ Đan Hạnh. Cô gái này mình không nghe thôi, trách được ai. Tự cừ Đan Hạnh hơn nữa gấp gáp, nhìn Diệp Thần liền muốn rời đi dáng vẻ, trong chốc lát lại là có chút miệng không chừa nói địa đạo, ngươi. Ngươi đánh bại ta, thì phải cưới ta. Lời vừa nói ra, hiện trường lần nữa xôn xao, cơ hồ là tất cả nam tử cũng đối với Diệp Thần lộ ra thần sắc hâm mộ, có thể để cho tự cừ Đan Hạnh như vậy người đẹp nói ra một lời như vậy, bọn họ nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh chứ. Nhưng ai biết Diệp Thần nhưng vẫn không chút do dự xoay người nói, ta đã nói rồi, ta đối với ngươi, không có hứng thú. Dứt lời, thân hình chớp mắt, liền trực tiếp rời đi Tuyệt Ảnh Thành, chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm người vây xem. Tự cừ Đan Hạnh mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ ủy khuất, nàng cũng nói đến chỗ này phân thượng, cái này đáng chết người đàn ông lại còn không chịu giúp nàng một tay. Có thể chẳng biết tại sao, Diệp Thần càng như vậy, nàng ngược lại càng muốn cùng Diệp Thần. Một ngày sau, một nơi hoang mạc bên trong, Diệp Thần lần nữa dừng bước, tiện tay một quyền trên mặt đất đánh ra một cái lỗ thủng to, lỗ lớn dưới đất, đủ loại ngọn lửa xen lẫn, một cái khá là to lớn tạp hố lửa xuất hiện ở hắn trước mắt. Diệp Thần nhìn vậy tạp hố lửa, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, nếu như đem cái này tạp hố lửa hoàn toàn cắn nuốt nói, huyền diễm thì có thể đủ lần nữa lên cấp, có thể so với chân chính cao cấp thần hỏa. Hắn nhìn về phía Chu Uyên nói, ta đem cái này tạp hố lửa cắn nuốt. Chu Uyên cung kính nói, ưm. Cổ tay lộn một cái, nắm chuôi này 1 mét đoạn kiếm, bảo vệ ở nơi này tạp hố lửa bên cạnh. Diệp Thần thân hình động một cái, liền tiến vào trong hầm, bắt đầu chiếm đoạt. Thời gian từng giây từng phút địa lưu thệ, cái này tạp hố lửa khá là to lớn, cho dù là Diệp Thần tạm thời nửa khắc cũng không cách nào đem hoàn toàn chiếm đoạt, rất nhanh, 6 tiếng trôi qua. Ngay tại lúc này, Chu Uyên đột nhiên ánh mắt chớp mắt, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi vẻ. Chỉ gặp, nguyên bản màu cam sắc bầu trời lại là nhanh chóng ảm đạm xuống, mơ hồ biến thành thương thanh vẻ, mà nguyên bản trên nhiệt độ 1000 độ vậy đang bay nhanh nguội xuống. Hắn nhướng mày một cái, không biết cái này dị tượng ý vị như thế nào. Bất quá, chỉ cần Diệp Thần còn ở chiếm đoạt cái này tạp hố lửa, như vậy bỏ mặc phát sinh cái gì. Hắn cũng sẽ không rời đi nơi này. Theo thời gian rời đổi, Chu Uyên sắc mặt cũng là bộc phát ngưng trọng, hôm nay, khoảng cách bầu trời bên trong hiện lên thương thanh ánh sáng đã qua 2 tiếng, mà giờ khắc này, giữa trời đất lại là gào thét thương màu xanh gió bão, nhiệt độ chợt giảm xuống, đã sớm thấp hơn liền tuyệt đối linh độ. Chu Uyên ánh mắt cuồng tránh, trong lòng bộc phát kinh nghi liền đứng lên, cái này màu xanh gió lạnh, rõ ràng là ở ban đêm mới phải xuất hiện. Có thể hiện tại màn đêm chưa hạ xuống, vì sao gió bão cũng đã vét sạch đúng phiến thiên địa. Cái này Viêm Chân Vực bên trong, hiển nhiên xảy ra loại nào đó dị biến. Ngay tại lúc này, gió bão bên trong đột nhiên hiện lên mấy đạo thân ảnh, hướng Chu Uyên chỗ chỗ phi độn tới. Chu Uyên đôi mắt híp một cái, chỉ gặp xuất hiện trước mắt hắn, tổng cộng 4 người, 3 nam 1 nữ, tu vi đều ở đây còn chân cảnh 4 tầng thiên bên trên. Trong đó, tu vi cao nhất 1 tên nam tử đạt tới còn chân cảnh 6 tầng thiên. Mấy người kia tựa hồ có chút kinh ngạc,
lại sẽ có người xuất hiện ở chỗ này, bất quá, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh liền đem Chu Uyên súm lại ở giữa. Trong đó một tên mập lùn nam tử, thần sắc có chút lạnh nghiêm túc mở miệng nói, thằng nhóc, ngươi không muốn sống nữa. Cái này cuồng săn tai ương đã hiện ra, ngươi còn ở loại địa phương này. Chu Uyên quét vậy mập lùn nam tử một mắt, hỏi cuồng săn tai ương. Vậy mập lùn nam tử không trả lời, mà là có chút không nhìn được nói, tốt lắm, hiện tại, chúng ta tham gia khảo hạch người đã ở vùng lân cận mây sấm thành kết thành liên quân, chung nhau chống cự cái này cuồng săn tai ương. Lần này chúng ta đi ra ngoài, chính là đi tìm một chút lạc đàn võ giả, thông báo bọn họ gia nhập liên quân. Ngươi cũng không cần nói nhảm, theo chúng ta đi thôi, đây là ngươi duy nhất sống sót hy vọng. Chu Uyên ngưng mắt nhìn vậy mập lùn nam tử, lại hỏi một lần nói, cuồng săn tai ương là cái gì? Vậy mập lùn nam tử nghe vậy, trong mắt tức giận cùng nhau, thằng nhóc này nghe không hiểu tiếng người. Hắn âm thầm hướng về phía mấy người còn lại, nháy mắt. Trừ cầm đầu thanh niên, mấy người còn lại đều là trong cơ thể linh lực cùng nhau, mơ hồ thì phải đối với Chu Uyên ra tay. Nhưng vào lúc này, một mực không nói gì tên kia mặc áo bào đen, một đầu tóc ngắn thanh niên nhưng là mở miệng nói, cái gọi là cuồng săn tai ương, là cái này viêm chân vực ở hạo kiếp sau đó, xuất hiện một loại thiên tai, hắn đặc điểm chính là ban ngày lúc thì có gió lạnh đánh tới, bất quá, đây cũng không phải cuồng săn tai ương chỗ nguy hiểm nhất. Chung quanh mấy người đều là hơi kinh hãi, phải biết cái này thanh niên tóc ngắn cũng không phải là cái gì có kiên nhẫn người, có thể lại là đối với cái này còn chân cảnh sơ kỳ tiểu tử giải thích. Trong chốc lát, mấy người bọn họ cũng không khỏi được yên tĩnh lại. Chu Uyên hỏi, nguy hiểm nhất là cái gì? Vậy thanh niên tóc ngắn tiếp tục nói, đây là một đoạn có liên quan viêm chân vực truyền thuyết. Làm ban ngày xuất hiện gió lạnh, băng tuyết phúc che thiên địa lúc đó, trong gió tuyết sẽ xuất hiện đến từ U Minh cuồng săn linh. Điên cuồng giết hại, điên cuồng đi săn, đem trong thiên địa hết thảy sinh linh, thành tựu con mồi của bọn họ diệt tuyệt, để phát tiết hắn trong lòng oán niệm. Hôm nay, ban ngày gió lạnh đã hiện, chúng ta suy đoán vậy cuồng săn linh đánh đến nơi, xem ra, lần này viêm chân vực bên trong khảo hạch người vận khí cũng không tốt, cái loại này tai kiếp cũng để cho chúng ta gặp được. Tốt lắm, nói ta đã nói xong, hiện tại, theo chúng ta đi mây sấm thành, gia nhập chúng ta liên quân. Cái này thanh niên tóc ngắn ánh mắt nhỏ tránh, hắn sở dĩ và Chu Uyên nói như thế nhiều, ngược lại không phải là bởi vì từ cái gì tốt ý, chỉ là, chẳng biết tại sao, trước mắt tên này thiếu niên cho hắn một loại áp lực vô hình. Có thể, đây là Chu Uyên nhưng là lắc đầu nói, ta, không đi. Trong chốc lát, thanh niên tóc ngắn các người, ánh mắt đều là ác liệt. Bọn họ đã quá cho Chu Uyên mặt, Chu Uyên còn không chịu nghe lời. Phải biết có thể chiêu mộ được bao nhiêu người gia nhập liên quân, nhưng mà quan hệ đến bọn họ đang đối mặt cuồng săn linh lúc địa vị à. Nếu như chiêu mộ số người quá thiếu, rất có thể liền sẽ trở thành là con chốt thí. Cho nên, coi như là bức bách, bọn họ cũng phải để cho Chu Uyên đi theo mình các người gia nhập liên quân. Cái này bốn tên trai gái nhìn nhau một cái, trong cơ thể linh lực điên cuồng phun trào, luyện đạo vết ấn giống vậy ở quanh thân như ẩn như hiện. Chu Uyên thần sắc nhàn nhạt nói, ta khuyên các ngươi không nên động thủ. Vậy mập lùn nam tử nghe vậy, khóe miệng nâng lên lau một cái cười gằn, ở hắn xem ra, Chu Uyên là sợ. Một khắc sau, hắn gầm nhẹ một tiếng, chính là một quyền hướng Chu Uyên đánh tới, hắn mới vừa rồi liền muốn thật tốt dạy bảo thằng nhóc này, hiện tại rốt cuộc có thể được như nguyện. Cái khác mấy người thấy vậy, cũng là đồng thời ra tay, nháy mắt tức thì, bốn đạo đánh liền đem Chu Uyên bao phủ. Chu Uyên trong mắt sắc bén chớp mắt, thậm chí không có dùng đoản kiếm trong tay, chỉ là tiện tay đánh ra bốn quyền. Cái này nhìn, bình thường không có gì lạ bốn quyền bên trong nhưng là phun trào ra vô cùng là mênh mông đạo vận. Vậy bốn tên thanh niên trai gái thấy vậy, đều là sắc mặt biến đổi, giờ phút này, đối mặt Chu Uyên đánh tới quả đấm, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt, xuất hiện một đạo vạn trượng sóng lớn, phải đem bọn họ thân tim hoàn toàn chìm ngập vậy, hoàn toàn nghẹt thở. Một khắc sau, bốn tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này bốn tên trai gái rối rít miệng phun máu tươi, đổ bay ra, giờ phút này, bọn họ nhìn Chu Uyên ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, tràn đầy kinh hoàng. Chu Uyên nhàn nhạt nói cút. Bốn người kia nào dám lại chút nào dừng lại, lập tức trốn chạy nơi này. Bốn người rời đi sau đó, Chu Uyên ánh mắt, nhưng có chút ngưng trọng, nếu như vậy cuồng săn linh xuất hiện, công tử còn đang tu luyện bên trong.
cũng không biết mình có thể hay không ngăn cản được. Mây sấm thành. Mấy ngàn tên võ giả tụ tập ở trong thành này, ngưng mắt nhìn ngoài thành thương thanh gió bão, trong mắt đều không khỏi được khẽ run. Không ít người đều là sắc mặt vô cùng làm khó xem, không thể không nói, cái này viêm chân vực khảo hạch người quá xui xẻo, liền cuồng săn tai ương cái loại này hiếm thấy tai kiếp cũng vừa vặn bị bọn họ gặp. Mà tự cừ đan hạnh, Minh Nhược Khê, Cổ Tuyền các người bất ngờ cũng ở đây trong thành. Đầu tường bên trên, đứng một tên mặc áo bào tím uy vũ thanh niên, cặp mắt khép mở tới giữa, mơ hồ có thể gặp đạo đạo điện mang lén lút. Người này, tên là Lôi Tử Dần, thần thương bảng hạng thứ 243. Lôi Tử Dần là mây sấm bên trong thành người mạnh nhất, một cách tự nhiên trở thành mây sấm bên trong thành liên quân thủ lãnh. Mặc dù tự cừ đan hạnh thần thương bảng hạng ở Lôi Tử Dần bên trên, nhưng, mất đi thượng cổ khôi giáp, thực lực nhưng là giảm bớt nhiều, đã không bằng Lôi Tử Dần. Lôi Tử Dần ngưng mắt nhìn nơi chân trời, đột nhiên con người co rúm một cái. Chỉ gặp, bầu trời cuối phảng phất có cái gì bóng mờ xuất hiện vậy. Một khắc sau, vậy bóng mờ một cái chớp động hướng mây sấm thành, cuồng trào tới. Từng cơn khủng bố khí lạnh, ngay tức thì hạ xuống. Cho dù thân ở tạm thời trong thành trì, một ít thực lực yếu hơn võ giả vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Đám người hướng vậy ùn ùn kéo đến bóng mờ nhìn, nhưng là không khỏi được rối rít mặt lộ sợ hãi vẻ. Chỉ gặp, vậy cái gọi là bóng mờ là từng đạo vô cùng là trắng bệch, quỷ dị, giống như thi thể giống vậy bóng người, những thi thể này trên mép, treo thê thảm, lạnh người nụ cười, cười mỉa, tựa như khóc không khóc, vô cùng là thê lương tiếng thét chói tai, từ trong miệng phát ra. Bọn họ không có mắt, hốc mắt chỗ là tĩnh mịch hắc ám. Mọi người ánh mắt đối nhau vậy hắc ám lúc đó, trong lòng đều là không khỏi được dâng lên một hồi buồn nôn. Đây chính là vậy cuồng săn linh. Cái này cuồng săn linh, mặc khôi giáp, ở gió lạnh bên trong, hướng mây sấm thành xâm nhập tới. Lôi Tử Dần cảm nhận được vậy từng đạo cuồng săn linh phát ra khí tức kinh khủng, không khỏi được sắc mặt trầm xuống, quát to, động thủ. Tiếng này hét lớn đem đám người suy tư của người kéo về một phần, một khắc sau, trong thành khảo hạch các người rối rít gào thét, hướng vậy cuồng săn linh công kích đi. Từng đạo kiếm khí, kiếm quang, chém vào cuồng săn linh thể bên trong, tái nhợt tay chân phân bay. Đám người thấy vậy, đều là mặt hiện vui mừng, công kích của bọn họ có hiệu quả. Cái này cuồng săn linh nhìn như quỷ dị, nhưng tựa hồ cũng không có nghĩ xem bên trong như vậy đáng sợ. Nhưng rất nhanh đám người trên mặt vui mừng cũng đã không còn gì vô tồn. Những cái kia đối với người bình thường mà nói, có thể nói là vết thương chí mạng thương thế, đối với những thứ này cuồng săn linh nhưng tựa như không tồn tại vậy. Bọn họ từng cái lại là hoàn toàn không để ý bị thương, nháy mắt tức thì liền tràn vào mây sấm trong thành. Một đạo trắng bạch quỷ ảnh, hướng một tên bị gió lạnh đông được thân thể hơi cứng ngắc thanh niên nhào tới, thanh niên kia thấy vậy, sắc mặt biến. Điên cuồng vũ động vũ khí trong tay, công hướng vậy đánh tới quỷ ảnh. Vậy cuồng săn linh phát ra một tiếng âm u cực kỳ tiếng cười, trong tay giống như do bông tuyết đúc thành trường kiếm đảo qua, thanh niên kia động tác, chính là hơi ngừng. Màu xanh hàn băng, nhanh chóng ở thân thể của nó bên trên tràn đầy kéo dài trước, hắn trong mắt hiện lên lau một cái khó tin, cùng với cực kỳ vẻ không cam lòng, rồi sau đó, cả người liền biến thành màu xanh tượng đá, một khắc sau oanh được một tiếng nổ tung. Lôi Tử Dần thần sắc âm trầm, không ngừng đánh ra từng đạo lôi quang, đem quanh thân cuồng săn linh mất đi thành hư không, hắn ánh mắt đảo mắt nhìn chung quanh, trên chiến trường tình huống lại lớn là không ổn. Liên quân một khối lại là hoàn toàn bị cuồng săn linh áp chế. Khảo hạch các người cùng cái này cuồng săn khéo léo thực lực, trên thực tế cũng không có lớn như vậy. Sở dĩ xuất hiện như vậy cục diện, chủ yếu là bởi vì, cái này cuồng săn linh tồn tại chính là vì giết hại, không sợ chết. Mà khảo hạch các người đâu? Bọn họ nghĩ không phải giết địch, không phải thắng lợi, mà là làm sao bảo vệ tánh mạng. Nếu như nói, cuồng săn linh là quân đội mà nói, khảo hạch người liên quân chính là một đám cát rời rạc. Vậy làm sao đánh? Ngắn ngủi nửa giờ, khảo hạch người liên quân cũng đã xuất hiện bại tướng. Càng ngày càng nhiều khảo hạch người, chết ở cuồng săn linh trong tay. Ngay tại lúc này, nguyên bản điên cuồng giết hại cuồng săn linh. Nhưng là đột nhiên ngưng động tác. Bầu trời bên trong, lại là xuất hiện một đạo thân ảnh này cùng giống vậy cuồng săn linh khá làm tướng tựa như, hơi thở nhưng cường đại hơn liền gấp mấy lần, đồng thời, người hạ còn cưỡi một đầu chân đạp gió tuyết,
toàn thân giống như đen nhánh hải cốt giống vậy khô lâu chiến mã. Mọi người thấy đạo thân ảnh này, khuôn mặt đều có chút nhăn nhó. Không biết là ai, dùng thanh âm run run, khẽ hô một tiếng nói, cuồng săn vương. Cái này cưỡi khô lâu ngựa tồn tại, bất ngờ là viêm chân vực truyền thuyết bên trong cuồng săn vương à. Thực lực, so với giống vậy cuồng săn linh cường đại hơn gấp mấy lần. Trong chốc lát, Lôi Tử Dần sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn ánh mắt chớp mắt, bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn nói, rút lui. Tiếng nói vừa dứt, lại là quanh thân lôi quang một trào, đem quanh thân cuồng săn linh giết chết, hướng phương xa chạy trốn đi. Lôi Tử Dần thân là liên quân thủ lãnh, khi nhìn đến cái này cuồng săn vương hậu lại là không chút do dự trực tiếp chạy trốn. Đám người thấy vậy, đều là hơi sững sờ, ngay sau đó, từng tiếng hoảng sợ thét chói tai vang lên, mây sấm thành bên trong vô số khảo hạch người rối rít đuổi theo Lôi Tử Dần, chạy thục mạng. Bọn họ tất lại không phải chân chánh quân nhân. Dưới mắt tự nhiên để bảo đảm mệnh muốn chặt. Mạnh nhất Lôi Tử Dần đều chạy, bọn họ lưu lại không phải chờ chết là cái gì. Tự Cừ Đan Hạnh, Minh Nhược Khê các người đều là sắc mặt khó khăn xem, nhưng, không có biện pháp, chỉ có thể đi theo phần lớn người cùng nhau chạy trốn, mà đây vừa trốn, liên quân ở cuồng săn linh trước mặt hơn nữa không có sức đề kháng. Cuồng săn vương hét lên một tiếng, liền dẫn vô số cuồng săn linh, hướng liên quân, đuổi giết đi. Chu Uyên bảo vệ ở tạp hố lửa cạnh, nhìn đếm tên thanh niên thần sắc vô cùng là kinh hoàng từ bên người bay vút qua, không khỏi thật chặt nắm đoản kiếm trong tay. Đã có không ít người từ bên người tránh được, chẳng lẽ, vậy cuồng săn linh muốn tới. Ngay tại lúc này, một đạo mây đen vậy bóng đen xuất hiện ở Chu Uyên trong tầm mắt. Chu Uyên ngưng thần hướng bóng đen kia nhìn, nhưng là hơi kinh hãi, bóng đen này cũng không phải là cuồng săn linh, mà là do vô số khảo hạch người tạo thành. Chính là vậy từ mây sấm thành trốn ra được khảo hạch người liên quân. Mà ở phía sau bọn họ là một đạo màu xanh gió bão bên trong, từng đạo quỷ dị bóng dáng chớp động, cái này cuồng săn đại quân đang không ngừng theo sát. Giờ phút này, những cái kia khảo hạch người từng cái sắc mặt trắng bệch, mắt thấy sẽ bị cuồng săn đại quân đuổi kịp. Đột nhiên, có người chú ý tới tạp hố lửa bên trong Diệp Thần, chợt kinh hô các người xem là Diệp Thần. Chu Uyên nghe vậy, sắc mặt biến đổi, quả nhiên, không thiếu khảo hạch người cũng chú ý tới Diệp Thần tồn tại. Những cái kia khảo hạch người trầm mặc chốc lát, trong mắt, hiện lên một loại thần sắc quỷ dị sâu kín nhìn Diệp Thần. Một khắc sau, vô số người đồng thời hô lớn, Diệp Công Tử. Mau cứu chúng ta à! Diệp Công Tử, cuồng săn linh tới, mời ra tay. Diệp Công Tử, chỉ có ngươi có thể đánh bại cái này cuồng săn vương à! Vừa nói, lại là rối rít thay đổi phương hướng hướng Diệp Thần chỗ chỗ bay tới. Chu Uyên trong mắt không khỏi được lóe lên một đạo lửa giận. Những người này là ở kẻ gây tai họa, đem những thứ này cuồng săn khéo léo sự chú ý chuyển tới Diệp Thần trên mình. Diệp Thần nhất kích liền đánh nát Tự Cừ Đan Hạnh thượng cổ khôi giáp, rất có thể có cực mạnh thực lực. Thực lực bực này là có tư cách cùng cuồng săn đại quân đánh một trận. Còn như cuồng săn đại quân chú ý tới Diệp Thần sau đó, Diệp Thần sẽ như thế nào? Những thứ này nhốt bọn họ chuyện gì? Bọn họ chỉ cần Diệp Thần ra tay ngăn trở cuồng săn đại quân, để cho bản thân có chạy trối chết cơ hội là đủ rồi. Thậm chí, tốt nhất Diệp Thần cùng cuồng săn đại quân lấy mạng đổi mạng. Liên quân bên trong, Tự Cừ Đan Hạnh, Minh Nhược Khê, Cổ Tuyền các người đều là nhướng mày một cái, mặt lộ vẻ chán ghét khinh bỉ. Những người này hành vi quá buồn nôn. Diệp Thần không có trêu chọc bọn hắn, chỉ là đang tu luyện, vốn là cái này cuồng săn đại quân thậm chí đều sẽ không chú ý tới Diệp Thần, có thể những người này đâu. Vì mình còn sống, liền đem tai họa mang cho Diệp Thần, đem cuồng săn đại quân sự chú ý chuyển tới Diệp Thần trên mình. Người này tính để cho bọn họ muốn ói. Nhưng, giờ phút này, các nàng cũng chỉ có thể đi theo đại lưu hướng Diệp Thần bay đi, nếu không, hiện tại thoát khỏi đội ngũ sẽ lập tức bị cuồng săn đại quân vặn cổ. Chu Uyên hướng về phía đám người quát lên, đừng tới đây. Công tử hiện tại đang tu luyện, không cách nào ra tay. Có thể, những người này nơi nào chịu nghe. Bọn họ căn bản không quản Diệp Thần sống chết, nơi nào còn sẽ để ý hắn có phải hay không đang tu luyện, hiện đang xuất thủ sẽ hay không để cho Diệp Thần tẩu hỏa nhập ma vân. Vân. Rất nhanh. Vậy một đám võ giả liền rối rít trốn tới vậy tạp hố lửa phía sau,
mà cuồng săn đại quân cũng là ở nơi này tạp hố lửa trước rơi xuống. Cuồng săn vương trống rỗng cặp mắt, quét về phía Diệp Thần lúc tựa hồ hơi sững sờ, trong chốc lát, lại là đứng yên tại chỗ, tựa như chuyện gì xảy ra không tưởng tượng nổi vật vậy, một hơi một tí, những cái kia cuồng săn linh cũng là từng cái ngoẹo đầu lô nhìn về phía Diệp Thần. Mà vậy một đám khảo hạch người nhưng là có chút nóng nảy. Bởi vì, cho tới giờ khắc này, Diệp Thần như cũ ngồi ngay ngắn ở tạp hố lửa bên trong, giống như người chết vậy, không có bất luận phản ứng gì. Tiếp tục như vậy nữa, vậy cuồng săn vương nhưng mà chẳng biết lúc nào liền sẽ phát động tập kích à. Hiện tại, còn có cái gì tốt tu luyện, còn không nhanh chóng ra tay. Đám người bên trong, dần dần truyền đến tiếng quát mắng, Diệp Thần, còn không tỉnh lại. Chết đến nơi rồi, còn đang tu luyện. Diệp công tử, bây giờ không phải là lúc tu luyện, cuồng săn vương tới. Diệp công tử, xuất thủ trước đánh bại cái này cuồng săn vương, sau đó mới có thể an tâm tu luyện. Bọn họ nói cực kỳ lớn tiếng, mục đích chính là ồn ào Diệp Thần, để cho Diệp Thần không cách nào tĩnh tâm. Chu Uyên sắc mặt bộc phát khó coi nói, cho ta im miệng. Không cho phép quấy rầy công tử. Bất quá, tạp hố lửa bên trong Diệp Thần nhưng tựa như không có động tĩnh vậy, không có bất luận phản ứng gì. Trên thực tế, giờ phút này Diệp Thần nhưng là ở trong lòng cười nhạt. Tạp hố lửa bên trong ngọn lửa đã bị hắn chiếm đoạt hầu như không còn, hôm nay, bất quá là ở củng cố thu hoạch, luyện hóa huyền diễm thôi, trên thực tế, những người này cử động, Diệp Thần toàn bộ rõ ràng. Thậm chí, liền mới vừa rồi là ai mở miệng dẫn họa, dẫn đầu hướng hắn bay tới, là ai ở đám người dẫn họa lúc mặt lộ vẻ khinh bỉ vân. Vân, cũng không có tránh được hắn thần niệm. Hôm nay, cắn nuốt cái này tạp hố lửa sau đó, Diệp Thần thực lực lại lên một cái nấc thang, trước mắt những thứ này cuồng săn khéo léo xác thực mạnh mẽ. Nhưng hắn nắm giữ Thái Thượng Thiên Sư Đạo và Hồng Mông Đại Tinh không, như hơn nữa Thái Thượng Thiên Ma Thể, hắn chính là những tà vật này khắc tinh. Đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu uy hiếp, bất quá. Diệp Thần cũng không có xuất thủ dự định. Những người này, hy vọng hắn chết, hắn còn muốn cứu bọn họ. Diệp Thần không có như vậy xen vào việc của người khác. Tối đa, xuất thủ cứu tự cừ đan hạnh các người thôi. Đây là, vậy cuồng săn vương phát ra một tiếng thét chói tai, xuất lĩnh đại quân, liền hướng đám người xông lên đánh tới. Đám người thấy vậy, đều là sắc mặt liền trắng, trong mắt hiện lên hoảng sợ thần sắc. Trong miệng mắng to, Diệp Thần, ngươi còn đang làm gì à? Diệp Thần, đầu ngươi là tu luyện tu xả sao? Mau ra tay à? Diệp Thần ngươi cái phế vật, có phải hay không sợ? Ngươi lấy là núp ở hố lửa bên trong có thể tránh cả đời sao? Chờ chúng ta chết, liền đến phiên ngươi. Bọn họ thất sách à? Vốn cho là Diệp Thần sẽ xuất thủ, nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệp Thần lại và gỗ như nhau còn đang tu luyện. Hiện tại ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Tự cừ đan hạnh giờ phút này rốt cuộc không nhịn được, nàng hét lớn một tiếng nói im miệng. Các ngươi dựa vào cái gì như thế nói Diệp Thần, hắn không có thiếu các ngươi. Đám người nghe có người là Diệp Thần nói chuyện, đều là trên mặt tàn khốc cùng nhau, nhìn về phía tự cừ đan hạnh, cười lạnh nói, ha ha, bị người đánh bại một lần, liền yêu người ta. Ngươi như thế cao thượng, làm sao vậy trốn tới chỗ này? Không muốn Diệp Thần ra tay, có bản lãnh, ngươi đi và vậy cuồng săn vương một mình đấu à? Chết đến nơi rồi, còn muốn giúp tình người nói chuyện. Bất quá, rất nhanh, đám người liền ngậm miệng. Bởi vì không nói được, cuồng săn đại quân đã đến trước mắt mọi người. Mắt thấy, một trường giết chóc đánh đến nơi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, nhưng là bỗng nhiên rơi xuống một tia sáng trắng. Ánh sáng trắng bên trong, hiển lộ ra một tên xương gầy như que củi thanh niên này cả người quỷ khí dày đặc, đối mặt vậy cuồng săn đại quân, lại là không sợ chút nào, ngược lại, lộ ra lau một cái tà tính mỉm cười. Vậy cuồng săn vương thấy vậy, phát ra một tiếng thét chói tai, giơ lên trong tay băng kiếm liền hướng thanh niên công tới. Đám người thấy vậy, hơi sững sờ, bất quá, rất nhanh chính là lắc đầu một cái, bọn họ biết, thanh niên này chết chắc. Người này thực lực mặc dù không yếu, nhưng, lại như thế nào có thể cùng toàn bộ cuồng săn đại quân chống lại? Có thể, ngay tại lúc này có người nhưng là chỉ thanh niên kia kinh hô, người này. Người này thật giống như, là Minh La Quỷ Vương Thạch Giã. Cái gì? Đám người nghe vậy, hơi kinh hãi,
cái này Minh La Quỷ Vương Thạch Giã, ở thiên nhân vực bên trong ngược lại cũng là khá cái tiếng tốt. Thạch Giã, thần thương trên bảng hạng 325 vị yêu nghiệt, không tính là quá cao, nhưng, hắn nổi danh nhất, cũng không phải là thực lực, mà là quỷ đạo. Cái này Thạch Giã trời xanh có Minh La Quỷ Thể, ở quỷ đạo tu hành bên trên được trời ưu đãi, hơn nữa, là rất nhiều quỷ vật khắc tinh tồn tại, cho dù là thực lực vượt xa hắn quỷ vật, gặp phải Thạch Giã cũng chỉ có bị cắn nuốt kết quả. Lúc này, Thạch Giã đối mặt cuồng săn vương cười lạnh một tiếng, tiện tay hướng về phía một điểm, một khắc sau, không thể tưởng tượng nổi một màn, xuất hiện. Chỉ gặp, một đạo xanh biếc quỷ khí từ Thạch Giã đầu ngón tay xông ra, ngay tức thì đem vậy cuồng săn vương chìm ngập, rồi sau đó, cái này cuồng săn vương, lại là trực tiếp bị quỷ kia khí bao quanh hút trở về Thạch Giã trong cơ thể. Thạch Giã trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, ở nơi này quỷ khí trở về sau đó, hắn hơi thở lại là mắt thường có thể trình độ tăng vọt. Đám người hoàn toàn ngu. Cái này vô cùng sợ hãi, đuổi theo mấy ngàn tên khảo hạch người cuồng săn vương, cứ như vậy bị cắn nuốt. Không khỏi có chút quá mức hoang đường chứ. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, cái này cuồng săn linh tựa hồ cũng thuộc về quỷ vật một loại, như vậy bị Thạch Giã Minh La Quỷ Thể khắc chế, ngược lại cũng ở tình lý bên trong. Minh La Quỷ Thể, đối mặt quỷ vật chính là vô địch. Trong chốc lát, những cái kia cuồng săn linh tựa hồ vậy cảm nhận được liền Thạch Giã uy hiếp, hét lên một tiếng liền bắt đầu chạy trốn. Nhưng, thật vất vả có chiếm đoạt những thứ này mạnh mẽ quỷ vật cơ hội, Thạch Giã làm sao sẽ bỏ qua cho. Cái này cấp bậc đừng quỷ vật ở thiên nhân vực cũng không dễ tìm à. Thạch Giã trong mắt bạo phát ra một quầng sáng xanh lá, trong cơ thể xông ra vô tận quỷ khí, ngay tức thì đem những cái kia cuồng săn linh toàn bộ chìm ngập. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, đảo mắt tới giữa, cái này đem đám người đuổi giết được chật vật không chịu nổi cuồng săn linh lợi rối rít bỏ mạng ở liền Thạch Giã Minh La Quỷ Thể dưới. Kinh khủng nhất phải, Thạch Giã cắn nuốt những thứ này cuồng săn linh sau đó, thực lực lại là điên cuồng tăng vọt. Thời gian đảo mắt, cũng đã đột phá, hơn nữa, vẫn còn tiếp tục hướng lên leo lên. Cảm thụ Thạch Giã kinh khủng kia hơi thở, đám người thật là đều phải run rẩy à. Thật đáng sợ. Rất nhanh, vậy cuồng săn linh cũng đã còn dư lại không có mấy, bị Thạch Giã chiếm đoạt không còn một mống. Ngay tại lúc này, ầm một tiếng, vô tận quy luật ở Thạch Giã quanh thân phun trào, hắn tu vi lại đột phá nhất tầng thiên. Hiện trường, đã lại cũng không có bất kỳ cuồng săn khéo léo tồn tại, vậy màu xanh gió lạnh cũng theo đó tiêu tán. Đám người trên mặt rối rít nổi lên sống sót sau tai nạn vui mừng, không nghĩ tới, chàng tai nạn này cứ như vậy không giải thích được hóa giải. Thạch Giã phát ra một tiếng sướng cười, quỷ khí vừa thu lại, hiển lộ ra thân hình. Đây là, một đạo thân ảnh hướng Thạch Giã đi ra, chính là Lôi Tử Dần. Hắn mặt mỉm cười hướng về phía Thạch Giã thi lễ một cái nói, chúc mừng Thạch Công Tử. Vậy một đám khảo hạch người, cũng là kích động nói, chúc mừng Thạch Công Tử. Đồng thời, những người này nhìn về phía Diệp Thần Thần sắc bộc phát khinh bỉ đứng lên. Lần này may mà Thạch Giã, nếu không, bọn họ đều phải cho Diệp Thần phế vật này hại chết. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, Diệp Thần chậm rãi mở hai mắt ra, thân hình động một cái, liền từ tạp hố lửa bên trong đi ra. Đám người thấy vậy, rối rít mặt hiện vẻ châm chọc nói, Thạch Công Tử diệt cuồng săn đại quân, ngươi liền tỉnh. Diệp Công Tử, thật đúng là sẽ chọn thời cơ à? Ha ha, hiện tại không sợ, dám kết thúc tu luyện. Đối với những người này châm chọc, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không chút nào để ý. Đây là, Lôi Tử Dần gặp Thạch Giã đối với mình tựa hồ không có phản ứng gì, khẽ nhíu mày một cái, phải biết, hắn trước kia gặp qua Thạch Giã, khi đó Thạch Giã đối với hắn nhưng mà vô cùng là lễ độ. Bất quá, dưới mắt Thạch Giã thực lực cực kỳ khủng bố, Lôi Tử Dần cũng không nói gì nhiều, thân hình chớp mắt, liền muốn rời đi. Mà tại chỗ cái khác khảo hạch người cũng là giống nhau dự định, nguy cơ nếu đã giải quyết, cũng chưa có cần thiết ở lại chỗ này. Có thể, ngay tại lúc này, một tiếng hét thảm nhưng là bỗng nhiên vang lên. Đám người sửng sốt một chút, hướng kêu thảm thiết truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp, Lôi Tử Dần khó có thể tin nhìn mình ngực, nơi đó, đã nhiều hơn một cái lỗ máu. Mà Thạch Giã, đang cười tủm tỉm nắm một viên còn đang nhảy nhót tim, mở miệng nói, ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Đám người nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên run lên, nhìn về phía Thạch Giã trong mắt đều là run rẩy. Giờ phút này, bọn họ có một loại, mới cởi lăng huyệt,
lại vào miệng cọp cảm giác. Đột nhiên, một đạo quỷ khí một trào bao quanh Lôi Tử Dần thân thể, đem thần hồn cuốn vào thạch dã trong cơ thể. Một tên thanh niên lấy dũng khí đối với thạch dã hỏi, thạch công tử, người đây là ý gì? Nhưng mà Lôi Tử Dần, đắc tội ngài. Tất cả mọi người hy vọng, thạch dã giết Lôi Tử Dần là từ ân oán cá nhân. Có thể, thạch dã nhưng là ánh mắt sâu kín nhìn về phía một đám khảo hạch người nói, các ngươi biết không? Ta Minh là quỷ thể, mặc dù không cách nào chiếm đoạt người sống, nhưng, các ngươi sau khi chết, ta nhưng có thể chiếm đoạt thần hồn của các ngươi, ngươi nói, ta hẳn thả các ngươi đi sao? Cái này một tí, mọi người tim hoàn toàn chìm xuống, trước mắt tên này mới vừa đột phá tầng trời 2 tồn tại, tựa hồ, so với vậy cuồng săn linh hơn nữa đáng sợ à? Không ít người, đều là trực tiếp cho thạch dã quỳ xuống nói, thạch công tử, van cầu ngươi thả qua ta. Thạch công tử, ta không muốn chết, ta nguyện ý thần phục. Thạch công tử, chỉ cần ngươi thả qua ta, gia tộc ta có thể cho ra để cho ngươi hài lòng giá phải trả. Thạch dã nhìn những người này, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc, một khắc sau, quỷ khí xông ra, ngay tức thì đem những người này bọc, từng tiếng kêu thảm thiết, từ quỷ khí bên trong truyền tới. Nháy mắt tức thì, hiện trường yên lặng như tờ. Cái này một đám khảo hạch người, đối mặt thạch dã, liền cũng không dám thở mạnh. Diệp Thần thấy vậy, trong mắt nhưng là hiện lên vẻ châm chọc, những người này nếu như liên thủ chưa chắc không cùng thạch dã sức đánh một trận, nhưng mà đâu? Bọn họ sợ. Sợ tự mình ra tay, bị thạch dã để mắt tới, mà nếu như không tự mình ra tay, nói không chừng vận khí tốt, thạch dã sẽ bỏ qua cho bọn họ đâu. Vẫn tồn tại may mắn tâm lý. Mà ngay lúc này, nhưng là có mấy người bỗng nhiên ra tay. Diệp Thần nhìn cái này mấy người. Trong mắt hiện lên lau một cái vẻ tán thưởng. Người xuất thủ, theo thứ tự là Chu Uyên, Tự Cừ Đan Hạnh, Minh Nhược Khê, Cổ Tuyền, Chu gia tỷ đệ cùng với cái đừng khảo hạch người. Những người này trong mắt đều là hiện lên liều mạng vẻ, toàn lực ra tay. Bảy càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu nha. Mấy đạo tia sáng chói mắt, ngay tức thì đem thạch dã chỗ chỗ chìm ngập, vô cùng cường đại quy luật chập chờn, cuốn sạch thiên địa. Ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Viêm Chân vực tựa hồ cũng xảy ra đại chấn động, mấy tên cường giả liên thủ, uy thế vô cùng là kinh người, ngay tức thì ở thạch dã đứng chỗ, đánh ra một cái mất đi không gian. Trong chốc lát, mọi người nhìn về phía vậy mất đi không gian, trong mắt đều là hiện lên vẻ chờ mong. Có thể, một khắc sau, một tiếng cười quái dị bắt đầu từ mất đi không gian bên trong phát ra, chỉ gặp, một tên cốt gầy như củi, không người không quỷ thanh niên chậm rãi đi ra mất đi không gian. Nhìn về phía Chu Uyên các người, gật đầu một cái nói, mấy người các ngươi ngược lại cũng không tệ lắm, chưa đến nỗi như vậy phế vật, có tư cách đi theo bổn công tử, còn như cái khác ngay cả động tay cũng không dám rác rưởi, là được là bổn công tử thức ăn đi. Chu Uyên các người không khỏi sắc mặt biến đổi, nhiều người như vậy toàn lực ra tay, lại là không đả thương được cái này thạch dã chút nào. Thực lực kết quả vượt qua đám người nhiều ít. Bỗng nhiên, thạch dã chú ý tới Tự Cừ Đan Hạnh. Kết quả cặp mắt bên trong, lóe lên lau một cái vẻ tham lam, hướng Tự Cừ Đan Hạnh đi tới, mỉm cười nói, Tự Cừ tiên tử, thạch mỗ gần đây đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, nghe nói, ngươi có cái quy củ, đánh bại ngươi, ngươi liền sẽ lấy thân báo đáp. Tự Cừ Đan Hạnh nghe vậy, mặt đẹp ngay tức thì mất đi màu máu, thạch dã cắn nuốt quá nhiều cuồng săn linh, cả người nhìn như cũng là vô cùng trắng bệch, quỷ khí dày đặc, so với kia cuồng săn linh còn đáng sợ hơn, mà thạch dã những lời này. Hiển nhiên là đối với nàng động tâm tư. Tự Cừ Đan Hạnh cắn răng một cái, chợt nắm màu vàng chiến phủ, đang chuẩn bị liều chết đánh một trận, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh, nhưng chắn Tự Cừ Đan Hạnh trước người. Thạch dã nhìn thân ảnh kia, khẽ cau mày nói, ngươi làm gì? Xuất hiện ở Tự Cừ Đan Hạnh trước người, là một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên, bất ngờ chính là Diệp Thần. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía thạch dã nói, ngươi muốn giết những người khác. Là chuyện ngươi, bất quá, có mấy người ngươi không thể động. Thạch dã nhìn cái này càn khôn cảnh thanh niên, ngược lại cười, cân nhắc cười, hắn đối với Diệp Thần nói, không thể động. Tại sao? Diệp Thần ngưng mắt nhìn thạch dã nói, bởi vì, ta, không cho phép. Lời vừa nói ra, toàn bộ hoang mạc ngay tức thì yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là xem người điên vậy nhìn Diệp Thần. Tên này nổi cơn gì? Hiện tại còn muốn chọc giận thạch dã. Ngươi không cho phép. Thạch dã hiện tại nhưng mà đầu ngọn gió cực thịnh à.
hắn muốn giết ai, còn được đi qua ngươi cho phép. Ngươi là thứ gì? Mới vừa rồi, đối mặt cuồng săn đại quân còn xem chó chết như nhau vùi đầu tu luyện, hiện tại, đối mặt so cuồng săn đại quân đáng sợ hơn thạch giã, ngược lại trang. Một số người lại là không có thả qua cái này lấy lòng thạch giã cơ hội, hướng về phía Diệp Thần mắng to, phế vật, ngươi ở nơi này lắm mồm cái gì? Còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, tự cư đan hạnh bị thạch công tử vừa ý, là phúc phận. Thật lấy là phá vỡ một kiện thượng cổ khôi giáp, liền vô địch. Thạch giã cười, cười to, tựa như nghe được cái gì trên đời chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất vậy. Có thể, đột nhiên, thạch giã tiếng cười nhưng là không còn gì vô tồn, thay vào đó là một loại vô cùng âm u hơi thở. Hơi thở này ngay tức thì bao phủ đúng phiến hoang mạc. Thạch giã một đôi hầu như không còn sinh khí ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần, mặt không cảm giác, giống như địa ngục ác quỷ vậy mở miệng nói, ngươi không cho phép. Vậy thì đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt, thạch giã cả người ngay tức thì xuất hiện ở trời cao bên trong, cả người quỷ khí mãnh liệt, Minh La quỷ thể thi triển đến trình độ cao nhất, một tòa âm tào địa phủ hư ảnh ở hắn quanh thân hiện ra, hư ảnh bên trong, mơ hồ có thể gặp 1000 tỷ hồn phách, ở trong đó kêu rên, dạo chơi. Cổ tay lộn một cái, trong lòng bàn tay nhiều hơn một chuôi tang cửa kiếm, vậy cuồn cuộn xanh biếc quỷ khí, bơm vào ở vậy tang cửa kiếm bên trên, ngay tức thì ngưng tụ thành một đạo thông thiên kiếm sát. Kiếm này sát, cả ngày tiếp, âm khí uy nghiêm, toàn thân xanh biếc như mực, vô tận quy luật lượn lờ trên đó, toàn bộ viêm chân vực ở nơi này kiếm sát chân áp dưới, đều là âm hàn liền xuống, phảng phất hóa thành u minh quỷ vực vậy. Vậy vô số khảo hạch người, chỉ là nhìn kiếm này sát một mắt, thì có một loại thần hồn đông, rơi vào vô gian địa ngục vậy ảo giác. Giờ phút này, thạch giã hiển nhiên đã toàn lực ra tay, uy thế khó mà hình dạng. Xa không mới vừa vậy giết trong nháy mắt cầu xin tha thứ người quỷ khí có thể so sánh được à. Dưới một kiếm này, sợ rằng tại chỗ mấy ngàn võ giả, đều phải chết tổn thương hầu như không còn chứ. Đám người, rối rít vô cùng oán độc nhìn về phía Diệp Thần, ở bọn họ xem ra đều là bởi vì Diệp Thần, chọc giận thạch giã, mới đưa đến bọn họ đều phải cho tiểu tử đáng chết này chôn theo à. Diệp Thần đôi mắt híp lại, thạch giã một kiếm này ngược lại không tệ. Đem quỷ đạo cùng kiếm đạo dung hợp với nhau, có thể gặp, ở quỷ đạo trên thật sự là một người vô cùng hắn sợ hãi yêu nghiệt. Thạch giã khóe miệng hiện lên một vẻ dữ tợn nụ cười, hắn mới vừa cắn nuốt cuồng săn linh, thực lực bạo tăng, cái này, vẫn là hắn lần đầu tiên toàn lực ra tay, giờ phút này, hắn có một loại một kiếm có thể hủy thiên diệt địa cảm giác. Thạch giã nhìn Diệp Thần, trong mắt ý định giết người một thịnh, quát lên, cho ta chết. Một khắc sau. Vậy thông thiên kiếm sát ngay tức thì hướng Diệp Thần chém xuống, tự cừ đan hạnh con ngươi co giúp một cái, rên lên một tiếng, chính là liền lùi mấy bước, miệng phun máu tươi, một kiếm này cũng không phải là kim đối với nàng, nhưng, chỉ là bởi vì, nàng đứng được vị trí cách Diệp Thần gần một ít, liền bị kiếm này sát bên trong lộ ra một chút uy lực còn lại nơi chấn thương à. Hơn nữa, giờ phút này, nàng cả người máu lạnh như băng, toàn thân đều phải đống kết. Một kiếm này có cường đại dường nào? Có thể tưởng tượng được. Nàng không nhịn được hướng về phía Diệp Thần khẽ hô nói, Diệp Thần. Không thể chống cự, mau tránh. Chu Huyên cũng là khẩn trương, mặc dù hắn đối với Diệp Thần thực lực vô cùng tín nhiệm, nhưng, thạch giã một kiếm này chân thực quá khủng bố. Hắn cũng không khỏi được mở miệng nói, công tử, chú ý. Bất quá, Diệp Thần nhưng tựa như không có nghe được vậy, lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn vậy thông thiên kiếm sát chém xuống. Thạch giã mặc dù thông qua chiếm đoạt cuồng săn linh, lên cấp, nhưng, dẫu sao là mượn ngoại lực, căn cơ bất ổn, lại là mới vừa lên cấp. Thái thượng thiên sư đạo cũng có thể áp chế đối phương. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Thần cắn nuốt lần trước cái tạp hố lửa sau đó, huyền diễm, đã lần nữa lên cấp. Diệp Thần thực lực, có thể nói lại có tiến bộ không ít. Thái thượng thiên sư đạo, thiên yêu thánh thể, thái thượng thiên ma thể, mở. Ngưng mắt nhìn thạch giã, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, tím thụ thiên cơ ấn hiện lên, từng luồng tiên khí lao nhanh, hạ xuống trên người, diễn hóa thành một bộ long hổ thiên sư đạo bào. Vào giờ khắc này, Diệp Thần trực tiếp mở ra thái thượng thiên sư đạo, hóa thân long hổ thiên sư, còn có trong mắt hắn, cũng là hiện lên ma khí, trên da hiện ra tầng tầng ma văn, lại là đồng thời mở ra thái thượng thiên ma thể. Một tiên một ma, hai cổ hơi thở. Ở Diệp Thần trên mình lao nhanh lưu chuyển, lẫn nhau dung hợp với nhau, cũng không có chút nào lật đổ,
ngược lại giống như âm dương bát quái vậy, hoàn mỹ dung hợp đến trình độ cao nhất. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đột nhiên, một món ngọn lửa màu bạc xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Ngọn lửa này hiện lên ngay tức thì, toàn bộ Viêm Chân Vực nguyên tố lửa tựa như đều ở đây nháy mắt tức thì náo động. Tựa như bề tôi gặp quân vương vậy. Vậy âm hàn hơi thở vậy theo ngọn lửa này xuất hiện, tan thành mây khói. Thạch Dã lúc đầu xem trước Diệp Thần hóa thân thiên sư, quanh thân lực lượng tựa như đang tránh né liền khiếp sợ không thôi. Hiện tại lại thấy vậy dần dần ở Diệp Thần bề mặt tràn đầy kéo dài ngọn lửa màu bạc, con người có giúp một cái, mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Sát kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trong tay, hắn hai tròng mắt bên trong bạo phát ra một đạo tinh quang, nói nhỏ một câu, phần huyết quyết. Một khắc sau, vô cùng hỏa lực tại thân thể bên trong dâng trào, đem máu bên trong lực lượng hoàn toàn dẫn động, một cổ phái nhiên cự lực, ngay tức thì ở Diệp Thần trong cơ thể giống như nham thạch nóng chảy vậy phun ra. Nháy mắt tức thì, thiên sư một kiếm ra. Hỗn độn khí diễm, hủy diệt hắc dương cùng cả đám thi triển. Đây là Diệp Thần hóa thân thiên sư, không mượn sóc lão, huyền hàn ngọc, huyền linh lực cùng hậu thủ dưới tình huống có thể chém ra mạnh nhất một kiếm. Chói mắt ánh sao, ngay tức thì cùng vậy xanh sấm kiếm sát xảy ra va chạm. Không thể tưởng tượng nổi một màn, xuất hiện. Tất cả mọi người não thần kinh tựa như ngay tức thì cắt đứt liền vậy, không cách nào suy tư. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp, vậy nhìn như có thể đem toàn bộ Viêm Chân Vực chém là hai đoạn kiếm sát lại là ở Diệp Thần kiếm quang bên trong, nhanh chóng mất đi trước. Ầm một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo đợt khí phun trào, đem vô số võ giả lật trên đất, mà Thạch Dã chém ra xanh sấm kiếm sát lại là đã không còn gì vô tồn. Bị Diệp Thần hoàn toàn kích phá. Đây chính là giờ khắc này ở trong mắt mọi người, xu hướng tại vô địch Thạch Dã à. Nhưng, đây vẫn chưa kết thúc. Diệp Thần khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, thân hình động một cái, liền xuất hiện ở Thạch Dã trước người, trong tay sát kiếm cuồng chém xuống. Thạch Dã sắc mặt biến đổi, giờ phút này, hắn cầm kiếm cánh tay khẽ run, mới vừa Diệp Thần hóa thân thiên sư một kiếm kia bên trong cự lực, lại là để cho hắn có chút không cách nào chịu đựng. Hắn lực lượng đang không ngừng lùi về, huyết mạch hắn mà lại ở sợ hãi. Thậm chí mới vừa đột phá cảnh giới cũng ở đây rơi xuống. Hắn muốn lui về phía sau, điều chỉnh trạng thái, nhưng, Diệp Thần nhưng căn bản không cho hắn cái này cơ hội, buộc hắn ra tay. Đối mặt Diệp Thần mãnh công, Thạch Dã đành phải giơ kiếm nghênh địch. Ầm lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này, Thạch Dã cánh tay cũng không nhịn được nữa, hoàn toàn gãy lìa, cả người vậy giống như sao rơi vậy từ không trung bị đánh rơi, hung hãn đập vào trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái to lớn trong cái hố sâu. Tất cả mọi người đều là trực câu câu nhìn một màn này, trên ót đều phải bốc khói xanh. Diệp Thần lại là thật đem Thạch Dã áp chế. Thậm chí, có thể nói là nghiền ép. Diệp Thần, không phải liền cuồng săn linh cũng sợ hãi phế vật sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Mà giờ khắc này, Thạch Dã sắc mặt vậy rốt cuộc biến thành kinh hoàng. Hắn hối hận. Nguyên bản, cắn nuốt cuồng săn linh, hắn thu hoạch đã là cực lớn, cơ hồ 100% có thể thông qua thiên điện khảo hạch à. Thậm chí còn có thể đem phần lớn võ giả thần hồn chiếm đoạt, tiến thêm một bước. Có thể. Hắn hết lần này tới lần khác chọc phải Diệp Thần. Thạch Dã mặt mũi vặn vẹo, nhìn vậy giống như chiến thần giống vậy thanh niên, óc đều phải động lại, hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới, một cái càn khôn cảnh thanh niên lại có thể hóa thân hắn sợ hãi thiên sư. Lại là nghiền ép mình. Cái này mẹ hắn không phải nói đùa. Có Diệp Thần như vậy tồn tại, những người khác võ đạo nhìn như thật là giống như là cười nhạo à. Hắn lấy vì mình cắn nuốt cuồng săn linh, tiếp liền đột phá hai cảnh giới. Đã là trên lịch sử thứ nhất nghịch thiên, có thể mình điểm này đột phá, và Diệp Thần so với, thật giống như cái gì cũng không phải à. Giờ khắc này, Thạch Dã luống cuống. Bất quá, người là quỷ đạo yêu nghiệt, tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường, mắt thấy mình không phải là Diệp Thần đối thủ, Thạch Dã liền ngay tức thì buông tha chiến đấu ý tưởng, hắn quanh thân quỷ khí cuồn cuộn, khẽ quát một tiếng nói, Minh La lớn chui. Đám người nghe vậy, đều là con người có giúp một cái. Thạch Dã được gọi là Minh La Quỷ Vương, nổi danh nhất trừ quỷ đạo, chính là độn pháp. Cái này Minh La lớn chui có thể nói rõ mắt toàn bộ thiên nhân vực đều là cực kỳ cường đại độn thuật một trong. Một kinh thi triển liền có thể để cho võ giả thân thể ngay tức thì hư hóa,
tiến vào một loại vô hình vô chất trạng thái, một cái chớp động chính là ngàn ngoài vạn dặm, căn bản không thể nào bắt, muốn đuổi giết Thạch Dã gần như chuyện không có thể. Vốn có chút hoảng sợ Thạch Dã đang thi triển liền trước Minh La lớn chui sau đó, cũng là buông lỏng xuống, hắn có tự tin dựa vào cái này độn thuật, Diệp Thần không theo đuổi mình. Tuyệt mạnh âm khí ở hắn quanh thân một trào, một khắc sau, Thạch Dã thân hình chính là ngay tức thì biến mất, đám người chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, căn bản bắt không tới bất kỳ hình tích. Liền liền Diệp Thần trong mắt cũng là nổi lên vẻ kinh ngạc. Cái này Thạch Dã chui tốc coi là thật khủng bố, liền liền hắn vậy chỉ có thể nhìn được từng tia tàn ảnh, muốn đuổi kịp cơ hồ là không thể nào. Bất quá, hắn vậy không cần đi truy đuổi. Ngay tại lúc này, một bóng người bỗng nhiên ở cách đó không xa hiện lên, gò má trên còn mang nhàn nhã nụ cười, chính là Thạch Dã. Mọi người thấy Thạch Dã hiện thân, đều là không khỏi được sửng sốt một chút, cái này Thạch Dã tại sao lại trở về. Thạch Dã rất nhanh vậy phản ứng lại, hắn con người run lên, cúi đầu nhìn về phía bên hông một đạo đỏ thẫm xiềng xích. Thiên yêu thần tác. Diệp Thần mỉm cười nói, ngươi chui tốc quả thật không tệ, bất quá, ta thiên yêu thần tác thật giống như vậy còn có thể, hiện tại, ngươi, chạy thoát sao? Thạch Dã sắc mặt cuồng biến, tiếp liền thi triển Minh La lớn chui, nhưng... kết quả cũng giống nhau, mình lại không cách nào từ Diệp Thần bên người rời đi. Diệp Thần trong mắt, sát ý tiệm thịnh, hắn cười lạnh một tiếng nói, nếu, chính ngươi đi không hết, vậy thì do ta đưa ngươi lên đường đi. Tiếng nói vừa dứt. Chém xuống một kiếm. Lạnh thấu xương kiếm quang, ngay tức thì đem Thạch Dã chiếm đoạt, Thạch Dã vô cùng sợ hãi vùng vẫy, giơ kiếm muốn ngăn cản, nhưng, hôm nay, hắn đã gãy một cánh tay thì như thế nào chống đỡ được Diệp Thần toàn lực một kiếm. Một tiếng hét thảm vang lên, cái này giống như ác ma cường giả, cứ như vậy thảm chết ở Diệp Thần dưới kiếm. Tất cả người, giờ phút này nhìn Diệp Thần cũng giống như đối mặt tái thế ma thần vậy, hô hấp cũng không dám, từng cái cúi đầu. Thậm chí mới vừa những cái kia lên tiếng giễu cợt Diệp Thần người, đã hù được trực tiếp ngất đi, đạo tâm đã hoàn toàn tan vỡ, tương lai võ đạo sợ rằng đã không thể lại có bất kỳ tiến bộ nào. Mà tự cừ đan hạnh cũng là hoàn toàn ngu, nàng biết Diệp Thần rất mạnh, có thể không nghĩ tới, Diệp Thần lại mạnh đến loại trình độ này à. Mới vừa rồi hóa thân thiên sư thuật pháp hình như là thái thượng 36 đạo một trong thái thượng thiên sư đạo. Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt. Hướng về phía Chu Uyên nói, chúng ta đi. Chu Uyên giờ phút này cũng là kích động, công tử so hắn tưởng tượng mạnh hơn được hơn. Thậm chí, ở hắn xem ra, Diệp Thần nghịch thiên đã hoàn toàn vượt qua vực ngoại tầng thứ. Mắt thấy Diệp Thần phải rời khỏi, tự cừ đan hạnh nhưng là vội vàng đứng lên nói, Diệp Thần, chờ một chút. Làm sao vậy? Tự cừ đan hạnh mặt đẹp hơi ửng đỏ, trầm mặc chốc lát, vẫn là lấy dũng khí nói ta. Ta có thể hay không đi theo ngươi? Không thể không nói, có lúc một ít tục sáo phương thức cũng là đánh động cô gái phương thức hữu hiệu nhất, nguyên bản, tự cừ đan hạnh đối với Diệp Thần chỉ là tò mò, có thể làm hắn ở thời khắc mấu chốt duy trì mình sau đó, cái loại này tò mò đã bắt đầu có một chút thay đổi, mặc dù, còn chưa nói tới thích, nhưng, chí ít cũng là có hảo cảm. Hơn nữa, ở nàng muốn đến, Diệp Thần nếu cũng bảo vệ mình, chắc đúng mình cũng có hảo cảm chứ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệp Thần nhưng là không chút do dự cự tuyệt nói, không thể. À, tự cừ đan hạnh có chút ủy khuất, tại sao? Nàng lần đầu tiên chủ động muốn đi theo người khác, kết quả là như thế bị vô tình cự tuyệt. Diệp Thần thuận miệng đáp, người không có thượng cổ khôi giáp, vướng tay vướng chân. Trong chốc lát, tự cừ đan hạnh cả người giống như là bị sét đánh vậy, ngơ ngác đứng tại chỗ, những lời này đã kích quá lớn. Dầu gì nàng cũng là thiên chiến thần nữ, là có mình kiêu ngạo, có thể, ở Diệp Thần trong mắt là vướng tay vướng chân. Hơn nữa, nàng còn căn bản không cách nào phản bác. Diệp Thần thực lực so nàng mạnh. Trong chốc lát, tự cừ đan hạnh ánh mắt có chút đỏ lên nói, nhưng mà... ta thượng cổ khôi giáp đã hư, nếu như gặp lại Thạch Dã người như vậy. Diệp Thần nghe vậy, dừng bước, khẽ cau mày. Vốn là, hắn thì không muốn quản, nhưng... nghĩ đến tự cừ đan hạnh ở tất cả mọi người đều giễu cợt hắn lúc đó, không tiếc cùng mọi người là địch, một mình đứng ra nói chuyện cho hắn dáng vẻ, ánh mắt không khỏi chớp động một tí. Cô gái này mặc dù tự do phóng khoáng một chút, nhưng, bản chất ngược lại vẫn không xấu xa, hơn nữa, cuối cùng, vậy khôi giáp là hắn đánh xấu, nếu như tự cừ đan hạnh thật bởi vì làm cái này bị người đánh bại,
mà không thể không ủy khuất mình gả cho không thích người, thật giống như mình quả thật sẽ có điểm áy náy. Nghĩ tới đây, Diệp Thần chậm rãi xoay người, nhìn về phía cúi đầu đứng tại chỗ Tự Cừ Đan Hạnh nói, ngươi nếu như muốn đi theo ta, phải bảo đảm, nghe lời, nếu không, liền rời đi. Tự Cừ Đan Hạnh nghe vậy, mặt đẹp bên trên, hiện lên đại hỉ vẻ, trùng trùng gật đầu nói, ta nghe ngươi. Minh Nhược Khê, Cổ Tuyền các người, nhìn đi theo Diệp Thần rời đi Tự Cừ Đan Hạnh, đều là không khỏi được lộ ra vẻ hâm mộ. Các nàng lúc ấy vậy rất không ưa mọi người cử chỉ, nhưng, cuối cùng, đứng ra vẫn chỉ có Tự Cừ Đan Hạnh. Quan hệ xa gần, liền thể hiện ra. Giờ phút này, Thiên Nhân Vực. Một tòa thành lập ở vân không bên trên, vô cùng hoa lệ cung điện bên trong, đang có mấy đạo khí độ không tầm thường bóng người, ngồi ngay ngắn ở một khối ao nước trước. Ao nước này bên trong, bất ngờ chiếu ngược Viêm Chân Vực cảnh tượng. Mà ao nước cạnh, tổng cộng có ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ. Một tên mặt như quan ngọc, đôi mắt tựa như tất người đàn ông trung niên, một tên đầu đầy tóc đỏ, tay cầm cây nạng gầy gò ông già, còn có một tên tuy là một đầu tóc bạc như tuyết, nhưng, dung nhan nhưng khá là trẻ tuổi, chỉ là trên mặt mơ hồ bao phủ một lớp bụi khí thiếu phụ. Nơi đây, chính là Đông Hoàng Thiên Điện. Mà vậy anh Tuấn người trung niên chính là Đông Hoàng Thiên Điện cao nhất nắm giữ, có Đông Hoàng Thiên Đế danh xưng là Đông Hoàng quên cơ hội. Còn lại hai người chính là Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão, tóc đỏ rồng thần Vạn Vô Quang cùng La Sát Quỷ Mẫu Hứa Yến Linh. Giờ phút này, ba người đang ngưng mắt nhìn vậy ao nước bên trong, một tên thần sắc lãnh đạm thanh niên, xem dung mạo, chính là Diệp Thần. Đông Hoàng quên cơ hội trên mặt hiện lên lau một cái mỉm cười hài lòng nói, hơn 20 tuổi, càn khôn cảnh tu vi, thiên yêu thần tác, thái thượng thiên sư đạo, càng hai cảnh giới lớn mà chiến, siêu cường thể xác và huyết mạch. Người này tiền đồ, không thể giới hạn. La Sát Quỷ Mẫu Hứa Yến Linh nghe vậy, hai tròng mắt bên trong nhưng là lóe lên lau một cái lạnh ý nói, ta xem, thằng nhóc này đánh bại Thạch Dã chưa chắc dựa vào là mình thực lực. Mặt nàng trên mơ hồ cuồn cuộn tức giận, Thạch Dã là nàng coi trọng nhất khảo hạch người, bởi vì, Thạch Dã Minh La Quỷ thể thà võ đạo vô cùng là phù hợp, thích hợp nhất thành vì mình đệ tử, thậm chí, Hứa Yến Linh sớm ở Thạch Dã tham gia trước khảo hạch cũng đã cùng Thạch Dã từng có liền tiếp xúc, đối hắn cực kỳ hài lòng. Nguyên bản, Hứa Yến Linh có thể trực tiếp đem Thạch Dã thu vào Đông Hoàng Thiên Điện, sở dĩ muốn cho hắn tham gia khảo hạch, vì chính là cái này cuồng săn khéo léo cơ duyên. La Sát Quỷ Mẫu vì tên đệ tử này, có thể nói phí sức tâm cơ, có thể chỉ như vậy bị Diệp Thần giết. Nếu không phải còn có Đông Hoàng quên cơ hội cùng Vạn Vô Quang tại chỗ, mặt mũi làm khó dễ, Tha Phương mới cũng chuẩn bị đích thân hạ xuống ra tay cứu. Dĩ nhiên, nhất nguyên nhân trọng yếu, vẫn là bởi vì La Sát Quỷ Mẫu nguyên lấy là Thạch Dã mặc dù không địch Diệp Thần, nhưng, chỉ ít có thể bằng vào Minh La lớn chạy trốn chạy, nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệp Thần lại vẫn có thiên yêu thần tác quỷ dị như vậy thần thông. Cái này một tí, Diệp Thần có thể nói là hoàn toàn đắc tội La Sát Quỷ Mẫu, giờ phút này, tự nhiên sẽ không đối với hắn có cái gì tốt nói. Vạn Vô Quang cũng là gật đầu nói, ta tán thành quỷ mẹ cái nhìn, bỏ mặc nói thế nào. Tiểu tử này thực lực cũng có chút quá phóng đại. Ở ta xem ra, lần này khảo hạch, chúng ta nhất hẳn chú ý, không phải Diệp Thần, mà là Lý Thiên Tuyệt. Đông Hoàng quên cơ hội nghe vậy, có chút kinh ngạc nói, Lý Thiên Tuyệt. Là cái đó thái cổ Lý gia truyền nhân, hắn cũng tới tham gia lần khảo hạch này. Vạn Vô Quang gật đầu nói, không sai, hơn nữa, Lý Thiên Tuyệt cũng ở đây Viêm Chân Vực trường thi bên trong. Đông Hoàng quên cơ hội mặc dù có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền bình yên lặng xuống nói, cái này thái cổ Lý gia, năm đó đúng là cực thịnh một thời, không người nào có thể địch, ở thiên nhân vực mơ hồ có cùng năm đại thiên điện ngồi ngang hàng khuynh hướng, có thể hiện nay, Lý gia mặc dù coi như mạnh mẽ, nhưng đã sớm không còn là cái đó thái cổ Lý gia, thái cổ thị huyết mạch cùng truyền thừa cũng đã hoàn toàn sa sút. Đây là, Vạn Vô Quang nhưng là hơi mỉm cười nói, đế quân lời ấy sai rồi. Đông Hoàng quên cơ hội cùng Hứa Yến Linh đều là có hơi kinh ngạc nhìn về phía Vạn Vô Quang. Vạn Vô Quang trong mắt sạch bóng chớp động nói, trước đoạn thời gian, ta nhận được tin tức, thái cổ thị huyết mạch ở Lý Thiên Tuyệt trên mình hồi phục. Cái gì? Trong chốc lát, Đông Hoàng quên cơ hội hai người không nhịn được kinh hô thành tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Chỉ có chân chính trải qua thời đại kia người, mới sẽ rõ ràng, cái gọi là thái cổ thị huyết mạch có kinh khủng dường nào. Năm đó, thái cổ Lý gia như mặt trời ban trưa lúc đó,
đã từng lấy một nhà lực lực kháng năm đại thiên điện. Hơn nữa có thái cổ thị huyết mạch người, thậm chí không cần đạo tinh liền có thể thật nhanh tăng lên tu vi. Thật là vượt qua lẽ thường tồn tại. Chỉ bất quá, thái cổ Lý gia thật sự là quá mạnh mẽ, vậy nhìn mình quá cao, lại là động tâm tư không nên động, mưu toàn chấm mút thái thượng thế giới quan hệ đến vạn khư một cái đại bí mật. Vì vậy, được trừng phạt, trong tộc tinh nhuệ gần như toàn bộ biến mất ở vực ngoại bên trên, mà mạnh mẽ vô cùng thái cổ thị huyết mạch vậy mấy câu đoạn tuyệt, từ nay về sau, thái cổ Lý gia liền chưa gượng dậy nổi. Hôm nay, thái cổ Lý gia vẫn là nhà giàu có dưới mấy cái đại tộc một trong, thậm chí, so với nhà giàu có cũng không xính hơn để cho, nhưng đã sớm không có huy hoàng của năm đó. Có thể, một khi thái cổ thị huyết mạch lần nữa hồi phục, như vậy, tình huống liền hoàn toàn khác nhau à? Thái cổ Lý gia rất có thể phải bởi vì là một cái Lý Thiên Tuyệt, mà tái hiện năm đó vinh quang. Trong chốc lát, liền liền Đông Hoàng quên cơ hội cũng đem sự chú ý chuyển tới Lý Thiên Tuyệt trên mình, dẫu sao, ở bọn họ xem ra, Diệp Thần lại nghịch thiên vậy không chống nổi thái cổ thị huyết mạch. Lúc này, theo mấy người ý niệm, ao nước một hồi chập chờn, một tên dung mạo anh tuấn, trong mắt bên trong lóe lên màu vàng nhạt sáng bóng thanh niên xuất hiện ở Đông Hoàng quên cơ hội đám người trong tầm mắt, mà người thanh niên này, hôm nay, chính thân chỗ Viêm Chân vực Nam Đoan. Diệp Thần cùng Chu Uyên, tự cừ đan hạnh cấp tốc đi về phía trước, đột nhiên tới giữa, một cổ vô cùng nóng bức đợt khí bay ập vô mặt. Thân hình ba người một lần, nhìn trước mắt cảnh tượng đều là không khỏi được nới rộng ra ánh mắt. Chỉ gặp, ở bọn họ trước mặt, xuất hiện một cái diện tích vượt qua 100.000 thước vuông dáng vóc to địa hỏa cái hố. Địa hỏa cái hố bên trong, là vô cùng tinh thuần, đỏ thẫm viêm chân hỏa. Trong chốc lát, Diệp Thần ba người trên mặt đều là hiện lên một cái vẻ cổ quái. Xem ra, là bọn họ suy nghĩ nhiều, khảo hạch này dùng địa hỏa cái hố, căn bản không cần chiếm đoạt. Lớn như vậy địa hỏa cái hố, cùng với vậy cuồn cuộn không ngừng từ lòng đất dâng lên viêm chân hỏa, đủ để cung cấp tất cả khảo hạch người, cùng nhau sử dụng chứ. Cái này căn bản không sao nói là hố lửa, hoàn toàn chính là kể cả viêm chân vực địa tâm hỏa mạch à. Nếu như nói, duy nhất ngoại lệ nói, chính là Diệp Thần. Hắn cặp mắt bên trong, lóe lên cực kỳ vẻ hưng phấn, nếu như có thể đem đất này hố lửa bên trong ngọn lửa, hoàn toàn chiếm đoạt, cướp được nói. Hắn huyền diễm không chỉ là lên cấp, sợ rằng đem sẽ sinh ra lột xác chứ. Bất quá, hắn ngược lại cũng không cấp, cái này biết bao viêm chân hỏa bị cái khác khảo hạch người hấp thu một phần chia, đối hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Dẫu sao, huyền diễm hôm nay đẳng cấp, giống vậy viêm chân hỏa đối hắn hiệu quả vậy không cường đại, nếu như Diệp Thần muốn hấp thu, phải hấp thu viêm chân hỏa bên trong tinh hoa. Rất nhanh, ba người liền đi tới đất này mạch hố lửa cạnh, lúc này, Phùng Lân Cận đã tụ tập một phần chia khảo hạch người, nhưng, không có ai tiến vào hố lửa bên trong, bởi vì, bọn họ đều đang đợi. Đây là, bầu trời bên trong bỗng nhiên giáng xuống một đạo hồng quang, những thứ này hồng quang rơi vào Diệp Thần đám người trên mình, ở đỉnh đầu bọn họ chỗ nhiều hơn một cái màu đỏ ký hiệu. Tự cừ đan hạnh cùng Chu Uyên ký hiệu giống nhau, nhưng, Diệp Thần nhưng không giống nhau. Diệp Thần có chút kỳ quái đối với Chu Uyên hỏi, đây là cái gì? Chu Uyên nhìn Diệp Thần đỉnh đầu ký hiệu, mặt đầy vẻ kinh ngạc địa đạo, công tử, đây là hỏa lực trị giá. Hỏa lực trị giá. Chu Uyên nói, hỏa lực trị giá là dùng để cân nhắc khảo hạch người, hấp thu hơn thiếu viêm chân hỏa. Ta cùng tự cừ đan hạnh, cũng không có chiếm đoạt qua tạp hố lửa, cho nên, đến bây giờ còn là linh, mà công tử hỏa lực trị giá là 13.652. Số này trị giá, kinh sợ. Nghe nói. Trước kia viêm chân vực bên trong vậy tiến hành qua một ít khảo hạch, mặc dù, cũng không phải là gia nhập thiên điện khảo hạch, nhưng, cũng là do Đông Hoàng thiên điện nơi cử hành cỡ lớn khảo hạch, mà ở nơi này loại khảo hạch bên trong, thành tích tốt nhất, nghe nói là 45.000 hỏa lực trị giá. Mà Diệp Thần đâu? Chỉ là hấp thu tạp hố lửa viêm chân hỏa liền đạt tới 13.000 hơn hỏa lực trị giá à? Trước không nói tạp hố lửa chiếm đoạt độ khó vượt xa đất này lửa hố lửa. Liền chỉ là cái này dựa vào cái này hơn 10.000 hỏa lực trị giá, Diệp Thần thì có thể bước lên lần này khảo hạch trước 10, gia nhập Đông Hoàng Thiên Điện. Mọi người chung quanh giờ phút này nhìn Diệp Thần đều là không nhịn được phát ra thán phục, như nhìn quái vật ánh mắt. Đây là, càng ngày càng nhiều khảo hạch người, tới viêm chân vực Nam Đoan, tụ tập ở đất này mạch hố lửa bên cạnh. Rốt cuộc,
có một ít khảo hạch người bắt đầu tiến vào hố lửa, thử nghiệm chiếm đoạt viêm chân hỏa. Hắn trên đỉnh đầu màu đỏ phù văn không ngừng biến hóa, theo đối với viêm chân hỏa hấp thu, hỏa lực trị giá không ngừng gia tăng. Bất quá, đại đa số thử nghiệm khảo hạch đều là còn thật cảnh sơ kỳ võ giả, thành tích của bọn hắn, vậy thì đến 5.000 hỏa lực trị giá, 6.000 hỏa lực đáng giá trình độ, liền không cách nào kiên trì, mặt đầy thống khổ từ địa hỏa hố lửa bên trong, lui ra. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên chớp mắt, rơi vào địa mạch hố lửa bên trong, hắn tiến vào hố lửa ngay tức thì, cuồn cuộn viêm chân hỏa liền tựa như bướm bay dập lửa vậy, hướng hắn vọt tới, hắn hỏa lực trị giá lấy vượt xa mọi người tốc độ thật nhanh tăng lên. Một đám khảo hạch người thấy vậy, đều là sắc mặt biến đổi, hướng người này nhìn. Hố lửa bên trong, là một tên chàng thanh niên, thần sắc liều lĩnh, bất ngờ là vậy Cổ Tuyền. Cổ Tuyền mặc dù chỉ có còn chân ngũ tầng thiên, nhưng, thực lực chân thật, vượt qua cảnh giới, ở lần này khảo hạch bên trong, coi như người xuất sắc. Chu Uyên, Tự Cừ Đan Hạnh các người đều là thần sắc động một cái. Liên liên Diệp Thần thấy Cổ Tuyền tiến vào hố lửa cũng đã tới một chút hứng thú, có chút hiếu kỳ, Cổ Tuyền có thể lấy được thành tích như thế nào. Nhiều viêm chân hỏa, tràn vào Cổ Tuyền trong cơ thể, làm cơ thể đồng hồ, đều hóa thành đỏ thẫm vẻ, cuồn cuộn mồ hôi, từ thân thể bên trong xông ra, nhưng, viêm chân hỏa vào cơ thể tốc độ lại là không có chút nào hạ xuống, hỏa lực trị giá một đường đột phá 10.000 đại quan. Không ít người, đều là phát ra kêu lên, 10.000 hỏa lực trị giá là trước mắt thành tích tốt nhất. Hơn nữa, Cổ Tuyền còn đang đột phá. Đảo mắt, 11.000 hỏa lực trị giá. Bất quá, đến 12.000 hỏa lực trị giá lúc đó, viêm chân hỏa tiến vào trong cơ thể tốc độ, liền đại phúc hạ thấp xuống, mặt mũi, vậy vô cùng là đau khổ, cả người khẽ run, thân thể bên trong phát ra thịt nướng mùi thơm, bề mặt da thịt khét một phiến, hiển nhiên là ở mạnh chống. Rốt cuộc, vô cùng là miễn cưỡng đột phá đến 13.000 hỏa lực trị giá sau đó, không cần thiết chốc lát, Cổ Tuyền liền thân hình động một cái, từ địa mạch hố lửa bên trong, phi thân ra. Rơi vào cái hố bên ngoài, thô trọng thở hào hển. Cổ Tuyền thành tích, cũng không tệ lắm, 13.000 hỏa lực trị giá, có hy vọng xếp nhập trước 10. Đồng thời, giờ phút này hắn mặc dù vô cùng chật vật, hơi thở suy yếu, nhưng gò má bên trên, nhưng là hiện lên nồng nặc vui mừng. Hiển nhiên, hấp thu cái này viêm chân hỏa, có rèn luyện thân thể công hiệu, để cho nó thu hoạch không nhỏ. Mọi người thấy Cổ Tuyền đều là lộ ra thần sắc hâm mộ. 13.000 hỏa lực trị giá, có hy vọng xếp nhập trước 10. Bất quá, giờ phút này, mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt hơn nữa cổ quái. Cổ Tuyền như vậy tư chất, ở nơi này địa mạch hố lửa cũng vô cùng là khó khăn, mới hấp thu được 13.000 hỏa lực trị giá. Mà Diệp Thần đâu? Ở tạp hố lửa liền đạt tới giống nhau thành tích. Phải biết, hấp thu tạp hố lửa viêm chân hỏa, so với địa mạch hố lửa, khó khăn đâu chỉ 10 lần. Sau đó, Chu gia huynh muội, Tần Tú Nguyệt các người, vậy rối rít tiến hành thử nghiệm, Chu Liệt Bạch, 9.000 hơn hỏa lực trị giá, Chu Quỳnh Yên 10.000 hỏa lực trị giá, Tần Tú Nguyệt, hơn 8.000 hỏa lực trị giá. Trước mắt mới ngưng, Cổ Tuyền xa xa dẫn đầu. Đây là, Tự Cừ Đan Hạnh, Chu Uyên các người, thấy Cổ Tuyền biểu hiện sau đó, cũng có chút nhao nhao muốn thử. Diệp Thần cười nói, các người vậy thử một chút đi. Tự Cừ Đan Hạnh lúc này thân hình động một cái nói, ta tới trước. Một khắc sau, nàng thân thể mềm mại cũng đã rơi vào địa mạch hố lửa bên trong, da thịt trắng noãn ở đỏ thẫm ngọn lửa nổi bật hạ, tản ra kiểu khác phong tình. Trong chốc lát, tại chỗ nam tử xem được đều có chút say. Tự Cừ Đan Hạnh ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, nháy mắt tức thì, bề mặt kim quang điên cuồng phun trào, mà ở kim quang bên trong, vô số viêm chân hỏa, biến thành đạo đạo hỏa lưu. Ngay tức thì bơm vào đến hắn thân thể mềm mại bên trong. Đám người thấy vậy, không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh, tốc độ này, so với Cổ Tuyền còn nhanh hơn gấp 2 gấp 3 à. Thời gian đảo mắt, Tự Cừ Đan Hạnh hỏa lực trị giá liền đột phá 10.000 đại quan. Mà giờ khắc này, hắn mặt đẹp bên trên một mảnh yên tĩnh, tựa như đặt mình vào không phải biển lửa, mà là suối nước nóng vậy, không chút nào miễn cưỡng vẻ. Liên liên Diệp Thần đều là không khỏi được ánh mắt nhỏ tránh, Tự Cừ Đan Hạnh thiên phú chiến đấu ở hắn xem ra xa xa không bằng Chu Uyên, nhưng, nói thật, tu võ thiên phú cũng không tệ lắm, nếu không, cũng không khả năng ở cái tuổi này tiến vào thần thương bảng. Bỏ ra thượng cổ khôi giáp,
tự cừ đan hạnh cũng có tư cách tiến vào thần thương bảng. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thoáng qua tới giữa, hắn hỏa lực trị giá đã đột phá 20.000. Thẳng đến lúc này, tự cừ đan hạnh hấp thu viêm chân hỏa tốc độ vẫn không có chút nào chậm lại. Hắn không hổ là thần thương bảng trước 200 thiên tài, quá sợ hãi. Ầm một tiếng, một đạo sóng lửa bỗng nhiên chụp đánh vào tự cừ đan hạnh thân thể mềm mại bên trên, mà giờ khắc này, nàng hỏa lực trị giá đã đạt đến 30.000. Đến lúc này, tự cừ đan hạnh rốt cục thì hơi cau mày, trong cơ thể có tương đương với 30.000 hỏa lực viêm chân hỏa, áp lực chân thực quá lớn, không là mỗi người cũng có thể xem Diệp Thần như vậy không cực hạn hấp thu năng lượng. Thậm chí, trừ một ít được trời ưu đãi lửa tu, phần lớn võ giả, cả đời cũng chỉ có thể hấp thu số lượng nhất định viêm chân hỏa. Cũng chính là vì vậy, mới có thể thông qua như vậy khảo hạch, tới thể hiện mỗi cái võ giả tư chất. 30.000 viêm chân hỏa đã là rất nghịch thiên thành tích, mặc dù, khoảng cách kỷ lục cao nhất còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng mà, phải biết vậy kỷ lục cao nhất nhưng mà do Đông Hoàng Thiên Điện đệ tử sáng tạo à. Hơn nữa, còn có thể nói là thiên điện bên trong tinh anh thành tích. Tự cừ đan hạnh lúc này thành tích, có thể nói đã vượt qua giống vậy thiên điện đệ tử. Bất quá, nàng hiển nhiên không cam lòng dừng bước nơi này, cho dù da thịt trắng noãn đã ửng đỏ, thậm chí xuất hiện phỏng, tự cừ đan hạnh như cũ đang kiên trì. Đáng tiếc, rất nhanh, hắn vẫn là tới cực hạn, không thể không thật nhanh từ địa mạch hố lửa bên trong phi thân lên. Hắn đỉnh đầu hỏa lực trị giá. Như ngừng lại 35.300. Thành tích này quá nghịch thiên, cơ hồ đã có thể khẳng định, chúng tuyển trước 10. Đây là, chủ huyền cũng là tiến vào hố lửa bên trong, ánh mắt của mọi người lại là sáng lên, đối với ngày này sinh võ tử thành tích khảo hạch, giống vậy tràn đầy mong đợi. Mà chủ huyền cũng không có để cho bọn họ thất vọng, hắn chiếm đoạt ngọn lửa tốc độ, thậm chí, so với tự cử đan hạnh còn phải nhanh hơn một phần. Thời gian đảo mắt. Cũng là đột phá 30.000 hỏa lực trị giá đại quan. Mà cho tới giờ khắc này, Chu Uyên thần sắc, nhìn như còn duy trì rửng rưng. Tiếng thán phục này thay nhau vang lên. Liên liên Diệp Thần, trong mắt đều là hiện lên lau một cái vẻ tán thưởng. Tự cừ đan hạnh thấy vậy, không khỏi được khẽ hừ một tiếng nói, ta mới vừa rồi, trạng thái không tốt. Nàng tựa hồ có chút không phục. Diệp Thần khẽ mỉm cười, không có nói gì nhiều. Bất quá. Làm Chu Uyên hỏa lực trị giá đột phá 35.000 sau đó, sắc mặt cũng là nghiêm trọng, hô hấp tăng nhanh không thiếu, bề mặt, vậy bắt đầu xuất hiện phỏng, nhưng, hắn chặt chẽ cắn răng, không chút nào buông tha dự định. Đất này mạch hố lửa là khó khăn được một gặp cơ duyên, cả đời có thể chỉ có một lần cắn nuốt cơ hội, Chu Uyên phải đem sắc bén dùng đến mức tận cùng. Sốt cuộc, một tiếng nổ, hắn đỉnh đầu phù văn chợt một hồi biến hóa, đột phá đến 40.000 hỏa lực trị giá. Giờ phút này, đừng nói là tại chỗ khảo hạch người, liền liền Đông Hoàng Thiên Điện bên trong Đông Hoàng quên cơ hội các người đều là mặt lộ vẻ tươi đẹp. Nhưng, cuối cùng, Chu Uyên hỏa lực trị giá vẫn là đình trệ ở 42.000, cho dù hắn như thế nào kiên trì, cũng không cách nào lại đem một chút viêm chân hỏa nạp vào bên trong cơ thể, đành phải than nhẹ một tiếng quay trở về Diệp Thần bên người. Không có đột phá Đông Hoàng Thiên Điện đã từng là ghi chép, để cho hắn cảm thấy có chút cho Diệp Thần mất thể diện. Diệp Thần mỉm cười vỗ vỗ Chu Uyên bả vai nói, tốt thành tích. Quả thật không tệ, Chu Uyên lớn nhất thiên phú, thật ra thì ở thần hồn cùng đạo tâm bên trên, tư chất võ đạo có thể đạt tới trình độ này, đủ ưu tú. Đây là, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, khóe miệng dương lên một nụ cười nói, ta cũng thử một chút đi. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị lên đường đồng thời, đột nhiên, bên người bóng người chớp mắt, một tên kim mâu thanh niên xuất hiện ở Diệp Thần bên người. Nhìn về phía hắn mỉm cười nói, Diệp công tử, chuẩn bị bắt đầu khảo hạch. Diệp Thần nhàn nhạt liếc người thanh niên này một cái nói, làm sao? Hôm nay, hiện trường còn chưa khảo hạch người không nhiều lắm, mà tên nam tử này tử tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền chú ý Diệp Thần, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Tên này kim mâu thanh niên chính là Thái Cổ Lý gia Lý Thiên Tuyệt. Lý Thiên Tuyệt nghe vậy, khẽ cau mày, Diệp Thần đối với hắn thái độ làm cho hắn có chút khó chịu. Hắn đến từ Thái Cổ Lý gia, trước đó vài ngày lại cơ duyên xảo hợp ở gia tộc nơi truyền thừa thức tỉnh Thái Cổ thị huyết mạch, trong lòng kiêu ngạo có thể tưởng tượng được, chớ nói chi là, cho dù chưa thức tỉnh trước, Lý Thiên Tuyệt cũng đã thần thương bảng hạng thứ 185 yêu nghiệt, so với có thượng cổ giáp chiến đấu tự cừ đan hạnh, còn phải dựa vào trước.
Mà Lý Thiên Tuyệt tu vi lại là viêm chân vực bên trong lúc này người cao nhất, hơi thở cực kỳ trầm ổn, hiển nhiên là mình tu luyện tới. Bất quá, rất nhanh, Lý Thiên Tuyệt liền khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nói, nghe nói, Diệp công tử gần đây ở viêm chân vực bên trong sáng lập rất nhiều kỳ tích, không bằng, người ta cùng nhau tiến vào địa mạch hố lửa bên trong, tỉ thí một phen như thế nào. Bất quá, quang so không có ý nghĩa, thuận tiện đánh cuộc, như thế nào. Vừa nói, hắn nhìn về phía Diệp thần sau lưng Chu Uyên nói, ví dụ như, dùng ngươi thuộc hạ làm tiền đặt cuộc. Còn như ta thua, vậy nhất định sẽ trả ra để cho Diệp công tử hài lòng giá phải trả. Đám người nghe vậy đều là không khỏi tâm thần động một cái, đối với chàng này đánh cuộc, có chút mong đợi. Nhưng, một khắc sau, Diệp thần nhưng là không chút do dự mở miệng nói, không có hứng thú, ngươi lúc nào tiến vào địa mạch hố lửa là chuyện ngươi. Vừa nói, căn bản không để ý xem Lý Thiên Tuyệt, tự nhiên tiến vào hố lửa bên trong. Lý Thiên Tuyệt nghe vậy, hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, Diệp thần lại sẽ cự tuyệt được như thế quả quyết. Trong chốc lát, hắn thần sắc có chút âm trầm xuống. Hắn sở dĩ ẩn núp mình thức tỉnh thái cổ thị huyết mạch chuyện, chính là vì ở trên trời điện khảo hạch bên trong, bỗng nhiên nổi tiếng. Có thể, mấy ngày qua, nhưng là bị Diệp thần hoàn toàn tranh đoạt đầu ngọn gió. Nguyên bản, hắn muốn thừa dịp cái này cơ hội thật tốt chèn ép Diệp thần một phen, thuận tiện lại đem trời xanh võ tử Chu Uyên đoạt lại. Đáng tiếc, Diệp thần không có bị lừa. Lúc này, hắn cũng không nói gì nữa, hừ lạnh một tiếng, liền tiến vào địa mạch hố lửa bên trong. Hai người đồng thời ở hố lửa bên trong ngồi xuống, mọi người chung quanh đối với hai người có thể lấy được thành tích như thế nào đều là tràn ngập tò mò. Lý Thiên Tuyệt là thiên nhân vực tránh bài yêu nghiệt, mà Diệp thần chính là không biết tới từ nơi nào ngựa đen. Lý Thiên Tuyệt quanh thân linh khí một trào, nháy mắt tức thì, một màn kinh người xuất hiện. Một đạo hỏa diễm vòng xoáy, ngay tức thì ở Lý Thiên Tuyệt quanh thân xuất hiện, vây quanh điên cuồng xoay tròn, trong thiên địa nguyên tố lửa, tựa như bướm bay dập lửa vậy, hướng Lý Thiên Tuyệt cuồng dũng tới. Trong chốc lát, địa mạch hố lửa bên trong Lý Thiên Tuyệt, nhìn như giống như hỏa thần tái thế. Mà cùng lúc đó, Diệp thần đang chuẩn bị bắt đầu chiếm đoạt viêm chân hỏa lúc đó, nhưng là dị biến phát sinh. Chỉ gặp, hắn mới vừa tiến vào hố lửa, bề mặt cũng đã là một phiến đỏ bừng, nhìn như liền tựa như đã đạt tới cực hạn vậy. Trong chốc lát, mọi người nhìn về phía Diệp thần, thần sắc đều là cổ quái, không ít người đã không nhịn được cười to nói, thằng nhóc này đang làm cái gì? Vừa tiến vào địa mạch hố lửa, thì đến cực hạn. Chỉ như vậy, cũng có thể chiếm đoạt tạp hố lửa. Sẽ không, ban đầu chiếm đoạt tạp hố lửa là sử dụng cái gì dị bảo, ăn gian chứ? Khó trách, không dám tiếp nhận Lý công tử đánh cuộc, nguyên lai là một hàng lậu à. Trong chốc lát, đám người đối với Diệp thần châm chọc này thay nhau vang lên. Lý Thiên Tuyệt nghe vậy, cười mỉa nhìn Diệp thần một mắt, trong mắt vẻ khinh miệt không che giấu chút nào. Chu Uyên nghe vậy, thần sắc trầm xuống, bất quá, hắn nhìn về phía Diệp thần ánh mắt cũng là tràn đầy nghi ngờ. Hắn rất rõ ràng, Diệp thần chiếm đoạt tạp hố lửa lúc cũng không có dùng bảo vật gì, hơn nữa, nhìn như vô cùng ung dung. Theo lý mà nói, hắn đến nơi mạch hố lửa hẳn hơn nữa thuận lợi chiếm đoạt viêm chân hỏa mới đúng. Có thể hiện tại, tại sao công tử sẽ là loại trạng thái này? Đông Hoàng Thiên Điện bên trong, Đông Hoàng quên cơ hội nhìn Diệp thần, khẽ cau mày, hắn biết, Diệp thần tựa hồ thật mơ hồ muốn đến cực hạn, cũng không phải là giả bộ. Mà một bên, Hứa Yến Linh chính là cười lạnh nói, quả nhiên, thằng nhóc này xem ra cũng không có thật tài thực liệu, so với Lý Thiên Tuyệt kém được quá xa. Vạn Vô Quang cũng là cười nói, thái cổ thị huyết mạch, há không tầm thường. Ta cho rằng, Lý Thiên Tuyệt lần này sẽ sáng tạo ghi chép. Đông Hoàng quên cơ hội sau một hồi trầm ngâm, vẫn lắc đầu một cái nói, lại xem, không cần sớm như vậy có kết luận. Lúc này, Diệp Thần đã không có tâm tư chiếu cố đến mọi người giễu cợt. Hôm nay hắn thức hải, thậm chí là kinh mạch bên trong cũng dấy lên hừng hực lửa lớn. Bất quá, Diệp thần không những không có vì vậy mà lo âu, ngược lại, vô cùng hưng phấn. Hắn ngưng mắt nhìn thức hải bên trong, một đạo hỏa diễm màu xích kim trong mắt tinh quang lớn thả nói, không nghĩ tới, vừa tiến vào đất này mạch hố lửa, liền gặp viêm chân hỏa hỏa linh. Huyền Hàn Ngọc nói, hơn nữa, cái này còn không là giống vậy hỏa linh, loại uy lực này. Sợ rằng cho dù ở viêm chân hỏa hỏa linh bên trong, đều là nhất cao đẳng tồn tại.
Trên thực tế, viêm chân hỏa hỏa linh là hết sức khó khăn sinh ra, cũng chỉ có cái loại này cỡ lớn hố lửa bên trong, dù sao cũng năm tích lũy, mới có một chút cơ hội xuất hiện, thằng nhóc, người vận khí nghịch thiên. Không hổ là luân hồi chi chủ. Nếu như ta đoán không lầm, chỉ cần đem cái này viêm chân hỏa hỏa linh chiếm đoạt, người huyền diễm đem sẽ sinh ra lột xác. Bất quá, cũng may mà gặp ngươi, cho dù lấy ngươi thân xác cường độ cũng suýt nữa tới cực hạn, đổi một người khác võ giả cho dù là còn thật đỉnh cấp tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ ngay tức thì bị hỏa linh này, đốt thành cho tẫn. Diệp thần nhìn vậy không đoạn chớp động xích kim hỏa diễm, mắt trung thần mang bộc phát cường thịnh đứng lên, hắn có chút không kịp chờ đợi đưa tay một chiêu. Một đạo ngọn lửa màu bạc ngay tức thì hướng vậy viêm chân hỏa hỏa linh chấn áp đi. Ầm một tiếng vang thật lớn ở Diệp thần thân thể bên trong bùng nổ, ngọn lửa màu bạc cùng xích kim hỏa diễm ngay tức thì xen lẫn ở một nơi. Vậy viêm chân hỏa hỏa linh, tựa hồ được kích thích vậy, hừng hực đốt đốt, trong chốc lát lại là đem huyền diễm áp chế xuống, thậm chí mơ hồ có phải đem hắn cắn nuốt khuynh hướng. Diệp thần trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể linh lực gào thét ra biến thành đạo đạo xiềng xích, lượn lờ ở viêm chân hỏa hỏa linh chung quanh, ở Diệp thần dưới sự trợ giúp, huyền diễm mới lần nữa khôi phục thế lửa, một chút xíu tạm thực vậy xích kim hỏa diễm. Viêm chân hỏa hỏa linh tựa hồ vô cùng là không cam lòng điên cuồng lóe lên, hai người, tạm thời tới giữa rằng co không nghỉ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, địa mạch hố lửa cạnh, bỗng nhiên vang lên từng tiếng kêu lên, chỉ gặp, hố lửa bên trong. Lý Thiên Tuyệt đỉnh đầu con số đã đột phá đến 43.000, cơ hồ thì phải cùng vậy cao nhất ghi chép ngang hàng à. Mà bên kia, Diệp Thần ngược lại là cùng Lý Thiên Tuyệt hình thành so sánh rõ ràng, lâu như vậy đi qua, hắn trừ thân thể càng ngày càng đỏ ngoài ra, đỉnh đầu con số lại là một mực đều không có thay đổi. Đám người hiện tại đã cũng lười được giễu cợt Diệp Thần, thậm chí, liền xem cũng lười được nhìn, toàn bộ đều chú ý tới Lý Thiên Tuyệt. Lý Thiên Tuyệt hôm nay cũng là cả người gân xanh không ngừng nhảy, nhìn như vậy sắp đến cực hạn. Có thể, ngay tại lúc này, Lý Thiên Tuyệt cặp mắt bên trong chợt bạo phát ra vô cùng là chói mắt kim quang, hai quả phù văn xuất hiện ở hắn con người chỗ sâu, đồng thời một loại vô cùng là cuồn cuộn hơi thở, từ trong cơ thể kích động ra. Mọi người thấy thời khắc này Lý Thiên Tuyệt, thần hồn chấn động, lại là rối rít sinh ra một loại muốn đối hắn tiến hành sùng bái cảm giác. Tựa như Lý Thiên Tuyệt chính là trên đời thánh nhân vậy, chí cao vô thượng tồn tại. Đông Hoàng Thiên Điện bên trong, Đông Hoàng quên cơ hội các người cũng là rối rít cả kinh, trên mặt mơ hồ đều hiện lên liền đại hỉ vẻ. Vạn Vô Quang lại là trực tiếp cười to nói, ha ha ha, tin tức quả nhiên không sai, thằng nhóc này thật thức tỉnh thái cổ thị huyết mạch, vậy quá cổ Lý gia huyết mạch à. Hắn gia nhập ta Đông Hoàng Thiên Điện sau đó, nhất định phải thật tốt đào tạo. Hứa Yến Linh gật đầu nói, đây là tự nhiên. Đồng thời, nàng vô cùng khinh bỉ nhìn hình ảnh góc Diệp Thần một cái nói, còn như vậy phô trương thanh thế phế vật, gia nhập ta Đông Hoàng Thiên Điện, cũng chỉ có thể là tầng dưới chót nhất tồn tại. Địa mạch hố lửa, ở đám người sợ hãi nhìn soi mói, Lý Thiên Tuyệt đỉnh đầu hỏa lực trị giá, lại là lấy tên lửa bay lên không giống vậy tốc độ, điên cuồng tăng vọt. Thời gian đảo mắt, liền đột phá 40.000 năm. Rất nhanh, đạt tới 50.000. Nhưng, cái này căn bản không là kết thúc, rất nhanh, 60.000, 70.000, 80.000. Tất cả mọi người đều muốn hít thở không thông à. Cái này Lý Thiên Tuyệt là thần sao? Đều đã 80.000, lại vẫn đang đột phá. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh, tựa như cái này viêm chân hỏa đối hắn căn bản không cách nào tạo thành gánh vác vậy. Thời gian đảo mắt, 90.000. Đến 90.000 sau đó, hỏa lực trị giá tăng trưởng tốc độ, rốt cuộc chậm lại, cho dù giờ phút này Lý Thiên Tuyệt hơi thở cực mạnh, cả người kim quang mãnh liệt, nhưng trên mặt cũng là hiện lên một chút miễn cưỡng vẻ. Cùng lúc đó, Diệp Thần chính thân chỗ thức hải bên trong, vô cùng kích động nhìn trước mắt một màn. Chỉ gặp, ở trong cơ thể, một món xích ngọn lửa màu vàng đang làm sao cùng chống cự, nhưng, hôm nay viêm chân hỏa linh đã suy yếu gấp mấy lần. Này tiêu người dài dưới, căn bản không cách nào chống cự huyền diễm chiếm đoạt. Màu bạc ánh lửa trước mắt, đem cuối cùng một món xích kim hỏa diễm vậy hấp thu được trong đó. Diệp Thần hai tròng mắt, bỗng nhiên sáng lên, thành công. Huyền diễm rốt cuộc hoàn toàn đem viêm chân hỏa linh chiếm đoạt hầu như không còn. Hắn cặp mắt bên trong, tràn đầy vẻ chờ mong, không biết, tiếp theo huyền diễm sẽ phát sinh vì sao loại thay đổi. Ngay tại lúc này,
huyền diễm bên trên bạo phát ra một hồi vô cùng là ánh sáng chói mắt hoa, một loại khó hiểu huyền diệu chập chờn ở Diệp Thần thức hải bên trong nhộn nhạo. Huyền Hàn Ngọc cùng Sóc Lão, đồng thời kinh hô, đây là... Chỉ gặp, vậy huyền diễm một hồi chớp động, lại là huyễn hóa thành một tên lưng mọc xích diễm phượng rực, tóc bạch kim kim mâu còn tấm bé bé gái. Diệp Thần nhìn một màn này có chút thử ra, cô gái này đồng cả người máu thịt nhìn như có chút không chân thật, lóe lên nhiều điểm ánh lửa, tựa hồ hoàn toàn do ngọn lửa tạo thành, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Hắn lần đầu tiên biết, ngọn lửa còn có thể hóa hình. Diệp Thần không khỏi rất đúng Huyền Hàn Ngọc hỏi, Huyền tiên tử, đây là tình huống gì? Huyền Hàn Ngọc tựa hồ cũng có chút kích động, kinh ngạc vui mừng nói, thằng nhóc, người vận khí quá tốt, có thể hóa hình hỏa linh, chính là chư thiên vạn giới bên trong nhất là cao đẳng tồn tại. Mặc dù, hiện tại cái này huyền diễm còn rất non nớt, nhưng, uy lực cùng tiềm lực đều đã xa xa áp đảo cái gọi là thần hỏa bên trên. Trong đó diệu dụng vô cùng vô tận, thậm chí có thể nói, đem cái này hóa hình hỏa linh bồi dưỡng đến đỉnh cấp, trong nhất niệm liền có thể đốt sạch thiên nhân vực. Trong chốc lát, liền Diệp Thần đều có chút kinh sợ. Trong nhất niệm, đốt sạch thiên nhân vực. Cái này, sợ rằng liền những cái kia cực kỳ lửa tu đều không cách nào làm được chứ. Ngay tại lúc này, lửa kia linh xoa xoa màu xích kim mắt to, nhìn về phía Diệp Thần, có chút nãi thanh nãi khí kêu lên, chủ nhân. Diệp Thần nhìn vậy huyền diễm hỏa linh, ánh mắt sáng lên, cái này huyền diễm hỏa linh không chỉ có thể hóa hình, hắn linh trí tựa hồ cũng là cực cao, hoàn toàn không có ở đây loài người dưới. Lúc này, Diệp Thần mỉm cười nói, hôm nay, ngươi linh trí đã mở, ngược lại không có thể kêu ngươi huyền diễm. Nếu, ngươi là bé gái hình dáng. Ta cho ngươi dạy cái tên chữ, gọi là Nhan Tuyển Nhi, trong ngày thường, ta kêu ngươi Tuyển Nhi, ngươi thấy thế nào? Nữ đồng kia nghe vậy, thật dài lông mi nhẹ nhàng lay động, lẩm bẩm nói, Tuyển Nhi. Nhan Tuyển Nhi. Ngay sau đó, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên lau một cái vô cùng là nụ cười sáng lạng nói, chủ nhân, Tuyển Nhi thích. Thích liền tốt, Diệp Thần ho nhẹ một tiếng nói, còn nữa, sau này, kêu ta công tử đi. Để cho như thế cái bé gái, một mực kêu chủ nhân, có chút kỳ quái. Công tử. Huyền Diễm có linh trí, hơn nữa thành công hóa hình, để cho Diệp Thần tâm tình thật tốt, thực lực có thể nói lần nữa tinh tiến một phần. Hơn nữa, hôm nay Nhan Tuyển Nhi cũng không phải là chỉ có thể thi triển phần huyết quyết đơn giản như vậy. Diệp Thần có thể cảm nhận được, Tuyển Nhi hỏa lực hàm chứa loại nào đó cực hạn hỏa đạo vận vị, cho dù là một ít cường giả, cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Đột nhiên. Diệp Thần phát hiện, Nhan Tuyển Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ do dự, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ, hắn không khỏi phải hỏi nói, Tuyển Nhi, thế nào? Nhan Tuyển Nhi nhỏ giọng nói, công tử, ta có thể đem lửa này cái hố bên trong ngọn lửa toàn bộ cắn nuốt sao? Nàng mới vừa mới tiến cấp hóa hình, tiêu hao quá nhiều năng lượng, lúc này đang cần bổ sung. Diệp Thần nghe vậy, đôi mắt bỗng nhiên mở một cái, có chút khó có thể tin nói, người nói. Toàn bộ chiếm đoạt. Toàn bộ hố lửa. Ngay sau đó, hắn trên mặt hiện lên vô cùng vẻ vui mừng nói, Tuyển Nhi, ngươi có thể làm được không? Cần phải bao lâu? Phải biết, Diệp Thần mình nếu như phải đem toàn bộ hố lửa chiếm đoạt không còn một mống nói cũng không phải không thể nào, nhưng phải phí trên không thiếu công phu, thời gian trên, chưa chắc tới kịp. Đây là, Nhan Tuyển Nhi vô cùng nghiêm túc trả lời, công tử, ta chiếm đoạt đất này mạch hố lửa bên trong toàn bộ ngọn lửa. Chỉ cần một cái hô hấp thời gian, sẽ không trễ nãi quá lâu, thậm chí, ở ta cảm giác bên trong, vậy địa mạch chỗ sâu chân hỏa hạch tâm, ta cũng có thể chiếm đoạt. Diệp Thần nghe vậy, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Liền hắn cũng bị rung động đến. Ngay sau đó, hắn không nhịn được vui vẻ cười to nói, được, rất tốt. Tuyền Nhi, người yên tâm, cái này toàn bộ địa mạch hố lửa viêm chân hỏa, đều là ngươi. Nhan Tuyền Nhi nhoẻn miệng cười. Thì phải bắt đầu chiếm đoạt, bất quá, Diệp Thần nhưng ngăn cản nói, Tuyển Nhi, Vân. Vân lại chiếm đoạt. Vừa nói, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, từ địa mạch hố lửa bên trong, đứng lên, thân hình động một cái liền rời đi hố lửa. Diệp Thần khóe miệng mang nụ cười thản nhiên, hôm nay, còn có một chút khảo hạch người không có tiến hành khảo hạch, nếu như mình để cho Tuyền mà đem mặt đất này hố lửa, toàn bộ chiếm đoạt sạch sẽ, những người này há chẳng phải là mất đi một cái khảo hạch cơ hội. Diệp Thần sẽ không như vậy tàn nhẫn, dù sao những thứ này khảo hạch người hấp thu một chút ngọn lửa, Diệp Thần hiện tại đã hoàn toàn không coi vào đâu.
Ngươi nếu như tài sản mấy trăm tỷ, sẽ quan tâm bị người khác lấy đi mấy đồng tiền sao? Mọi người thấy Diệp Thần rời đi địa mạch hố lửa, trong mắt châm chọc ý cơ hồ biến thành thực chất. Giờ phút này, hắn trên đầu hỏa lực trị giá không có biến hóa chút nào, nói cách khác, Diệp Thần tiến vào địa mạch hố lửa sau đó, một chút viêm chân hỏa cũng không có hấp thu thành công à. Nói cách khác, 13.000 chính là Diệp Thần cực hạn. Mà nhìn lại Lý Thiên Tuyệt đâu? Hắn hỏa lực trị giá đã hướng 100.000 bước vào. 100.000 à? Trấn Cổ Thước Kim ghi chép. Cho dù gia nhập Đông Hoàng Thiên Điện, vậy là thiên tài bên trong thiên tài chứ? Thật là khó có thể tưởng tượng, đây là người có thể đạt tới thành tựu. Trong chốc lát, Diệp Thần thành trong mắt mọi người tôn lên Lý Thiên Tuyệt thằng hề. Liền liền Đông Hoàng Thiên Điện bên trong, một mực coi trọng Diệp Thần Đông Hoàng quên cơ hội, giờ phút này đều là vô cùng là thất vọng lắc đầu một cái. Từ Diệp Thần rời đi địa mạch hố lửa một khắc kia, cũng đã chứng minh hắn quả thật không cách nào tiếp tục hấp thu viêm chân hỏa. Sẽ không lại có biến số gì. 13.000 thành tích, không tính là kém, nhưng, vậy tuyệt không coi là quá tốt, hơn nữa, còn rất có thể có lượng nước. Mà Hứa Yến Linh chính là cười, âm lãnh cười, nàng trong mắt hàn mang lóe lên, phế vật như vậy lại đánh bại Thạch Giã. Hứa Yến Linh âm thầm quyết định, nhất định phải tìm một cơ hội hướng Diệp Thần báo thù. Giờ phút này, toàn bộ địa mạch hố lửa đều đã lâm vào sôi trào, tất cả mọi người đều ở hô to Lý Thiên Tuyệt tên chữ. Mà đột phá 100.000 sau đó, Lý Thiên Tuyệt tựa hồ vậy đến trình độ cao nhất, hắn quanh thân kim quang thu lại, thân hình chớp động gian, liền rời đi địa mạch hố lửa. Lý Thiên Tuyệt mặt mỉm cười, đối với mọi người hoan hô, tựa hồ vô cùng là hưởng thụ. Đây là, hắn hướng Diệp Thần nhìn, làm hắn chú ý tới Diệp Thần đỉnh đầu hỏa lực trị giá lúc đó, nụ cười hơn nữa rực rỡ. Lý Thiên Tuyệt chậm rãi đi về phía Diệp Thần, mở miệng nói, Diệp công tử, đây chính là ngươi thành tích. Lời vừa nói ra, địa mạch hố lửa chung quanh, ngay tức thì yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là cân nhắc đánh giá Diệp Thần, bọn họ biết, Diệp Thần phải xui xẻo. Chu Uyên sắc mặt trầm xuống, nắm đoản kiếm trong tay, bất quá lại bị Diệp Thần đưa tay ngăn cản. Diệp Thần cười mỉa nhìn Lý Thiên Tuyệt nói, đúng vậy, thế nào? Lý Thiên Tuyệt nghe vậy, cố làm khoa trương nói, không thể nào. 13.000, ta nhớ không lầm, Diệp công tử tiến vào địa mạch hố lửa trước, chính là 13.000 hỏa lực trị giá chứ. Làm sao hiện ở khi xuất hiện, vẫn là 13.000. Biết hay không, là lửa này lực trị giá phù văn, xảy ra vấn đề gì? Diệp Thần ánh mắt chớp động một tí, trên thực tế, nếu như phải nói là phù văn vấn đề, vậy quả thật có thể nói, bởi vì phù văn này chỉ có thể ghi chép vậy viêm chân hỏa hỏa lực trị giá, đối với viêm chân hỏa linh nhưng không có phản ứng, nếu không, Diệp Thần hấp thu viêm chân hỏa linh, đổi coi là thành hỏa lực trị giá, nói ít vậy có mấy triệu. Bất quá, Diệp Thần không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói, chuyện ta không cần các hạ quan tâm. Mọi người thấy Diệp Thần, đều có chút khó chịu. Một cái bị vạch trần rác dưới mà thôi, còn làm mình là thiên tài đâu. Đối với Lý Thiên Tuyệt cái này thiên tài chân chính, loại thái độ này. Lý Thiên Tuyệt thần sắc, cũng là lạnh một phần nói, à, vậy Diệp công tử, tự thu xếp ổn thỏa đi, ha ha, bây giờ nhìn lại, Diệp công tử không cùng ta đánh cuộc. Thật đúng là có trước gặp minh à. Có lẽ, hết thảy các thứ này đều ở đây Diệp công tử nắm trong tay bên trong đâu. Những lời này, trong chốc lát chọc cười được chung quanh khảo hạch các người, ha ha phá lên cười nói, giỏi một cái cũng đang nắm trong tay bên trong à, Lý công tử, nói hay. Quả thật có trước gặp minh, sợ rằng không người so chính hắn rõ ràng hơn, tài nghệ thật sự của hắn liền chứ. Ha ha, bị vạch trần, còn muốn trang. Ra mặt này không phải là thiết làm chứ. Diệp Thần ngược lại là thần sắc như thường, có thể Chu Uyên sắc mặt nhưng càng ngày càng khó xem. Hắn không nhịn được quát to, các ngươi đủ rồi. Các ngươi biết cái gì? Dựa vào cái gì nói như vậy công tử? Vậy nguyên bản đang châm chọc Diệp Thần khảo hạch các người ngay tức thì yên tĩnh lại. Diệp Thần mặc dù là một phế vật, nhưng, trời xanh võ tử, vẫn là làm người ta sợ hãi thiên tài à. Có thể, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên nói, lúc nào, đến phiên ngươi người làm này nói chuyện. Đám người hơi kinh hãi, không nghĩ tới có người dám như thế và Chu Uyên nói chuyện, bọn họ hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, người nói chuyện, bất ngờ chính là Lý Thiên Tuyệt. Trong chốc lát, mọi người thần sắc kích động. Lý Thiên Tuyệt sẽ đối trên Chu Uyên liền à.
không biết, cái này sáng lập lịch sử trình độ cao nhất yêu nghiệt so với trời xanh võ tử như thế nào. Chu Uyên cặp mắt bên trong, hàn mang bạo tránh, đoạn kiếm trong tay, ngay tức thì vù vù vang lên, cuồn cuộn kiếm khí, kích động ra, liền muốn ra tay, có thể, một cái tay nhưng ngăn ở Chu Uyên trước người. Diệp thần tay. Chu Uyên hơi sững sờ nói, công tử. Có thể làm hắn nhìn về phía Diệp thần lúc đó, nhưng là không khỏi được tròng mắt run lên. Chỉ gặp, nguyên bản còn mặt đầy lạnh nhạt Diệp thần, giờ phút này, thần sắc đã là hoàn toàn băng lạnh xuống, cho dù là Chu Uyên nhìn, đều có một loại tim hồi hộp cảm giác. Hắn biết, công tử tức giận. Diệp thần mặt không thay đổi nhìn Lý Thiên Tuyệt, hắn sở dĩ ngăn lại Chu Uyên, nguyên nhân, rất đơn giản. Hắn biết, tạm thời Chu Uyên còn không phải là Lý Thiên Tuyệt đối thủ. Bất quá, cái này không có nghĩa là, Diệp thần thì phải tính như vậy. Chu Uyên là thuộc hạ của hắn, nhưng, hắn không cho phép người bất kỳ ở mình trước mặt gọi Chu Uyên là người làm. Diệp thần khóe miệng dương lên lau một cái tà tính nụ cười nói, ngươi kêu Lý Thiên Tuyệt. Ngươi mới vừa nói đánh cuộc, coi như đếm sao. Tất cả người, bao gồm Chu Uyên, tự cừ đan hạnh vân. Vân, nghe vậy đều là ngẩn ngơ, khó có thể tin nhìn Diệp thần. Liền liền Đông Hoàng Thiên Điện một đám cao tầng, giờ phút này đều là mặt lộ vẻ cổ quái. Bọn họ không rõ ràng, Diệp thần rốt cuộc muốn làm gì. Lý Thiên Tuyệt cặp mắt híp lại nói, tự nhiên định đoạt, Diệp công tử, muốn thế nào? Diệp thần nhàn nhạt nói, ta có thể cùng ngươi đánh cuộc, bất quá, ta không cần ngươi cầm ra cái gì bảo vật, như là ta thắng, ngươi chỉ cần làm một chuyện. Hắn ánh mắt bỗng nhiên giống như huyền băng vậy, xuống tới liền băng điểm trở xuống nói, cho chú Uyên, quỳ xuống nói xin lỗi. Đám người nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi, Diệp thần điên rồi. Để cho một người mới vừa đổi mới lịch sử, đột phá trăm nghìn hỏa lực trị giá, tương lai rất có thể ở Đông Hoàng Thiên Điện tiền đồ vô lượng thiên chi kiêu tử, cho mình hạ người quỳ xuống nói xin lỗi. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, Diệp thần căn bản không có bất kỳ thắng cơ hội à. Mới vừa, hắn trên đất mạch hố lửa bên trong, thành tích là linh. Mà Lý Thiên Tuyệt đâu? Trăm nghìn. Coi như Diệp thần hiện tại động dùng bí thuật gì, nâng cao tiềm lực. Hấp thu nữa một ít viêm chân hỏa vậy tuyệt đối không cách nào đền bù và Lý Thiên Tuyệt chênh lệch chứ. Đừng nói là bọn họ, liền liền Đông Hoàng quên cơ hội các người đều có chút kinh hãi. Hứa Yến Linh lại là cười lạnh nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, không bản lãnh còn cuồng, là sẽ chết. Lý Thiên Tuyệt gân xanh trên trán, bỗng nhiên giật mình, trong mắt xuất hiện cực kỳ sát cơ nồng nặc. Nhưng, rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh, ngược lại cười mỉa nhìn Diệp Thần. Giống như ở xem một cái thằng hề vậy. Hắn nhàn nhạt nói, phải, ta đáp ứng Diệp công tử, bất quá, ta điều kiện vậy phải cải biến. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp thần nói, nếu như Diệp công tử thua, người cũng phải cấp ta quỳ xuống nói xin lỗi. Chu Uyên nghe vậy, sắc mặt lo lắng nói, công tử, không được. Diệp thần đối với hắn lộ ra một người mỉm cười nói, làm sao, không tin ta. Chu Uyên sửng sốt một chút. Lắc đầu liên tục nói, không, chỉ là. Tốt, Diệp thần trận lại Chu Uyên, đối với Lý Thiên Tuyệt gật đầu nói, cứ quyết định như vậy. Trong chốc lát, Chu Uyên nhìn Diệp thần ánh mắt, lóe lên, hắn là trời xanh võ tử, để ý chỉ có võ đạo, nhưng, cũng không phải là nói, Chu Uyên không có cảm tình. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn bị Diệp thần hành vi đánh động. Diệp thần cái này căn bản không là đem mình làm người làm đối đãi. Mà là đem hắn coi là bằng hữu, huynh đệ à. Hắn thật chặt mím môi, trong lòng là tức giận mình bất lực. Nếu như, hắn có thể chiến thắng Lý Thiên Tuyệt mà nói, làm sao cần phải công tử vì mình ra mặt. Hắn âm thầm thề, đi về sau nhất định phải điên cuồng tăng lên thực lực, tuyệt đối không thể cho công tử mất thể diện, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có năng lực báo đáp công tử ân tình. Lý Thiên Tuyệt cười, nhìn Diệp thần trong mắt tràn đầy châm chọc cùng vẻ khinh thường. Nhàn nhạt nói, Diệp công tử, xin mời, ta đây muốn xem, người có thể đem mình thành tích, tăng lên tới cái gì bước. Ở hắn xem ra, Diệp thần là vì một người làm, mất lý trí, muốn mạnh sắp xếp. Nhưng, mạnh hơn nữa chàng có ích lợi gì? Ừ, bây giờ nhìn lại quả thật rất ra ý liệu, thậm chí có thể nói để cho người có chút mong đợi, nhưng, tiến vào địa mạch hố lửa sau này thì sao? Ha ha! Chỉ có thể đổi lấy lớn hơn cười nhạo cùng thất vọng thôi. Nếu không,
mới vừa rồi Diệp Thần tại sao rời đi địa mạch hố lửa? Nếu như vẫn có thể tiếp tục hấp thu viêm chân hỏa, làm sao không một lần hấp thu, ngược lại, phải ra tới bị người giễu cợt. Vì vậy, hắn phán đoán, Diệp Thần mất lý trí, hành động theo cảm tình. Vì một người làm, liền đem mặt mình mặt, hoàn toàn từ bỏ, hắn cảm thấy, Diệp Thần rất ngu. Mà đám người bên trong, đại đa số người cũng cùng Lý Thiên Tuyệt vậy ý tưởng, nhìn có chút hả hê nhìn Diệp Thần, có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được Diệp Thần cho Lý Thiên Tuyệt quỳ xuống một màn, đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ dồn hết sức giễu cợt, để cho cái này cái gọi là ngựa đen, yêu nghiệt, đời này lại cũng không ngóc đầu lên được. Diệp Thần nhìn lướt qua địa mạch hố lửa, lúc này, đã không có người lại tiến vào hố lửa bên trong khiêu chiến, tất cả còn sống khảo hạch người đều đã hoàn thành khảo hạch. Lúc này, thân hình hắn động một cái, chậm rãi hướng địa mạch hố lửa đi tới. Mà Chu Uyên, Tự Cừ Đan Hạnh, Minh Nhược Khê, Cổ Tuyền các người đều là khẩn trương lên. Bọn họ đáy lòng là tin tưởng Diệp Thần. Chỉ là, muốn vượt qua Lý Thiên Tuyệt thành tích, nhìn như chân thực có chút không quá có thể. Rất nhanh, Diệp Thần cũng đã đứng ở hố lửa nơi trung tâm, quanh thân, bị hừng hực ngọn lửa bao phủ. Từng đạo ánh mắt đều tụ tập ở Diệp Thần đỉnh đầu hỏa lực trị giá bên trên. Có thể, giờ phút này, Diệp Thần tựa hồ hoàn toàn không có bắt đầu hấp thu viêm chân hỏa ý, hỏa lực trị giá lại là không có bất kỳ biến hóa. Lý Thiên Tuyệt, cười, mọi người vây xem, cũng cười. Ừ, phế vật, rốt cuộc là phế vật, không thể nào biến thành rồng thần. Ngay tại bọn họ chuẩn bị lên tiếng châm chọc, hỏi một chút Diệp Thần muốn trên đất mạch hố lửa bên trong phát ở bao lâu lúc đó, mọi người thần hồn nhưng là run lên bần bật, bọn họ nhìn hố lửa bên trong Diệp Thần có chút đờ đẫn. Chẳng biết tại sao, giờ phút này, Diệp Thần trên mình tựa hồ nhiều hơn một loại khí tức, một loại làm bọn họ vô cùng là sợ hãi hơi thở. Diệp Thần cặp mắt bên trong, mơ hồ giấy lên một kim một bạc, hai đạo hỏa diễm. Hắn mặt không thay đổi đối với Nhan Tuyền Nhi mở miệng nói, Tuyền Nhi, động thủ. Thời gian, tựa hồ có chốc lát ngừng. Sát sau đó, mọi người tại đây bao gồm Đông Hoàng Thiên Điện cao tầng, mỗi một người đều là điên cuồng nới rộng ra cặp mắt. Ở bọn họ trước mắt, xuất hiện để cho bọn họ cả đời khó quên, in vào thần hồn chỗ sâu nhất một màn. Đó là cái gì? Đó là ngọn lửa gió bão. Vét sạch toàn bộ viêm chân vực ngọn lửa gió bão. Chỉ gặp, diện tích vượt qua 100.000 thước vuông địa mạch hố lửa bên trong, tất cả ngọn lửa cũng vây quanh Diệp Thần, nhanh chóng lưu vòng vo, biến thành một đạo khuấy toàn bộ giới vực nguyên tố lửa ngọn lửa khổng lồ gió bão. Cùng ngọn lửa này gió bão so với, Lý Thiên Tuyệt ngọn lửa vòng xoáy, giống như con giun và rồng thần chênh lệch. Hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ à. Cái này cuồn cuộn ngọn lửa gió bão, lấy gần như sợ hãi tốc độ. Thật nhanh tan rã ở Diệp Thần trong cơ thể, mà Diệp Thần đỉnh đầu hỏa lực trị giá, cũng là lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, thật nhanh tăng vọt, vậy, cũng đã không phải là ngồi hỏa tiễn, thật là, chính là vượt qua tốc độ ánh sáng à. Ngay chớp mắt, cũng đã đột phá triệu đại quan. Đám người suy tư của người đều phải bể nát, thần hồn đều phải bốc khói, máu muốn té chảy. Thậm chí, đã có những người này đều cơ hồ muốn ngất đi. Tình cảnh rung động đến khó mà hình dạng. Mà đây trình độ cao nhất rung động một màn, không có kéo dài thời gian quá dài, giống như là rực rỡ nhất lửa khói vậy, ngắn ngủi một cái hô hấp, ngọn lửa kia gió bão, cũng đã biến mất không còn một mống, hết thảy, giống như ảo giác. Đám người giống như pho tượng vậy, đứng tại chỗ, hô hấp đã sớm quên mất, chỉ là ngây ngốc nhìn trước mắt trống rỗng, nám đen một mảnh địa mạch hố lửa, chỉ có hố lửa bên trong như cũ toát ra cuồn cuộn khói xanh. Ở chứng minh mới vừa rồi phát sinh hết thảy là chân thực. Giờ phút này, Diệp Thần chậm rãi quay người sang, trên mặt mang nghiền ngẫm nụ cười, mà thẳng đến lúc này, đám người mới tỉnh hồn lại, bọn họ nhìn về phía Diệp Thần đỉnh đầu phù văn, con số kia khoa trương đến đã để cho bọn họ không cảm giác được rung động. Chỉ có một loại hoang đường. 396.000. Diệp Thần hỏa lực trị giá, nhưng ngừng lại 396.000. Là Lý Thiên Tuyệt nhiều ít lần, xấp xỉ, 40 lần chứ. Bất quá, con số, đã không có chút ý nghĩa nào, ở đem toàn bộ địa mạch hố lửa chiếm đoạt không còn một mống hành động vĩ đại trước mặt, coi như người hỏa lực trị giá đạt tới 1 triệu thì thế nào. Diệp Thần chính là trình độ cao nhất. Liền liền Đông Hoàng Thiên Điện bên trong mấy tên cao tầng cũng hoàn toàn hóa đá. Suy nghĩ đều không cách nào vận chuyển,
bọn họ cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày, có người có thể đem đất này mạch hố lửa bên trong Viêm Chân Hỏa, chiếm đoạt không còn một mống. Trên thực tế, Viêm Chân Hỏa ở Thiên Nhân Vực cũng coi như bảo vật, đây chính là so thần hỏa cao hơn cùng ngọn lửa à, nếu là có thể đem ngưng luyện, thậm chí tiến hóa ra hỏa linh mà nói, giá trị khó mà lường được. Nhưng, tại sao nhiều năm như vậy Đông Hoàng Thiên Điện một mực không đối với đất này mạch hố lửa động thủ? Bởi vì, không làm được. Liền Đông Hoàng quên cơ hội như vậy tồn tại đều không cách nào đem toàn bộ hố lửa Viêm Chân Hỏa, chiếm đoạt hoặc là thu lấy, có thể, Diệp Thần hết lần này tới lần khác làm được à. La Sát Quỷ Mẫu Hứa Yến Linh lúc này quát to một tiếng nói, thằng nhóc này, ăn gian. Nhất định là ăn gian, cái này căn bản không là hắn chân thật thành tích, không người nào có thể đem toàn bộ địa mạch hố lửa chiếm đoạt không còn một mống. Đông Hoàng quên cơ hội cùng Vạn Vô Quang hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là khẽ cau mày, có lúc thành tích quá khoa trương cũng không là một chuyện tốt, bởi vì đã vượt ra khỏi lẽ thường phạm vi, hiện tại, liền bọn họ đều không cách nào phán đoán Diệp Thần tư chất. Mà La Sát Quỷ Mẫu ánh mắt thậm chí có chút lửa nóng. Liền toàn bộ địa mạch hố lửa Viêm Chân Hỏa, cũng có thể hấp thu không còn một mống, Diệp Thần trên mình nhất định có trọng bảo. Nàng nghĩ như vậy ngược lại là không sai. Hôm nay có thể hóa hình huyền diễm, dõi mắt chư thiên đều là thuộc về trí bảo vệ tồn tại, chỉ bất quá, đối với Diệp Thần mà nói, huyền diễm cho dù có linh trí vậy tương tự với thân thể một phần chia, là hắn bổn mạng linh hỏa, cũng không thuộc về ngoại lực, những người khác vậy căn bản không cách nào cướp đi. Viêm Chân Vực, địa mạch hố lửa. Lý Thiên Tuyệt giống như tượng đá vậy nhìn trước mắt một màn, tựa như còn không có tiếp nhận thực tế, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, không ngừng lầm bầm, không thể nào. Cái này không thể nào. Diệp Thần hấp thu toàn bộ địa mạch hố lửa sau đó, hắn Lý Thiên Tuyệt đã từ nguyên bản ánh sáng vạn trượng trình độ cao nhất yêu nghiệt, biến thành một cái thằng hề à. Hết thảy các thứ này, đều do Diệp Thần. Tiểu tử đáng chết này. Rõ ràng có thái cổ thị huyết mạch mình mới hẳn là làm mọi người cả đời khó quên vậy một cái à. Lý Thiên Tuyệt cặp mắt, ngay tức thì đỏ bừng, hừng hực lửa giận, cơ hồ muốn hóa là thật thế chấp. Nhìn chằm chằm Diệp Thần giống như một đầu bị đẩy vào tuyệt cảnh dã thú. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Lý Thiên Tuyệt, khóe miệng hiện lên lau một cái nghiền ngẫm nụ cười nói, Lý công tử, người đây là cái gì diễn cảm? Không phải là không chịu thua chứ? Hiện tại, người nên cho Chu Uyên quỳ xuống nói xin lỗi. Bá một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Lý Thiên Tuyệt trên mình. Vô hình kia ánh mắt, nhưng mang cho Lý Thiên Tuyệt to lớn áp lực, mồ hôi lạnh ngay tức thì xuống. Hắn con người điên cuồng run rẩy, chặt chẽ cắn răng, hắn cho tới bây giờ không có bị qua khuất nhục như vậy. Lý Thiên Tuyệt cố áp chế lửa giận, đối với Diệp Thần gạt bỏ một nụ cười nói, Diệp công tử, mới vừa chúng ta bất quá là đùa giỡn, ngươi lại thế nào tưởng thật. Ngươi xem, ta dùng món bảo bối này bồi thường Chu công tử, như thế nào. Vừa nói, cổ tay lộn một cái, trong tay nhiều hơn một quả tản ra ngũ sắc quang hoa, dịch thấu trong suốt, lộng lẫy và tuyệt vời hạt châu. Thấy hạt châu này, không ít người đều là kinh hô một tiếng nói, thành đạo châu. Đây là thành đạo châu à? Những cái kia khảo hạch người trong mắt bên trong đều là hiện lên vô cùng khát vọng, thần sắc hâm mộ. Lý Thiên Tuyệt, ra tay thật lớn. Thành đạo châu có thể phụ trợ còn thật cảnh trung kỳ trở lên tồn tại, hấp thu đạo tinh, tăng nhanh tu hành tốc độ, hơn nữa, không có tác dụng phụ, cho dù đối với còn thật cảnh hậu kỳ thậm chí còn đỉnh cấp tồn tại. Đều có thể nói, là khá là hữu dụng vật. Lý Thiên Tuyệt, nói cầm liền lấy ra. Lý Thiên Tuyệt trong mắt cũng là hiện lên lau một cái đau lòng vẻ, trong tay hắn còn có một viên thành đạo châu, ngược lại là sẽ không ảnh hưởng mình tu luyện, nhưng, thứ chí bảo này, thậm chí có thể trao đổi không thiếu đạo tinh, chỉ như vậy tiện nghi cái này hai cái thằng đáng chết. Bất quá, như vậy cũng tốt qua quỳ xuống, hắn Lý Thiên Tuyệt là thái cổ thị huyết mạch người thừa kế, vô tận kiêu ngạo. Làm sao có thể đối với người quỳ xuống? Hơn nữa, vẫn là ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu là như vậy mà nói, hắn đời này sợ rằng cũng không ngóc đầu lên được đi. Chu Uyên giờ phút này mặt không cảm giác, tựa hồ đối với cái này thành đạo châu, không cảm giác hứng thú chút nào, hết thảy toàn bằng Diệp Thần làm chủ. Mà vậy một đám khảo hạch người chính là thần sắc đều có chút thất vọng, nói thật, bọn họ còn muốn thấy được Diệp Thần và Lý Thiên Tuyệt đối với đâu, đáng tiếc. Cái này Lý Thiên Tuyệt quá biết làm người, chỉ cần Diệp Thần không phải người ngu mà nói, cũng sẽ cho đối phương một cái xuống bậc thang. Mặc dù vì vậy,
có thể đắc tội liền Lý Thiên Tuyệt, nhưng, đối với Diệp Thần mà nói, nhặt không một quả thành đạo châu, tuyệt đối là kiếm. Có thể, ngay tại lúc này, một đạo vô cùng là khinh thường tiếng cười nhưng là vang lên bên tai mọi người. Làm trò đùa, ai cùng ngươi nói giỡn? Nếu như ta thua, ngươi biết cảm thấy, ta là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Lời vừa nói ra, nguyên bản nhiệt độ hơn ngàn độ viêm chân hỏa, tựa như ngay tức thì biến thành băng hàn địa ngục. Tất cả mọi người đều là khó có thể tin nhìn Diệp Thần. Diệp Thần đây là liền một chút mặt mũi cũng không cho Lý Thiên Tuyệt lưu à. Trong chốc lát, mọi người thấy Diệp Thần đều tựa như ở xem một cái người điên vậy. Bọn họ có chút không tưởng tượng nổi, trước mắt thần sắc này lãnh đạm thanh niên, lại là vô cùng ngoan tuyệt, muốn ép Lý Thiên Tuyệt quỳ xuống. Lý Thiên Tuyệt tựa hồ cũng có chút bối rối, nhưng, rất nhanh, trên mặt hắn liền xuất hiện một nụ cười. Nụ cười này nhưng là làm mọi người tại đây, cũng không nhịn được cả người run rẩy. Sợ hãi tới cực điểm. Giờ khắc này, Lý Thiên Tuyệt rốt cuộc lại vậy không cách nào nhẫn nại, cái gì phong độ, cái gì hình tượng cũng không để ý. Hắn sắc mặt dữ tợn cực kỳ nhìn chằm chằm Diệp Thần, gào thét nói, không phải làm trò đùa. Ha ha, vậy, ta hiện tại đổi ý, người định làm gì? Đổi ý, Diệp Thần nghe vậy, nhưng là cười cười nói, không có ai, có thể ở ta trước mặt đổi ý. Có thể, giờ phút này, Lý Thiên Tuyệt nhưng là đã chuẩn bị động thủ. Hắn trong mắt lộ ra sát cơ, tiểu tử đáng chết này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ha ha. Đã như vậy, vậy thì đi chết đi, chỉ cần giết Diệp Thần, hết thảy liền có thể làm chưa có phát sinh qua, mà hắn vậy vẫn là khảo hạch người bên trong ưu tú nhất vậy một cái. Âm một tiếng, một đạo khí lưu bỗng nhiên từ Lý Thiên Tuyệt trên mình bộc phát ra, cặp mắt bên trong kim mang lớn thả, như vậy làm người ta sinh lòng màng bái cảm giác hơi thở, lần nữa ở Lý Thiên Tuyệt trên mình phun trào. Liền liền Diệp Thần nhìn Lý Thiên Tuyệt đều là ánh mắt nhỏ tránh, giờ phút này. Lý Thiên Tuyệt cho hắn một loại vô cùng là cổ xưa cảm giác, cũng không phải là nói tuổi hắn lớn, mà là, một loại khí chất. Trực giác nói cho hắn, Lý Thiên Tuyệt rất nguy hiểm. Mặc dù, hắn hiện tại chỉ là còn thật cảnh 6 tầng thiên, nhưng, Diệp Thần nhưng có thể khẳng định, thực lực còn ở thạch giã bên trên. Thậm chí, vượt qua thạch giã không thiếu. Liền liền Huyền Hàn Ngọc đều là mở miệng nói, Diệp Thần, cẩn thận một chút, tên này có thái cổ thị huyết mạch. Khó đối phó. Diệp Thần có chút kinh ngạc, liền Huyền Hàn Ngọc cũng như thế nói. Phải biết, Huyền Hàn Ngọc ánh mắt rất cao. Hắn không khỏi phải hỏi nói, cái này thái cổ thị huyết mạch, là cái gì? Huyền Hàn Ngọc có chút ngưng trọng nói, cực kỳ lâu trước kia, so sánh với cổ còn muốn thời đại cổ xưa, vực ngoại trên thực tế là một phiến đất hoang vu, tràn đầy khủng bố cùng nguy hiểm, mà vào lúc đó, có mấy tên nhân tộc cường giả quật khởi, càn quét sáu hợp. Vực ngoại đại lục, mới trở thành hôm nay mảnh đất này, vậy đặt nhân tộc tương lai cường thịnh. Mà những cường giả này liền bị nhân tộc tôn là thái cổ thị, chỉ là, chẳng biết tại sao, đại đa số thái cổ thị ở một cái thời kỳ, toàn bộ mất tích, chỉ có số ít gia tộc, lưu truyền tới, thái cổ Lý gia chính là một cái trong số đó, cái này Lý Thiên Tuyệt thừa kế chính là cái này Lý gia có thái cổ thị huyết mạch. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt hiện lên lau một cái chiến ý, cổ tay lột. Một chuôi đen nhánh trường kiếm rơi vào trong tay. Nhìn Diệp Thần cầm trường kiếm hình dáng, Lý Thiên Tuyệt khóe miệng hiện lên vẻ chế giễu nụ cười, mở miệng nói, Diệp Thần, người có phải hay không lấy là đánh bại dựa vào ngoại lực đột phá phế vật, liền vô địch. Ha ha, rất nhanh, bổn công tử liền sẽ để cho ngươi cảm nhận được, cái gì gọi là tuyệt vọng. Nháy mắt tức thì, Lý Thiên Tuyệt trong mắt kim mang bạo tránh, một đạo cả người kim quang bóng người xuất hiện ở sau lưng. Bóng người này xuất hiện ngay tức thì, Lý Thiên Tuyệt hơi thở lại là điên cuồng leo lên. Mọi người chung quanh thấy vậy, thật là đều phải hôn mê à. Lý Thiên Tuyệt quá nghịch thiên. Trong chốc lát, bọn họ nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt đều là hiện lên vẻ thương hại. Diệp Thần mặc dù cũng là một yêu nghiệt, có thể tiềm lực còn ở Lý Thiên Tuyệt bên trên, nhưng, bàn về thực lực sợ rằng so với Lý Thiên Tuyệt còn có chênh lệch không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần quá ngông cuồng. Nếu như mới vừa, tiếp nhận thành đạo châu, cho Lý Thiên Tuyệt một cái xuống bậc thang mà nói, sự việc căn bản không sẽ phát triển đến tình cảnh này. Không ít người, đều là lộ ra châm chọc cùng cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, ở bọn họ xem ra, Diệp Thần phỏng đoán hối hận được cũng mau muốn khóc lên chứ. Ngay tại lúc này, Lý Thiên Tuyệt động, thân hình hắn chớp mắt,
liền từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Diệp Thần trước người, trong tay nắm một chuôi toàn thân đỏ thẫm lợi kiếm bên trên bao phủ vô cùng là máu tanh, tà dị hơi thở. Lý Thiên Tuyệt giữ tợn cười một tiếng, nghiêm túc quát một tiếng nói, thái cổ máu bánh xe kiếm. Nháy mắt tức thì, bầu trời bên trong, quy luật lực gào thét, một đạo nắng gắt màu máu xuất hiện ở trước mắt mọi người, mênh mông huyết quang, ngay tức thì đem toàn bộ Viêm Chân Vực bao phủ, đậm đà đến làm người ta hít thở khó khăn huyết tinh khí tức, tràn ngập ở trên không khí bên trong. Kiếm này vừa ra, toàn bộ Viêm Chân Vực tựa như đều hóa thành một cái huyết sắc thế giới. Mà so với cái này huyết quang kinh khủng hơn, chính là vậy nắng gắt màu máu bên trong, tản ra vô tận kiếm ý. Liền liền một mực mặt không cảm giác Chu Uyên, giờ phút này ánh mắt cũng sáng. Cho dù là hắn, không thừa nhận cũng không được, Lý Thiên Tuyệt một kiếm này rất mạnh, trong đó võ đạo vô cùng cổ xưa, huyền ảo, đối với hắn tràn đầy vô cùng sức hấp dẫn. Bỗng nhiên, rất nhiều khảo hạch người cũng phát ra một tiếng hét thảm, che ngực, miệng phun máu tươi. Trong mắt là kinh hãi tới cực điểm thần sắc. Bọn họ đều là còn thật cảnh tồn tại, có thể, cho dù là một kiếm này tản ra một món kiếm khí, cũng đã làm cho bọn họ bị thương à. Không thiếu đối mặt qua thạch giã người lại là trong mắt run rẩy. Nguyên bản, bọn họ lấy là thạch giã vậy thông thiên kiếm sát đã cường hãn tới cực điểm. Có thể hiện tại, so sánh với Lý Thiên Tuyệt màu máu một kiếm, căn bản cái gì cũng không phải. Thạch giã cho Lý Thiên Tuyệt sách giày cũng không xứng à. Thái cổ máu bánh xe kiếm so với thạch giã thông thiên kiếm sát đâu chỉ mạnh trăm lần. Diệp Thần chết chắc. Lý Thiên Tuyệt đánh ra một kiếm này sau đó, sắc mặt đã hoàn toàn buông lỏng xuống, hắn nhìn Diệp Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ châm chọc. Hắn không chỉ có thức tỉnh thái cổ thị huyết mạch, đồng thời còn chiếm được thái cổ thị võ đạo truyền thừa. Cái này thái cổ máu bánh xe kiếm chính là một cái trong số đó. Chân chính cao nhất võ kỹ mặc dù hắn mới vừa tu luyện tới nhập môn, nhưng, vậy đủ để nghiền ép một cái càn khôn cảnh rác rưởi. Hắn con người bên trong, ý định giết người một thịnh, vậy uy thế ngập trời nắng gắt màu máu ngay tức thì lôi cuốn vô cùng kiếm ý hướng Diệp Thần, chân áp xuống. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy nắng gắt, trong mắt cũng là hiện lên vẻ ngưng trọng. Nói thật, nếu như trước đối mặt thạch giã trạng thái, hắn rất có thể không phải Lý Thiên Tuyệt đối thủ. Cũng may, hôm nay, hắn thực lực lại có to lớn tăng lên. Diệp Thần trên mặt thoáng qua lau một cái nhao nhao muốn thử vẻ nói. Huyền Tiên Tử, Sóc Lão, mượn ta lực lượng. Tuyền Nhi, phần huyết quyết. Thức hải bên trong, một tên sinh ngọn lửa phượng rực bé gái, vô cùng là nghiêm túc gật đầu nói, công tử. Một khắc sau, một đạo vàng bạc xen nhau ngọn lửa, bỗng nhiên ở Diệp Thần bề mặt, hừng hực cháy. Diệp Thần con người bỗng nhiên co rúm một cái, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, giờ phút này. Ở phần huyết quyết dưới sự kích thích, trong cơ thể hắn bạo phát ra một cổ ngút trời sức mạnh to lớn. Cùng lúc đó, vậy nắng gắt màu máu vậy đã đạt tới Diệp Thần trước mắt. Tinh hồn chém. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, hồn thể đổi thành, thiên yêu thân thể, hỗn độn khí diễm, hủy diệt bóng đen vân. Vân, tất cả đều thi triển, chứ không có mượn huyền linh lực và hồng mông đại tinh không, có thể nói, một kiếm này hắn đã dốc hết liền toàn lực. Một đạo cực kỳ chói mắt ngân hà, ngay tức thì bùng nổ, cùng huyết sắc kia nắng gắt đụng vào một nơi. Một kiếm này nhìn như cực mạnh, nhưng, vây xem khảo hạch các người đều là lắc đầu một cái, ở bọn họ xem ra, Diệp Thần mạnh hơn nữa cũng không phải Lý Thiên Tuyệt đối thủ. Ngày hôm nay, một đời yêu nghiệt liền phải bỏ mạng nơi này, bất quá, bọn họ nhưng một chút đều không đồng tình Diệp Thần, ở bọn họ xem ra hết thảy các thứ này là Diệp Thần lỗi do tự mình gánh. Ngay tại lúc này, ầm một tiếng vang thật lớn, màu máu nắng gắt cùng vậy sáng chói ngân hà, đụng chạm kịch liệt. Một đạo vô cùng là kinh khủng sóng năng lượng, hướng bốn phía phóng xạ đi, bụi đất tung bay, một cái cơ hồ bao phủ toàn bộ Viêm Chân Vực dáng vóc to mây hình nấm nhanh chóng dâng lên. Vô số khảo hạch người, đều ở đây cái này đánh vào bên trong, đổ bay ra. Nhưng, giờ phút này, bọn họ nhưng là liền kêu thảm thiết đều quên, chỉ là ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Diệp Thần lại là đem vậy nhìn như có thể hủy diệt thế giới màu máu nắng gắt, một kiếm chém bể. Khảo hạch các người, mỗi một người đều giống như là hóa đá như nhau, não thần kinh hoàn toàn gãy lìa. Làm Diệp Thần đánh bại thạch giã lúc đó, bọn họ cho là kỳ tích, có thể kỳ tích không thể ngày ngày phát sinh chứ. Hiện tại, bọn họ đột nhiên phát hiện, kỳ tích thật giống như thật có thể ngày ngày phát sinh,
chỉ cần là ở Diệp Thần trên mình. Diệp Thần nhưng là khẽ cau mày, mặc dù chém bể huyết sắc này nắng gắt, nhưng tinh hồn chém lực lượng, vậy đã tiêu hao hết. Nói cách khác, một kích này, trên thực tế bên 8 lạng, người nửa cân. Lý Thiên Tuyệt nhìn Diệp Thần, đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó bộc phát nổi cơn thịnh nộ. Cái này, nhưng mà Thái Cổ Thị truyền thừa võ kỹ à, chỉ có Thái Cổ Thị huyết mạch người, mới có thể tu luyện, ở Lý Thiên Tuyệt trong mắt, là chí cao vô thượng. Có thể, cứ như vậy bị Diệp Thần một kiếm phá. Hắn hạ định quyết tâm, nhất định phải không tiếc giá phải trả giết chết Diệp Thần, mới có thể cọ rửa hôm nay sỉ nhục. Một khắc sau, Lý Thiên Tuyệt xuất thủ lần nữa, lại là một vòng màu máu nắng gắt, giống như sao rơi vậy, oanh đập xuống. Có thể, để cho đám người sợ hãi phải, cái này màu máu nắng gắt lại là lần nữa bị Diệp Thần chém bể. Nói cách khác, Diệp Thần thực lực lại là có thể so với Lý Thiên Tuyệt à. Càn khôn cảnh 5 tầng trời, có còn chân cảnh 6 tầng thiên thực lực. Vượt cấp mà chiến, cũng không thể càng được quá khoa trương chứ. Còn chân cảnh càng về sau, một cảnh giới chênh lệch chính là cực kỳ kinh khủng à. Trong chốc lát, Diệp Thần cùng Lý Thiên Tuyệt ở trong hư không xuyên qua, điên cuồng công kích trước đối phương, từng đạo dữ tợn vết thương ở hai người trên thân hình xuất hiện, cuộc chiến đấu này, thảm thiết vô cùng. Không thể không nói, Thái Cổ Thị huyết mạch quả thật vô cùng là mạnh mẽ, liền ngay cả sinh mạng lực cũng là vượt xa người bình thường tộc, đổi thành vậy võ giả, và Diệp Thần đụng nhau đến tình cảnh này, đã sớm mất đi chiến lực. Có thể, Lý Thiên Tuyệt sinh mệnh lực mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn Diệp Thần. Chỉ gặp, Lý Thiên Tuyệt sắc mặt bộc phát khó coi, trong mắt chỗ sâu, thậm chí hiện lên lau một cái sợ hãi mùi vị. Hắn hiện tại cảm giác và mình chiến đấu, căn bản không phải loài người, mà là một cái không chết quái vật à. Bất luận bị thương nặng hơn, Diệp Thần thật giống như cũng có thể lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Cái này còn làm sao đánh? Bỗng nhiên, mặt đầy máu tươi Diệp Thần, hướng về phía Lý Thiên Tuyệt nhe răng cười một tiếng, cái nụ cười này rất rạng rỡ, nhưng lại để cho Lý Thiên Tuyệt thần hồn, cảm thấy một hồi buồn nôn. Ngay tại lúc này, Diệp Thần âm thầm đối với Nhan Tuyền Nhi nói, Tuyền Nhi, thử một chút ngươi năng lực mới, chiến đấu, nên kết thúc. Huyền diễm hóa hình, Diệp Thần thực lực bạo tăng, vừa vặn mượn cái này cơ hội, thích ứng thân thể một chút lực lượng. Mà đang ở mới vừa chiến đấu rằng co không nghỉ lúc đó, Tuyền Nhi nói cho Diệp Thần, hôm nay nàng thật giống như có thể nắm trong tay phần huyết quyết. Có ý gì? Hiện tại, Diệp Thần thi triển phần huyết quyết là đối với toàn thân tiến hành biên độ tăng trưởng, nhưng, nếu là phần huyết quyết lực lượng có thể khống chế đâu? Như vậy, liền có thể ở cần tốc độ tăng lên thời điểm, toàn lực tốc độ tăng lên, cần tăng lên lực lượng thời điểm, toàn lực tăng lên lực lượng. Bất quá, dưới tình huống bình thường, cái này là tuyệt đối không làm được, chỉ có xem Diệp Thần như vậy lấy được có linh trí hỏa linh mới có thể. Như vậy thứ nhất, Diệp Thần thực lực lại có thể có tăng lên. Bất quá Tuyền Nhi cũng không khả năng tùy mình muốn, chỉ có thể một đoạn thời gian thi triển một lần. Diệp Thần ánh mắt chớp động, ở trong lòng nói thầm, Tuyền Nhi, tốc độ. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần sau lưng, trong phảng phất sinh ra đối với ngọn lửa vũ dực, thân hình ngay tức thì từ tại chỗ biến mất. Lý Thiên Tuyệt hơi biến sắc mặt, kinh hô thật là nhanh. Quả thật rất nhanh, lấy hắn nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn được tàn ảnh mau. Bất quá, để cho hắn khiếp sợ là, Diệp Thần tốc độ đột nhiên có cực lớn tăng lên. Diệp Thần bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Thiên Tuyệt sau lưng, thần sắc hơi rét, thầm nói, Tuyền Nhi, lực lượng. Diệp Thần cầm kiếm cánh tay phải, đột nhiên bốc lên từng cơn khói xanh, đúng cánh tay, đỏ bừng một phiến, tản ra cực kỳ hơi thở nóng bỏng. Hắn ánh mắt, ngay tức thì sáng choang, có chút kích động. Cái này còn là hắn lần đầu tiên đem phần huyết quyết mang tới lực lượng, toàn bộ tập trung ở trên cánh tay. Như vậy lực lượng, cường đại đến thậm chí là Diệp Thần mình đều có chút kiêng kỵ trình độ. Cơ hồ không có cho Lý Thiên Tuyệt phản ứng thời gian. Cái này nặng nề đến không cách nào hình dung một kiếm, cũng đã chém đến trước mặt hắn. Tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ cắt chuyển. Lý Thiên Tuyệt sắc mặt biến đổi, tựa hồ cảm nhận được liền nguy hiểm, điên cuồng gầm hét lên, thái cổ máu bánh xe kiếm. Hắn quanh thân kim quang, dần dần nồng nặc, thái cổ thị huyết mạch, thi triển đến trình độ cao nhất, huyết sắc kia kiếm ý mơ hồ cũng cường thịnh một phần. Lý Thiên Tuyệt trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, ở nơi này nguy cơ bên trong. Hắn mơ hồ có đột phá.
Ngay tại lúc này, huyết sắc kia nắng gắt cùng Diệp Thần kiếm quang ầm ầm đụng nhau. Ánh sáng chói mắt bên trong, tất cả mọi người con người đều là ngay tức thì co rúc lại, chỉ gặp, một tiếng hét thảm vang lên, một đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh đổ bay ra, giống như vẫn thạch vậy, đập về phía mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Khảo hạch các người có chút cứng đờ chuyển động cổ, hướng vậy hố sâu bên trong nhìn. Chỉ gặp, trong cái hố sâu bên trong là một tên sắc mặt vô cùng là trắng bệch, cả người nhuốm máu, nhiều hơn xương cốt bể tan tành, trong mắt vàng nhạt thanh niên. Chính là Lý Thiên Tuyệt. Bụi khói bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, Diệp Thần bước vào trong hầm đứng ở Lý Thiên Tuyệt trước mặt, hắn mặt không thay đổi mắt nhìn xuống mặt đầy vẻ hoảng sợ Lý Thiên Tuyệt, mở miệng nói ta nói qua, không người nào có thể ở ta trước mặt đổi ý. Một đám khảo hạch người, rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Diệp Thần lại là thật chiến thắng có còn thật 6 tầng thiên thực lực Lý Thiên Tuyệt à? Đây là thực tế sao? Nếu không phải chính mắt nơi gặp, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, một cái càn khôn cảnh tích chữ tại có thể làm được loại chuyện này à? Lý Thiên Tuyệt thần sắc vô cùng khó khăn xem, cả người run rẩy, nhưng, hắn rốt cuộc là thái cổ thị truyền nhân, ngược lại cũng có mấy phần kiêu ngạo, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt hiện lên lau một cái ngoan ý nói, Diệp Thần, người muốn thế nào? Người thật muốn ép ta quỳ xuống, người có biết, ta đến từ thái cổ Lý gia, người không đắc tội nổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 245.